Không ổn. Công kích này quá quỷ dị, chạy mau, chạy. Không gian này quá quỷ dị, chạy mau. Dưới ảnh hưởng bực này, tăng thêm lúc trước Lục Lâm Thiên đánh bay bạo phong làm chấn nhiếp, lúc này 27 người có tu vi đại đạo cảnh này cũng không dám dừng lại, nhanh chóng muốn thoát khỏi không gian này. Ầm ầm. Nguyên lực bàng bạc và áo nghĩa mênh mông của 27 người có tu vi đại đạo cảnh phô thiên cái địa tuôn ra, chống lại ảnh hưởng của lao ngục thời không thuộc tính kim, muốn mạnh mẽ dẫy khỏi sự lực trói buộc cực lớn mà chạy ra bên Nogiep. Uy thế phô thiên cái địa trên thân thể 27 người có tu vi đại đạo cảnh tuôn ra, cả không gian run rẩy không ngớt. Trong 27 người đại đạo cảnh này còn có vài đại đạo cảnh cao giai, thậm chí còn có khí tức đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong lan tràn, khí tức hội tụ lại một chỗ. Khí thế tuyệt đối không dưới bạo phong, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn một ít. Không gian run rẩy không ngớt, 27 đại đạo cảnh toàn lực chạy trốn, cũng sắp thoát khỏi trói buộc của lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng của Lục Lâm Thiên. Kim quang rực rỡ, lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng chấn động kịch liệt, lao ngục thời không dường như sắp bị nghiền nát, 27 người này cũng sắp thoát thân ra được. Thời điểm này, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lại không có bao nhiêu chấn động, chỉ là thủ ấn lại lặng lẽ kết xuất, một đạo thủ ấn huyền ảo bắt đầu lặng lẽ lan tràn, lần nữa ngưng tụ. Thái dương, thái âm, âm dương hòa hợp, âm dương tương giao, ngũ hành tương dung, hóa thành âm dương. Thủ ấn được kết, Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, giờ phút này trong lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng rực rỡ đột nhiên xuất hiện quang mang chói mắt của bối loại thuộc tính phóng lên trời. Bỗng nhiên, vài luồng năng lượng thiên địa minh mông đột nhiên đánh xuống lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng. Ầm ầm. Thoáng chốc, trên trời xanh, tiếng sấm hung hãn vang vọng, cả không gian run rẩy, lung lay giống như sắp đổ. Ngay sau đó, trên trời xanh đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy trong hư không minh mông. Vòng xoáy này đem trọn hư không nhuộm thành màu trắng đen, ở giữa còn có một hắc động, tạo thành đồ án trắng đen, âm dương, bao phủ cả phiến thiên địa. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên dưới vòng xoáy trắng đen này đạp không mà đứng, tựa như chiến thần, miệng lại lần nữa hét lớn. Âm dương phối hợp, phân hóa vô hình, tuần hoàn không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Lục Lâm Thiên dứt lời, vòng tròn trắng đen, âm dương ở trên không trung run lên, sau đó lập tức lao xuống lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng đang tràn ngập kim quang rực rỡ phía dưới, dùng phương thức vô cùng huyền ảo, trực tiếp dung hợp với lao ngục thời không thuộc tính kim. Lập tức, trong lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, năm loại năng lượng áo nghĩa trực tiếp sôi trào, không gian trong lao ngục thời không run run không ngớt. Ầm ầm. Trong sát na này, không gian rung chuyển, thiên địa sụp đổ, uy áp vô cùng vô tận từ trong hư không lan tràn ra. Phía trên trời xanh vang vọng tiếng sấm không ngừng, trong không gian nổi lên sóng to gió lớn, bên trong còn có một cỗ thiên uy, cuồn cuộn không ngớt. Dưới uy áp thiên địa mênh mông cuồn cuộn này, linh hồn của tất cả mọi người run rẩy đến phủ phục, nguyên lực trong người cứng lại. Mà ngay cả Lưu Vân cùng Phi Dương đang giao thủ phía xa cũng vô cùng rung động nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Oanh! Khí tức lạ lẫm, vô cùng vô tận lan tràn ra, dưới thiên uy minh mông cuồn cuộn, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng, giống như là tận thế, vô cùng khủng bố. Thiên uy hàng lâm, dị tượng thiên địa. Đây là dị tượng thiên địa A. Nhìn phía trên trời xanh đột nhiên xuất hiện dị tượng thiên địa khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên và khiếp sợ, toàn thân bỡ ngỡ, linh hồn cũng theo đó mà rung động. Tất cả đều cảm giác được tim đập nhanh, xuất hiện dị tượng thiên địa, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Đội trưởng tạo thành dị tượng thiên địa A. Hoàng Sa, Quỷ Hoa, Tử Viêm và những người khác há hốc mồm, vô cùng kích động nhìn lên trên không trung. Trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Tiết Mặc Kỳ lúc này cũng tràn ngập vẻ rung động. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại có dị tượng thiên địa? Lưu Vân và Phi Dương đang giao thủ với Đại Hồn Anh đột nhiên biến sắc, nhìn biến hóa bực này, hai người cũng không khỏi rung động. Rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì? Hoài Linh Ngọc ở phía xa, ánh mắt co rúm, run rẩy. Trong sát na ngắn ngủi này, cả không Gina lập tức xuất hiện cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, trong lao ngục thời không thuộc tính kim bỗng nhiên có một cỗ uy thế tương liên với thiên uy. Không gian lập tức giống như thiên địa rung chuyển, lao ngục thời không 16 lần uy năng kịch liệt rung chuyển. Trong lao ngục thời không thuộc tính kim, quang mang bốn loại năng lượng, xanh, xanh da trời, vàng đất,
đỏ theo thứ tự luân chuyển, uy năng lần nữa tăng lên. Quang mang trong lao ngục thời không cuồn cuộn, trong chớp mắt ngắn ngủi, đồ án trắng đen, âm dương vừa mới rơi vào trong lao ngục thời không thuộc tính kim triệt để dung hợp vào trong lao ngục thời không, bên trong lần nữa kim quang rực rỡ. Sau đó lao ngục thời không lần nữa khôi phục lại bình thường, lúc này một cỗ uy năng sắc bén, lạnh lẽo lần nữa nhảy tới tình trạng khủng bố, năng lượng thuộc tính kim bàng bạc trong sát na hội tụ, cả không gian lập tức cứng lại như nứt vỡ. Kim quang bao phủ thiên địa, lần nữa vây khốn, bao phủ 27 đại đạo cảnh đang sắp thoát khỏi lao ngục thời không. Giờ phút này lao ngục thời không 16 lần uy năng đã nhảy tới 32 lần uy năng. Xoẹt! Kim quang rực rỡ, sắc bén lạnh lẽo, cả thiên địa tràn ngập kim quang rực rỡ. Trong không gian giống như thiên địa lờ mờ đột nhiên có mây đen dày đặc vọt tới lần nữa. Ầm ầm, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng không ngớt. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người đang khiếp sợ lần nữa kinh ngạc không thôi. Trên không trung, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, đạp không mà đứng, trong lao ngục thời không, kim quang rực rỡ lan tràn ra chung quanh. Lao ngục thời không dung hợp thuộc tính ngũ hành, uy năng là 16 lần. Mà sau khi Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra âm dương hóa ngũ hành tương sinh tương khắc, cứ như vậy luân hồi một vòng, uy năng lại kéo lên một vòng, đến 32 lần, vô cùng khủng bố. Thế nhưng uy năng tăng lên gấp mấy lần thì tiêu hao của Lục Lâm Thiên cũng tăng lên gấp mấy lần. Không xong, không có cách nào dãy giụa. Không gian bị đông cứng lại, nguyên lực giống như bị cấm chế. Linh hồn lực vô hình, ta không có cách nào chống đỡ nổi nữa. Trên không trung vang vọng tiếng sấm không ngừng, trong lao ngục thời không thuộc tính kim 32 lần uy năng, 27 đại đạo cảnh lúc này lần nữa bị lao ngục thời không vây khốn. Cả đám đã sớm bố trí các loại khải giáp hộ thân, khải giáp linh hồn, quang cháo bằng năng lượng. Phụt, thời Gina, không gian, linh hồn, thuộc tính tương khắc và các loại áp chế tràn ngập trong không gian, người thực lực thấp một chút đã hoàn toàn bị trói buộc, máu tươi trong miệng phun ra không ngớt. Mấy người có tu vi đại đạo cảnh cao giai toàn lực dãy giụa, càng dãy giụa áp lực lại càng lớn. Ở trong lao ngục thời không này bọn họ giống như một con ốc sên vậy, có thể coi như không có cách nào dãy giụa. Trong kim quang rực rỡ, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, không trung gió nổi mây phun, sau lưng tiếng sấm vang vọng không ngừng. Trong hai mắt cực lớn lúc này tràn ngập kim quang, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Mắt nhìn 27 đại đạo cảnh trong lao ngục thời không thuộc tính kim, trong hai mắt lớn hiện lên sát ý. Hổ trảo bên phải đột nhiên có huyết quang lóe lên, huyết quang thu liếm, một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Đường cong của đại đao này vô cùng rung động lòng người, khí tức ngút trời, một cỗ khí tức sắc bén lan tràn ra. Tác động tới kim quang sau lưng, thuộc tính kim vô tận từ trong hư không dường như tương liên với thanh đại đao đỏ vàng này. Trong lúc mơ hồ, dường như còn có năng lượng của bốn loại thuộc tính từ trong hư không rót vào trong lao ngục thời không thuộc tính kim, đồng thời cũng tương liên với thanh đại đao kia. Muốn giết ta, các ngươi có tư cách gì? Ngao! Một tiếng long ngâm từ trong thanh đại đao đỏ vàng kia vang lên, hổ trảo Lục Lâm Thiên nắm chặt huyết đao, tay đột nhiên vung huyết đao lên, liên tiếp chém ra 27, đao mang mang theo đường cong rung động lòng người bắn ra. Duệ kim hồn đao! 27 đao này chém ra nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại nhanh tới mức tập Encanfeze, trong nháy mắt hoàn toàn một đao. Khi một đao cuối cùng dược đánh ra, 27 đạo đao mang đột nhiên giống như một cơn lũ quét bộc phát. Siêu 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 siêu. 27 đạo đao mang ở trong lao ngục thời không thuộc tính kim giống như là cá gặp nước. Những nơi 27 đạo đao mang đi qua, không gian trực tiếp giãn nứt tạo thành vết nứt không gian màu vàng, đao mang phô thiên cái địa bắn ra, khí tức sắc bén tới cực điểm. Loại khí tức này dường như căn bản vốn không nên tồn tại trên đời này, đây mới thực sự là hủy diệt, là phá hủy, những nơi nó đi qua, sát phạt không thôi, vô cùng sắc bén, khủng bố. 27 đạo đao mang lập tức đánh tới trước người 27 đại đạo cảnh này. 27 đạo đao mang trực tiếp xuyên thủng không gian xuất hiện, giống như là cắt đậu hũ, trực tiếp từ trên đỉnh đầu của 27 đại đạo cảnh này chém xuống. Khí tức sắc bén ngập trời nương theo công kích linh hồn khủng bố trong khoảnh khắc triệt để phóng ra. Sắc mặt 27 người này hoảng hốt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, đồng tử co rút lại, căn bản không thể nào tránh đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang từ trên đỉnh đầu mình đánh xuống,
mà bọn họ cũng ngay lập tức cảm nhận được thân thể mình dưới một đao này bị chém thành hai nửa. Phanh phanh phanh. 27 đại đạo cảnh, kể cả mấy đại đạo cảnh cao giai, còn có đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong trong giây lát thân thể hóa thành huyết vụ, kim quang bắn tứ tung. 27 người có tu vi đại đạo cảnh đồng thời thần hồn câu diệt, triệt để biến mất trên đời. 27 đại đạo cảnh không chịu nổi một kích. 27 người có tu vi đại đạo cảnh đồng thời thần hồn câu diệt, triệt để biến mất trên đời này, 27 đại đạo cảnh không chịu nổi một kích. Hít. Đám người Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lang, mà ngay cả Kim Viên cũng há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh, thực lực của đội trưởng không ngờ lại cường hãn như vậy, khủng bố như vậy. Hoài Linh Ngọc xa xa kinh hãi, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, đánh chết 27 người có tu vi đại đạo cảnh, đều một đao đánh chết, xem như con sâu cái kiến, chỉ bằng hành động sát phạt như vậy cũng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. 27 người có tu vi đại đạo cảnh lập tức bị tiêu diệt, hành động sát phạt, bá đạo vô cùng. Đám người Bạch Lang, Quỷ Oa, Tử Viêm phía dưới sau khi rung động trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, máu tươi trong cơ thể sôi trào. Hỗn đản! Lục Lâm Thiên, ta muốn nghiền nát ngươi thành cho bụi. Trên không trung, Lưu Vân và Phi Dương đang cùng giao thủ với Đại Hồn Anh nhìn thấy 27 người có tu vi đại đạo cảnh trực tiếp bị một đao đánh chết, căn bản không có cách nào cứu giúp. Miệng lập tức rít lên một tiếng, hai mắt như toát ra lửa. Phanh phanh. Hai người Lưu Vân, Phi Dương toàn lực ra tay, thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được Đại Hồn Anh. Mỗi một lần tiếp xúc, năng lượng va chạm đều bộc phát ra tiếng trầm đỡ Upsilon, C kinh thiên, một cỗ năng lượng cuồng bạo giống như một cơn lốc không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Chỉ là lúc này ba người đã tạo thành thế giằng co, khó phân thắng bại. Ồ, đội trưởng làm sao vậy? Hình như đội trưởng có chút quỷ dị a. Cũng vào lúc này, đám người Quỷ Oa, Hoàng Sa, Bạch Lang ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong ánh mắt của mấy người, chỉ thấy lúc này trong không gian tràn ngập kim quang rực rỡ kia, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên ngạo nghễ lăng không mà đứng, chỉ là thân thể khổng lồ lúc này bắt đầu có biến hóa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong không gian tràn ngập kim quang này lần nữa xuất hiện nhiều loại quang mang năng lượng, vàng, xanh da trời, xanh, vàng đất, đỏ, 5 loại quang mang thuộc tính chấn động. 5 loại quang mang năng lượng giống như một con rắn ngũ sắc đang lượn lờ bên ngoài thân thể hắn rồi không ngừng chui vào tiến ra, cực kỳ thần dị. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian tràn ngập kim quang kia, 5 loại năng lượng chung quanh trực tiếp tiến vào trong thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên trên không trung, lúc này cả không trung mới bình tĩnh lại một chút. Cuối cùng, khi không gian tràn ngập kim quang tiêu tán mọi người mới có thể nhìn thấy rõ, một đạo quang mang trắng đen như ẩn như hiện vô cùng huyền ảo tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, thế cũng không chui vào, chỉ quanh quẩn bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên, bao phủ thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên vào bên trong, vô cùng huyền ảo. Trong hư không, thiên địa, năng lượng thiên địa nồng đậm lúc này nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Đôi mắt hổ cực lớn của Lục Lâm Thiên chẳng biết từ khi nào đã nhắm lại. Quang mang năng lượng 5 loại thuộc tính trong lúc mơ hồ tương liên với thân thể, đồ án trắng đen xoay tròn. Một cỗ uy áp không hiểu từ trong thân thể Lục Lâm Thiên từ từ tràn ra. Cỗ uy áp không hiểu này từ từ lan tràn, lập tức khuếch tán ra không trung. Những nơi nó đi qua, không gian bắt đầu xuất hiện chấn động quỷ dị, khí tức khiến cho tất cả mọi người chung quanh run sợ. Oanh! Trong mảnh thiên địa, trong linh vũ thế giới xa xa đã lâu không xuất hiện tình cảnh run rẩy lúc này lại một lần nữa run lên, cơ hồ tất cả cường giả đang bế quan khi cả linh vũ thế giới run lên đột nhiên thức tỉnh. Một cỗ uy áp thiên địa từ chỗ sâu trong thiên địa lan tràn ra. Bạo Phong, Hoài Linh Ngọc, Lục Lâm Thiên này đang đột phá, từ bán đạo cảnh đột phá, lúc này là thời cơ đánh chết hắn ta tốt nhất, nhanh. Giữa không trung xa xa, Lưu Vân đang giao thủ khó phân thắng bại với Đại Hồn Anh của Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Siêu siêu. Bạo Phong lúc trước bị Lục Lâm Thiên đánh bay lúc này sắc mặt tái nhợt đang lơ lửng đứng giữa không trung. Nghe Lưu Vân nói vậy lập tức nhìn Hoài Linh Ngọc, hai người nhìn nhau, khí tức bắt đầu khởi động. Thân thể hai người giống như mũi tên lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Đội trưởng đột phá, không thể bị quấy rầy, nhanh hộ pháp. Tiết Mặc Kỳ biến sắc. Thân thể mềm mại nhanh như thiểm điện nhảy ra, mái tóc dài tung bay, một cỗ áo nghĩa thuộc tính mộc lan tràn. Mặc Kỳ, Lục Lâm Thiên phải chết,
chỉ cần ngươi ở cùng với ta một chỗ, ngươi có thể sống tốt trong khu vực săn bắn này. Thân thể Hoài Linh Ngọc Phá không xuất hiện trước người Tiết Mặc Kỳ. Muốn đánh chết hắn, thật không biết ngươi lấy đâu tự tin mà lớn miệng như vậy. Về phần có ở cùng một chỗ với ngươi hay không, ngươi đủ tư cách sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ hiện lên hàn ý, ống tay áo run lên, một đạo lưu quang lập tức bắn ra, trực tiếp đánh về phía Hoài Linh Ngọc. Hừ, chờ sau khi ta bắt ngươi, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn. Đừng tưởng rằng có thể tới tầng thứ 13 chấn thế tháp là có thể làm gì được ta. Khuôn mặt Hoài Linh Ngọc âm hàn, phất tay đánh ra một đạo năng lượng linh hồn mênh mông về phía Tiết Mặc Kỳ. Nhanh bảo vệ đội trưởng. Siêu siêu. Dưới không trung nhanh chóng có thân ảnh phóng lên, trực tiếp ngăn cản bạo phong. Bạch Lang đánh ra một đạo quyền ấn phá không, Quỷ Oa đánh ra một đạo chảo ấn xé rách không gian. Trong tay Hoàng Sa là một kiện linh khí tiên thiên tạo hình kỳ dị giống như mũi tên mang theo xu thế sấm sét, ba đạo công kích nhanh chóng đánh về phía bạo phong. Cuồng bạo tuyền phong. Bạo phong mạnh mẽ phất tay, ba cơn lốc khủng bố nhanh chóng phóng ra, trong chốc lát va chạm với ba đạo công kích của Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lang. Ầm ầm ầm. Dưới va chạm khủng bố này, năng lượng khủng bố lập tức lan tràn ra bốn phía, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng vết nứt không gian đen kịt nhỏ lan tràn tới phía chân trời. Xoạt xoạt. Thân thể ba người Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lang đột nhiên bị đẩy lui lại. Ô! Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng, một đạo hỏa xà màu tím dữ tợn đột nhiên xuất hiện, đầu hỏa xà màu tím này uy vũ dữ tợn vô cùng, toàn thân tràn ngập lân phiến màu tím. Tràn ngập hỏa diễm màu tím nóng bỏng khiến cho linh hồn người ta phát run. Hai mắt đỏ thẫm lại có một chút tím, lộ ra khí tức vương giả của thú tộc. Đầu hỏa xà này há mồm phun ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng che khuất bầu trời đánh về phía bạo phong. Cút ngay! Bạo phong lạnh lùng quát một tiếng, hai tay đánh ra một quả cầu bằng năng lượng màu trắng, nhanh chóng nổ tung trong đạo hỏa diễm màu tím che khuất bầu trời kia. Oanh! Không gian run rẩy kịch liệt. Kinh khí khủng bố giống như một cơn lốc nương theo hỏa diễm màu tím phá không chút xuống, không gian tựa như sụp đổ. Cút ngay. Đồng thời, trong không gian hỗn loạn, thân ảnh bạo phong xuất hiện trước đầu hỏa xà màu tím mang theo công kích khủng bố lập tức hung hăng đánh xuống. Ô! Hỏa xà màu tím này biến sắc, nhanh chóng lui lại, cái đuôi lớn vặn vẹo 180 độ, lập tức đánh về phía bạo phong. Bạo phong biến sắc, trong sát na không thể thay đổi quỹ tích của một quyền này. Quyền ấn hung hăng va chạm với cái đuôi lớn của hỏa xà, tựa như thiên thạch va chạm, bắn ra quang mang chói mắt. Cả phiến không gian lớn chung quanh rạn nứt, bị chấn vỡ. Phanh! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể khổng lồ của đầu hỏa xà màu tím cũng trực tiếp bị ép xuống, hung hăng rơi xuống mặt đất. Ngao! Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ của Kim Viên xuất hiện, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh linh khí giống búa mà không phải là búa, bên trên có bí văn quanh quẩn. Khí tức mênh mông cuồn cuộn từ bên trên lan tràn ra, một cỗ uy áp tràn ngập. Không gian chung quanh kiện linh khí giống búa mà không phải là búa này run rẩy không ngớt, kiện linh khí giống búa mà không phải là búa này rõ ràng đã tới cấp độ linh khí áo nghĩa. Phá thiên phủ Việt. Kim Viên hét lớn một tiếng, tay cầm linh khí giống búa mà không phải là búa đánh xuống, nơi búa đi qua, trong chốc lát không gian liên tiếp nổ tung, tất cả mọi thứ ven đường bị phá hủy. Uy năng của linh khí áo nghĩa này vô cùng bất phàm. Đại đạo cảnh sơ giai, thậm chí còn có linh khí áo nghĩa, thật sự lãng phí. Trong mắt bạo phong hiện lên vẻ tham lam, thủ ấn được kết, cả không trung đột nhiên run lên, một đạo nguyên lực thuộc tính phong trong nháy mắt ngăn cản trước đạo công kích của Kim Viên. Xoẹt! Không gian run lên, dưới lưỡi búa, đạo nguyên lực thuộc tính phong trực tiếp bị nghiền nát. Năng lượng khủng bố phá không chút xuống, không gian giống như sụp đổ. Một cỗ kình phong đáng sợ không gì sánh được trực tiếp xuyên thấu không gian tàn sát bừa bãi bốn phía. Phía dưới đã sớm trở thành đống đá, lúc này trực tiếp bị nghiền nát thành bụi phấn. Phanh! Thân thể bạo phong cùng lúc dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện bên cạnh Kim Viên, một đạo quyền ấn hung hăng đập vào lưng Kim Viên. Kim Viên lập tức phát hiện ra, thế nhưng lúc này có muốn thoát thân cũng không kịp. Quanh thân thể hắn lúc này trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng không gian bao phủ lấy thân thể hắn, khiến cho nhất thời hắn không thể nào thoát thân. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức chút xuống, thân thể khổng lồ của Kim Viên trực tiếp giống như thiên thạch từ trên không trung ầm ầm rơi xuống phía dưới. Ầm ầm.
thân thể kim viên đập xuống hạp cốc phía dưới, lực lượng trùng kích mạnh mẽ tạo thành một cái hố sâu cực lớn, đá vụn bắn tứ tung, mặt đất rạn nứt, khe nứt lan tràn ra chung quanh. Lục Lâm Thiên, đi chết đi. Bạo Phong một lòng muốn đánh chết Lục Lâm Thiên, cho nên cũng tạm thời buông tha linh khí áo nghĩa của kim viên. Giờ phút này hắn đã tới bên trái Lục Lâm Thiên, tay đánh ra một đạo quyền ấn mang theo xu thế khủng bố như một viên đạn đánh tới Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ngươi chọn lúc nào đột phá không chọn lại chọn đột phá lúc này. Chẳng lẽ ngươi không biết ở trong khu vực săn bắn này ta không có cách nào tương trợ ngươi hay sao? Không tham gia vạn thế đối quyết chung quy so với chết còn tốt hơn nhiều. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân bất đắc dĩ cảm thán, thân thể gầy gò hư ảo lặng lẽ xuất hiện. Kỳ lão, ta còn có thể chống lại. Ngay khi thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân lặng lẽ xuất hiện, cái miệng hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng dữ tợn, hai mắt bỗng nhiên mở ra, hàn ý trong mắt bắn ra. Oanh! Quyền ấn giống như một viên đạn đã bắn tới trước người, lực lượng cuồng bạo chấn vỡ không gian. Quyền ấn tới từ bên trái, lúc này Lục Lâm Thiên muốn xuất đao cũng đã không kịp. Siêu! Không có một chút do dự nào, lúc này cánh tay trái của Lục Lâm Thiên trực tiếp chấn động. Một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện được đánh ra, hoàn toàn dựa vào phản xạ có điều kiện của bản thân. Tiếp đó, quyền ấn giống như một viên đạn hung hăng đánh vào trưởng ấn của Lục Lâm Thiên, lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Cả phiến không gian ầm ầm bị đánh vỡ, một quyền của Bạo Phong rõ ràng cũng đã dùng toàn lực, muốn thừa cơ dùng một kích đánh chết Lục Lâm Thiên. Dưới cự lực, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên cũng bị chấn run lên, cùng một lúc trên lòng bàn tay hiện lên cỗ nguyên lực lốc xoáy trào ra. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, lực công kích khủng bố của Bạo Phong bị nguyên lực lốc xoáy cắn nuốt, thậm chí nguyên lực trong tay Bạo Phong cũng không tự chủ được bị hấp xả ra ngoài. Sao lại thế này? Sắc mặt Bạo Phong đại biến, nguyên lực trong cơ thể như hồng thủy dâng tràn bị đối phương hấp xả lôi ra, chân khí khiến nhịp tim đập nhanh lan tràn khắp trong linh hồn của hắn. Bạo Phong cấp tốc thoát thân, lúc này mới phát hiện mình không cách nào giãy giụa, lực hấp xả ngày càng khủng bố, nguyên lực trào ra như chút nước. Chỉ một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, hổ trưởng của Lục Lâm Thiên đã nắm chặt bàn tay Bạo Phong, mà lúc này nhìn thân hình Bạo Phong thật nhỏ bé. A! À, chỉ một thoáng, Bạo Phong lập tức kêu lên thảm thiết, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, nguyên lực bị hấp xả làm kinh mạch đứt đoạn thành từng khúc. Cắn nuốt nguyên lực của bán niết bàn cảnh, đồ án hắc bạch âm dương ngoài thân thể Lục Lâm Thiên dần dần sáng ngời, lóe ra quang mang chói mắt, tương liên cùng thiên địa. Thiên địa năng lượng vô cùng vô tận nhất thời lặng yên hội tụ trên trời cao. Hô lạp lạp, khí thế kinh người đột nhiên kéo lên như trẻ tre, nháy mắt lên tới bình cảnh, khí thế chồng chất, giống như núi lửa áp lực sắp phun trào. Nhưng chân khí lại bị bình cảnh ngăn cản, vẫn không cách nào phá tan. Suy, giờ khắc này đồ án âm dương quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng sáng ngời, năm loại năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ đột nhiên hiện lên, năm loại hào quang thuộc tính kim, thanh, lam, xích, hoàng phóng thích chói mắt, dần dần tương lương cùng đồ án âm dương, hai bên như tan thành một khối, hào quang càng thêm chói mắt như mặt trời giữa ban trưa. A, à, lúc này Bạo Phong đã bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt thành thây khô, nguyên lực cuồn cuộn đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Lần này Bạo Phong xem như xui xẻo, thậm chí cả hồn anh cùng linh hồn phân thân cũng khó tránh một kiếp, đều bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt, làm đồ án hắc bạch âm dương càng lúc càng thêm chói mắt. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong thiên địa, ngũ hành tương sinh tương khắc, luôn được cân bằng, vạn vật luân hồi đều ở trong thiên địa ngũ hành, âm dương giao nhau, ngũ hành cùng dung, ta hiểu rồi, hiểu được vì sao không thể đột phá, nguyên lai đại đạo không được đầy đủ, đại đạo không được đầy đủ, ha 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 ha. Lục Lâm Thiên đột nhiên cười to, đôi mắt chợt mở ra, một đen một trắng, tựa như ngày đêm luân phiên, cực kỳ huyền ảo. Phanh, thây khô Bạo Phong nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán trong thiên địa. Thiên địa sinh vạn vật, không rời khỏi ngũ hành, ta lấy ngũ hành tụ âm dương, thành tựu âm dương áo nghĩa, lấy âm dương áo nghĩa, đặt chân đại đạo, phá cho ta. Bên trong đồ án hắc bạch âm dương xoay tròn, Lục Lâm Thiên chợt hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn cả bầu trời. Nháy mắt đồ án hắc bạch âm dương đều chui vào trong thân thể hắn biến mất. Đồng thời, lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, cả thiên địa chao đảo như sắp đổ, không ngừng run lên. Phanh! Một thanh âm trầm đỡ upsilon, c nổ tung,
khí thế khủng bố áp lực trong thân thể Lục Lâm Thiên vào thời khắc này rốt cục dâng lên phun trào, lực lượng uy thế như trẻ tre dễ dàng phá tan đạo cổ bình vô hình. Oanh! Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt bắn ra hào quang một đen một trắng xuyên thẳng thiên không, xung quanh hai đạo quang trụ có hắc bạch đồ án đi cùng, hoàn toàn hình thành đồ án âm dương thật đầy đủ. Âm dương đồ án phóng lên cao, thiên địa năng lượng cuồn cuộn đột nhiên buông xuống. Ngay lập tức trong không gian xuất hiện một màn làm lòng người kinh hãi đảm chiến, thiên địa năng lượng giống như bị âm dương đồ án ảnh hưởng, cũng hóa thành một đồ án âm dương khổng lồ ở trên cao. Ngay sau đó lại buông xuống, đem cả khu vực này bao phủ bên trong. Giờ khắc này thiên địa rung chuyển, thiên uy lan tràn, chân khí kinh khủng làm toàn bộ mọi người vừa giao thủ vừa rung động. Lưu Vân, Phi Dương cùng Hoài Linh Ngọc đều cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn. Lúc này nguyên lực trong cơ thể mọi người cùng linh hồn đều giống như nhận lấy áp chế tuyệt đối. Oanh long! Thiên địa trong vạn thế liệp tràng phảng phất như bị thức tỉnh, mặt đất run rẩy phát ra tiếng gầm rú, mây đen cuồn cuộn đầy trời, sấm sét vang dội. Oanh, oanh, oanh! Đột nhiên tận sâu trong vọng ra 9 tiếng sấm sét, 9 tiếng sấm vang vọng, hắc bạch ngày đêm luân phiên, thiên địa dị tượng không ngớt. Thiên địa dị tượng, cửu lôi liên hoàn, trong lời đồn đãi, trời ạ, đây là xa xa hư không, căn bản không ai nhìn thấy hư ảnh tam kỳ lão nhân, chỉ nháy mắt thân hình nhỏ gầy của hắn kích động run rẩy, khuôn mặt không còn cách nào bình tĩnh. Trên không trung, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, một tay duỗi ra cầm đao, một tay buông xuống, đôi mắt nhắm chặt, trên trời dưới đất đều có đồ án hắc bạch âm dương bao phủ, thiên uy liên tiếp, tựa như thần tích. Oanh long long, bên trong vạn thế liệp tràng, mây đen che lấp, xen lẫn tiếng sấm vang rền, ngày đêm luân phiên, thiên uy lan tràn. Núi non, rừng rậm, khe sâu, sông ngòi, sơn động, gần vạn thân ảnh nam nữ thanh niên lao ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt rung động, thiên uy cuồn cuộn lan tràn đều làm mọi người phủ phục. Oanh! Thượng thanh đại thế giới, đột nhiên gió dục mây vần, trên trời cao có hắc bạch đồ án hiển lộ, đất rung núi chuyển, thiên uy cuồn cuộn, sấm sét vang dội không ngừng, triều tịch triều trướng. Vô số sinh linh ngẩng đầu run rẩy, các cường giả đều lao lên trời cao, ánh mắt rung động. Oanh, 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 oanh. Trong linh võ thế giới, 9 tiếng sấm vang vọng, sông ngòi nổi lên sóng to gió lớn, trên trời cao hiện ra đồ án âm dương trôi nổi giữa không trung, thiên uy thẩm thấu hư không, hàng tỷ sinh linh phủ phục trên mặt đất. Bên trong một mật địa, huyết mạch người của Lục gia tương liên cùng thiên địa, dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn, bọn họ đều cảm giác được chân khí quen thuộc. Chân khí của đại thiếu gia, trong thiên địa uy áp có chân khí của đại thiếu gia. Trong mật địa, trên vạn tộc nhân Lục gia đang quỳ một gối, huyết mạch tương liên cùng thiên địa uy áp. Bên trong vụ tinh hải, vụ tinh đại điện sừng sững, xuyên thẳng chân trời, như thương long ngẩng đầu. Siêu! Thân hình Phi Dương chỉ nháy mắt đã ở xa tận viễn không, thân ảnh không ngừng đỡ upsilon.ng nát không gian xung quanh, tốc độ chạy trốn đã lên tới cực hạn. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, thân hình Phi Dương tiến vào bên trong khe không gian biến mất không thấy. Suy! Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, giống như mãnh thú thức tỉnh, chân khí tiêu sát sắc bén tràn ra. Ngao! Huyết Lục đột nhiên run lên, hai tay Lục Lâm Thiên cầm chuôi đao, đao minh long ngâm vang vọng trời cao, huyết quang lóe sáng, sát khí tràn ngập, đồ án âm dương nhanh chóng xoay tròn. Duệ Kim Hồn Đao! Một tiếng quát lớn! Thân thể Lục Lâm Thiên tán phát kim quang, huyết lục tương liên cùng thiên địa, kim mang hiện ra trong hư không vô tận, giống như có vật gì chạy trồm lao ra khỏi mặt đất, không ngừng run rẩy. Lục Lâm Thiên một đao bổ tới, đao mang mang theo tiêu sát khí xé tan trường không. Suy, kim huyết sắc đao mang mang theo tiếng xé gió chói tai xuyên thủng không gian, những nơi đao mang đi qua không gian dễ dàng hóa thành cho tàn. Suy, kim mang bao phủ không gian, hết thảy đóng lại. Kim sắc đao mang như muốn đem thiên địa bổ ra, dùng tốc độ thật khủng bố đã bổ tới viễn không xa xa. Thân hình Phi Dương hiển lộ, kim huyết sắc đao mang lập tức lao tới sau lưng hắn. Két! Thậm chí Phi Dương cũng không có cơ hội quay đầu nhìn lại, một đao chém xuống, biến thành hai nửa. Oanh long long! Đao mang rơi xuống đất, bổ ra một khe rãnh thật lớn tràn lan khắp cả núi non, mặt đất phá vỡ, ngọn núi bị chém hai nửa. Nhìn qua như thâm uyên vô tận cắt ngang dãy núi, ước chừng ngàn dặm. Phanh phanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên,
thân hình bị chém thành hai nửa của Phi Dương bạo vỡ ở xa xa, một đao kia Chu Diệt ngoài ngàn dặm. Trời ạ! Thật quá cường hãn đi, Chu Diệt niết bàn cảnh ngoài ngàn dặm, đây là thực lực gì? Cô! Bảy người Thiết Mặc Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối, hít sâu một hơi, há hốc mồm. Toái hồn sư tử hống. Thiên linh hồn nhãn. Trảm hồn cửu liên quyết. Thiên linh diệt hồn chỉ. Cùng lúc đó ba linh hồn phân thân cùng bản thể nháy mắt theo đuôi Lưu Vân, bốn cỗ huyết sát linh hồn lực cuồn cuộn trói buộc vây khốn hắn. Oanh long. Linh hồn năng lượng phong bạo âm trầm thổi quét, không gian nứt vụn thành từng khúc, không ngừng mai một. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có linh hồn áo nghĩa, linh hồn công kích, đối với ta không có quá nhiều tác dụng. Trong không gian hỗn loạn, khóe môi Lưu Vân hiện lên vết máu, trong mắt hắn hiện lên vẻ oán hận cùng sợ hãi, thân ảnh lập tức xé rách không gian bỏ chạy. Lưu lại cho ta. Một thân thể cao lớn chợt xuất hiện, hổ trảo xuyên thủng không gian vỡ vụn, đem không gian xung quanh Lưu Vân đều bao phủ bên trong. Thân hình Lưu Vân lại bị buộc hiển lộ. Hổ trưởng khổng lồ đã bao phủ xuống. Một trường áp bạo không gian, phong vân khuấy động, mang theo khí tức hủy diệt tràn ngập. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, Lưu Vân muốn thoát thân cũng phải trả giá thảm trọng, nếu không sẽ chết. Ta liều mạng với ngươi. Ánh mắt Lưu Vân tràn ngập sợ hãi, hiện lên vẻ oán độc ngập trời, trong tích tắc một đạo lưu quang bắn ra khỏi ấn đường. Lưu quang thu liếm, một đồ vật như cúc, như liên phi liên hiện ra. Linh hồn năng lượng cuồn cuộn thổi quét, vỡ áp không gian xung quanh nứt vụn, chính là một kiện áo nghĩa linh khí, nhưng chỉ dùng trong phòng ngự. Lục Lâm Thiên, một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Vân hét lớn, miệng phun máu tươi, kiện áo nghĩa linh khí chướng lớn, khí thế kinh khủng đột nhiên kéo lên, chân khí khủng bố khuếch tán. Tiểu tử cẩn thận, tự bảo áo nghĩa linh khí, uy lực không tầm thường. Tam Kỳ lão nhân lập tức truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Phanh, kiện áo nghĩa linh khí đột nhiên vỡ tan. Oanh long long, hư không trời sụp đất nứt, không gian xung quanh bị xé rách thành mảnh nhỏ, run rẩy không ngừng, lực lượng khủng bố như gió lốc thổi quét khắp cả vùng trời. Khi hết thảy dần dần bình ổn trở lại, thân ảnh khổng lồ vẫn tồn tại như trước, lớp phải lưu chuyển điện mang, không gian xung quanh vặn vẹo, uy thế mơ hồ khiến trong lòng mọi người đều run rẩy. Chẳng qua thân hình Lưu Vân đã triệt để biến mất không còn bóng dáng. Dùng một kiện áo nghĩa linh khí phòng ngự tự bạo để bỏ chạy, trả giá thật lớn, tự bạo áo nghĩa linh khí sẽ làm linh hồn bản thân tổn hại không nhỏ. Linh hồn thể phương nào xuất hiện trong vạn thế liệp tràng, không biết nơi này không cho phép người ngoài tiến vào hay sao? Trong hư không, một thanh âm xuyên thấu hư không truyền ra, nhưng không ai nghe được, ngoại trừ Tam Kỳ lão nhân. Thân hình hư ảo của Tam Kỳ lão nhân như ẩn như hiện trên mây mù, nhất thời ngẩng đầu nhìn vào tận sâu trong. Thân ảnh nhỏ gầy bộc phát khí thế kinh thiên, tinh quang chói mắt, ngẩng đầu nói. Hai lão bất tử các ngươi rốt cục không nhìn được rồi sao, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra, cẩn thận ta dùng một mồi lửa đốt ổ của hai lão bất tử ngươi. Tam Kỳ, lão quỷ ngươi lại chưa chết, sao biến thành bộ dáng này? Tam Kỳ lão quỷ, đều nghĩ ngươi đã chết đâu, biến mất 50 vạn năm, sao ngươi thành như vậy? Hai thanh âm kinh ngạc truyền tới, một thanh âm trầm thấp. Một sảng khoái, rõ ràng đều là quen thuộc. Nói ra thì dài dòng, sau này tiếp tục nói với các ngươi, ta ở trong này cũng không có ra tay, không liên quan tới các ngươi đi, chẳng lẽ còn đuổi ta đi mới được. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung nói. Lão quỷ ngươi muốn ở bao lâu thì ở, ta không muốn trêu vào ngươi, ta lười quản, nhưng thanh niên kia rốt cục có lai lịch gì vậy? Thanh âm trầm thấp hỏi. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân khẽ động, nói. Ta còn muốn biết lai lịch của hắn đây, ta nói cho các người biết, có ta ở đây, đừng đánh chủ ý với hắn, bằng không ta không để yên. Thanh âm sảng khoái truyền tới. Tam Kỳ lão quỷ, lời này cũng không thể nói như vậy a, dựa theo quy củ mới được, người cũng không thể phá hủy quy củ, hơn nữa. Ta cũng mặc kệ quy củ gì, không nói lời vô nghĩa với các ngươi nữa. Tam Kỳ lão nhân cũng không muốn nhiều lời, trong mắt hiện tia gian trá giảo hoạt. Lập tức bay về hướng thiên trụ giới. Tam Kỳ lão quỷ, người không thể chặn ngang một cước đâu, thật không hiền hậu, còn nữa, trong vạn thế liệp tràng còn có không ít đặc thù tồn tại, linh hồn lực của ngươi hình như không mạnh, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cũng không cần biết. Thanh âm đang vang lên, Tam Kỳ lão nhân đã tiến vào bên trong thiên trụ giới.
thanh âm hạ xuống, Tam Kỳ lão nhân đã đi vào trong thiên trụ giới, mà hết thảy chuyện này nhóm người Tử Viêm cũng không hay biết. Thân thể Lục Lâm Thiên lóe ra thanh sắc điện mang, lập tức hóa lại hình người, huyết lục cũng thu liếm lại, quang mang chớp động. Trên thân đao mơ hồ còn có đồ án âm dương nhợt nhạt, khí tức thương cổ man hoang tràn ngập, vừa liếc mắt cũng đủ hết hồn. Đây là áo nghĩa linh khí sao? Lục Lâm Thiên cầm huyết lục, phảng phất như trở thành một bộ phận của thân thể hắn, tương liên cùng huyết mạch, làm cho hắn rõ ràng cảm giác được huyết lục đã cường hãn tới tình trạng nào, chỉ sợ còn sắc bén hơn long hồn kiếm giáp. Lực lượng đại đạo cảnh trung giai. Lục Lâm Thiên siết nhẹ nắm tay, không gian xung quanh chao đảo, đây là cảm giác lực lượng. Ngươi không sao chứ? Khi Lục Lâm Thiên hạ xuống, Tiếc Mặc Kỳ phục hồi lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Ta không sao. Lục Lâm Thiên lắc đầu, quay đầu nhìn lại nhóm người Hoàng Sa, ai cũng có không ít thương thế, Kim Viên cùng Tử Viêm càng nặng, nhưng cũng chưa tới nỗi quá mức nghiêm trọng. Lại để cho hắn chạy. Lục Lâm Thiên nhíu mày nhìn quanh, Hoài Linh Ngọc đã trốn mất không còn bóng dáng. Vào đêm, hoàng hôn trôi qua, màn đêm rơi xuống, cả thiên địa tối đen. Trong núi non liên miên, nhất thời biến thành lạnh lẽo, như trở về thời đại nguyên thủy, trăng sáng lên cao, mây đen thoáng qua, ánh trăng lúc sáng lúc tối. Bên trong một sơn động cấm chế bí mật, chỉ có đại hồn anh khoanh chân ngồi, trước người là thiên trụ giới lo lửng. Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, vài thân ảnh khuôn mặt ngưng trọng, chính là Hoàng Sa, Tử Viêm, Quỷ Hoa, Bạch Lang bọn họ, với thực lực tu vi của họ cũng chỉ đi vào được tầng thứ hai, chẳng qua khi họ đi vào vô cùng kinh ngạc. Bảo vật thời gian, bút tích bậc này người bình thường không dám mơ tưởng. Lục Lâm Thiên nhìn Thái A cùng Tiếc Mặc Kỳ đang khoanh chân ngồi, sắc mặt ngưng trọng. Đại phục nguyên áo nghĩa quanh thân Tiếc Mặc Kỳ phóng thích, lục mang chói mắt, đôi tay đặt lên lưng Thái A, họ đã ở lại trong thiên trụ giới nửa tháng thời gian, sắc mặt Tiếc Mặc Kỳ ngày càng tái nhợt, thậm chí lục mang cũng ngày càng mờ nhạt. Sau một lát hào quang từ từ thu liếm, sắc mặt Tiếc Mặc Kỳ trắng bệch. Chậm rãi đứng dậy, đột nhiên phun ra máu tươi. Phốc! Nhờ vậy sắc mặt nàng dịu đi không ít. Thế nào rồi? Lục Lâm Thiên đưa vài viên đan dược chữa thương cho nàng, vội vàng hỏi. Tiết Mặc Kỳ cầm một viên đan dược nuốt vào, đem mấy viên còn lại bỏ vào giới chỉ, nói. Ta đã dùng hết toàn lực, Thái A cũng mạng lớn, thân thể mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường như chúng ta, thể chất cực kỳ cường hãn biến thái. Một kích toàn lực của Hoài Linh Ngọc cũng không có kết quả như hắn muốn, ta đã trị liệu hầu hết, nhưng ta không có cách nào tiến vào linh hồn không gian của Thái A, cho nên khi nào Thái A thức tỉnh thì ta không biết. Lục Lâm Thiên biết Tiết Mặc Kỳ đã dùng toàn lực, nói. Đa tạ, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Lục Lâm Thiên đã sớm tự mình kiểm tra tình huống của Thái A có một nửa là bất diệt huyền thể, lực phòng ngự cường hãn hơn tu vi đồng cấp. Nhưng linh hồn Thái A đã bị ảnh hưởng thật lớn, một kích toàn lực của Hoài Linh Ngọc thế nào có thể nghĩ. Trong linh hồn không gian của Thái A ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không thể tiến vào, bởi vì có tà khí đến từ tà ảnh hồn dương kiếm, ngoại lực tiến vào sẽ bị công kích, mạnh mẽ xâm nhập chỉ sợ bất lợi với Thái A. Người khách khí rồi. Tiết Mặc Kỳ nói, dung nhan trắng bệch nhưng vẫn động lòng người. Người tiêu hao hầu như cạn kiệt rồi, nhanh điều tức trước đi. Lục Lâm Thiên nói. Vậy bây giờ Thái A có ổn chưa? Kim Viên lo lắng hỏi. Hy vọng Thái A không có việc gì, nếu không toàn bộ Kỳ Phong Thương Hành ta tuyệt không buông tha. Lục Lâm Thiên dứt lời, hàn ý bắn ra, nếu Thái A xảy ra sự cố, hắn làm sao công đạo với Dạ Tỷ? Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy hối hận, mình luôn hoài nghi động cơ của Hoài Linh Ngọc, nhưng không sớm giải quyết, bằng không sẽ không xảy ra tình huống này. Hoài Linh Ngọc thật sự quá vô sỉ, chờ sau khi ta rời khỏi đây, Hoàng gia không bỏ qua cho hắn. Hoàng Sa trầm giọng nói. Tử Diễm Huyền Xà bộ tộc cũng tuyệt không buông tha hắn. Sắc mặt Tử Viêm tái nhợt nói. Việc này chờ sau khi ra ngoài rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất là Thái A có thể khôi phục. Tiết Mặc Kỳ lên tiếng. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, nói. Mọi người điều tức chữa thương đi, sau đó hãy quyết định chuyện về sau. Dứt lời, tay áo phất qua, cùng Thái A biến mất trong tầng thứ hai. Sau một lát, bên trong tầng thứ bảy, Tam Kỳ lão nhân thu hồi thủ ấn, thì thào nói. Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Kỳ lão, Thái A thế nào? Lục Lâm Thiên vội vàng hỏi.
ánh mắt Tam Kỳ lão nhân mê hoặc nói. Có chút kỳ quái, linh hồn dao động của Thái A không bình thường, tuy rằng trong linh hồn không gian có áo nghĩa linh khí bảo hộ, nhưng chân khí có chút không đúng, chỉ sợ bị linh hồn công kích hoảng sợ mà gây ra, mà áo nghĩa linh khí lại không phải loại phòng ngự, linh hồn bị thương không nhẹ, nhưng theo tình huống bây giờ mà xem có lẽ chỉ có hai kết quả. Lục Lâm Thiên khẩn trương. Kỳ lão, là hai kết quả nào? Thứ nhất, linh hồn bị trọng thương, cuối cùng chậm rãi hỏng mất, sau đó biến mất. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nói. Một loại kết quả khác, còn là một cơ hội. Niết bàn trọng sinh, vừa đặt chân niết bàn cảnh, nhưng phải xem hắn có thể chịu được hay không, ngoại trừ vận khí còn phải xem ý chí của hắn có thể chống đỡ tới cuối cùng hay không. Đặt chân niết bàn cảnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dao động, nói. Thái A nhất định có thể chống đỡ tới cuối cùng, năm xưa còn qua được, hiện tại cũng không thành vấn đề. Ngươi cảm giác thế nào? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân kỳ quái nhìn Lục Lâm Thiên, lần này Lục Lâm Thiên đột phá làm hắn vô cùng khiếp sợ. Cũng không tệ lắm, thực lực mạnh không ít. Lục Lâm Thiên nói. Lĩnh ngộ áo nghĩa thứ năm, tiểu tử ngươi càng ngày càng làm cho ta ngạc nhiên hơn. Tam Kỳ lão nhân than nhẹ một tiếng, trước kia hắn vẫn cho rằng thiên phú của mình không tệ, nhưng gặp được tiểu tử này, hắn có cảm giác bản thân không đáng giá nhắc tới. Áo nghĩa thứ năm. Lục Lâm Thiên chỉ biết có thời gian, không gian, linh hồn, vật chất áo nghĩa mà thôi, Tam Kỳ lão nhân nói là áo nghĩa thứ năm, có lẽ là âm dương áo nghĩa. Kỳ đặc áo nghĩa có điều bất đồng với áo nghĩa bình thường, tu luyện giả lĩnh ngộ được rất ít, uy lực dưới tình huống bình thường đều mạnh hơn, cũng có không ít diệu dụng, lần này ngươi lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa khiến động tĩnh không ít, chỉ sợ người thượng thanh đại thế giới cũng cảm giác được động tĩnh. Tam Kỳ lão nhân nói. Điều này đối với ngươi mà nói có lẽ cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Tam Kỳ lão nhân nói. Ngươi lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm, thiên phú như vậy nhất định sẽ được cao tầng 2 đại liên minh chú ý, sau này càng nhận được nhiều tài nguyên, tự nhiên là chuyện tốt. Ta cũng không có hứng thú đối với chiến thiên liên minh. Lục Lâm Thiên nói. Ta hiểu được, bởi vì thù tạ lệnh, ngươi không có hảo cảm với chiến thiên liên minh. Chỉ sợ sau này những lão gia hỏa kia biết vì việc đó làm họ tổn thất cao thủ trẻ tuổi, nhất định nghẹn tức mà chết. Tam Kỳ lão nhân cười khổ, nói. Với thực lực bây giờ của ngươi ở trong vạn thế liệp tràng sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, nhưng cũng phải cẩn thận mới được, không ít người trẻ tuổi thực lực cũng cực kỳ cường hãn, so sánh với trẻ tuổi trong trung thiên thế giới thực lực của ngươi không nhất định chiếm được chỗ tốt. Lục Lâm Thiên thoáng nhíu mày. Kỳ lão! Trung thiên thế giới còn có phân chia hay sao? Trung thiên thế giới vốn không có phân chia, nhưng thực lực thì có, tài nguyên tu luyện cũng có phân chia, giống như trong cùng một thế giới, vì sao có nhiều thế lực nhất lưu hay nhị lưu, hết thảy vì tài nguyên tu luyện khác nhau. Lục Lâm Thiên nghe vậy có chút khó hiểu. Tam Kỳ lão nhân bất đắc dĩ thở dài nói. Vô sắc trung thiên thế giới, bài danh trong thượng thanh đại thế giới nhiều nhất chỉ bình thường mà thôi, thậm chí còn chưa được trung đẳng. Nếu dùng 1.000 bài danh, vô sắc trung thiên thế giới nhiều nhất chỉ sắp xếp tới 600, thậm chí còn chưa vào 500. Thiên địa năng lượng trung thiên thế giới chẳng lẽ có khác biệt sao, tại sao lại có sự chênh lệch giữa các trung thiên thế giới? Lục Lâm Thiên hỏi. Nguyên nhân tạo thành hậu quả này rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất cũng bởi vì sự phân phối tư nguyên của thượng thanh hỗn độn thế giới. Tam Kỳ lão nhân nói. Mỗi một lần hai đại liên minh vạn thế quyết đấu, cuối cùng sẽ có 60 người tiến vào mật địa hỗn độn thế giới tu luyện, mà trung thiên thế giới của họ cũng có được tài nguyên từ hỗn độn thế giới. Lần sau trong vạn thế quyết đấu cơ hội chiến thắng của giới trẻ tuổi trung thiên thế giới kia càng lớn hơn nữa. Người tiến vào hỗn độn thế giới tu luyện cơ hội cuối cùng đều trở thành nhân vật trọng yếu của hai đại liên minh. Lâu dài đi xuống, trung thiên thế giới đó đạt được tài nguyên ngày càng nhiều, thiên phú trẻ tuổi càng ngày càng mạnh hơn những thế giới khác. Ta hiểu được. Lục Lâm Thiên gật đầu hiểu ra. Hết thảy đều nhờ tài nguyên, ai có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên càng nhanh chóng trở thành cường giả. Tam Kỳ lão nhân nói. Trong trung thiên thế giới đỉnh cấp nhất, thực lực trẻ tuổi cực kỳ cường hãn, dựa theo những năm qua mà xem, cuối cùng thực lực bái tướng phong hoàng ít nhất đạt tới đại đạo cảnh cao giai cùng bán đạo chi cảnh, ít hơn cũng là niết bàn cảnh, đoạt giải quán quân có đôi khi cũng có niết bàn cảnh trung giai. Mạnh như vậy, Lục Lâm Thiên động dung. Mặc dù hiện tại hắn có thể đánh chết niết bàn cảnh sơ giai, nhưng nếu gặp trung giai hắn không dám nắm chắc,
cấp độ tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Bên trong vạn thế liệp tràng có không ít cơ duyên, nhưng cũng không ít nguy hiểm, chính ngươi cũng phải chú ý. Tam kỳ lão nhân nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, lại đưa Thái A xuống tầng thứ hai, một mình đi tới không gian cách đó không xa, ánh mắt ngưng lại, trong tay xuất hiện giới chỉ chữ vật cổ xưa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên có vẻ chờ mong, đây là chữ vật giới chỉ của sư phụ lưu lại cho hắn, bên trong bố trí cấm chế phải đợi khi nào cảnh giới của hắn đã tới mới có thể lấy được đồ vật bên trong. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng mong đợi đồ vật trong thạch thất thứ tư, tâm thần vừa động, hào quang chợt lóe, một đạo linh hồn lực bay vào trong giới chỉ. Suy, giới chỉ nổi lên thanh sắc quang mang, từng đồ án bí văn quanh quẩn, thanh quang lóe ra, tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức xâm nhập vào. Chín gian thạch thất đều màu xanh, lộ ra khí tức cổ xưa, ngay khi tâm thần hắn tràn tới, cấm chế thạch thất thứ tư chợt nứt vỡ. Răng rắc, thạch thất mở ra, tâm thần Lục Lâm Thiên liền đi vào. Gì, đây là cái gì? Trong thạch thất chỉ có một tượng đá hình người, phong cách cổ xưa hùng hậu, là một đại hán phất tay ra quyền, trông thật sống động. Mặc kệ Lục Lâm Thiên quan sát thế nào cũng không nhìn ra được pho tượng có gì khác lạ. Cho dù hắn lấy tượng đá bỏ vào thiên trụ giới nghiên cứu cẩn thận suốt 5 ngày đêm, dùng linh hồn lực quan sát, chỉ thiếu chém nát, nhưng không phát hiện điều gì khác biệt, dùng nước lửa cũng không biến hóa, khiến cho hắn phải tạm thời bỏ quên việc nghiên cứu. Phốc! Trong một sơn động bí mật, Bạch Y thanh niên khoanh chân ngồi, thủ ấn rơi xuống, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó xem, ánh mắt âm trầm. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Y thanh niên chính là Lưu Vân, thân là song hệ tu luyện giả, ở trong Hồng Vân Trung Thiên thế giới hắn luôn là đỉnh cấp trẻ tuổi, nhưng lần này phải tổn thất nặng như vậy, làm hắn vừa hận lại sợ hãi. Trong mắt Lưu Vân đầy vẻ oán độc, hắn chưa từng gặp phải đả kích như vậy, lần này dùng áo nghĩa linh khí tự bạo, khiến linh hồn bị trọng thương, việc này hắn chưa từng nghĩ qua, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại lợi hại như thế. Là ai? Đi ra! Đúng lúc này ánh mắt Lưu Vân nhìn chăm chú vào cửa động, nháy mắt biến thành ngưng trọng. Suy! Không gian nổi lên dao động, bên ngoài sơn động bị bố trí cấm chế hiện ra một thân ảnh, đó là một thanh niên tóc dài xõa vai, ánh mắt âm hàn. Ngươi là ai, lại có thể xé mở phong ấn do ta bố trí? Lưu Vân cảnh giác quát. Thanh niên bình tĩnh nói. Ta biết ngươi là ai, Hồng Vân thế giới Lưu Vân, người của Linh Thiên Thương Hành Vạn Thiên Liên Minh. Ta cũng là người Vạn Thiên Liên Minh, ngươi không cần quá khẩn trương. Ngươi là ai? Lưu Vân vẫn cảnh giác nói. Thanh niên đáp. Ta là Minh Tuyền, đến từ âm ngục thế giới, ta cũng như ngươi, có cùng địch nhân. Ánh mắt Lưu Vân run lên. Là ai? Trong mắt thanh niên tràn đầy hàn ý. Người của vô sắc thế giới, bao gồm Lục Lâm Thiên. Vạn thế liệp tràng, không ai biết rốt cục rộng bao nhiêu. Nơi nơi đều là rừng rậm núi non cùng khe sâu. Hai tháng sau, chín người Lục Lâm Thiên xuất hiện trên một dãy núi, nhìn núi non mờ mịt, Tiết Mặc Kỳ nói. Hình như ở phía trước. Ở phía trước, nhưng còn có chút khoảng cách, tất cả cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói. Siêu siêu. Mọi người cùng gật đầu, vội vàng lướt về phía trước. Suốt hai tháng nay mọi người lưu lại trong thiên trụ giới chữa thương, bên ngoài cũng chỉ qua 10 ngày. Tôn Tiểu Nhã thu hoạch không nhỏ, đã đột phá đại đạo cảnh. Lục Lâm Thiên triệt để củng cố tu vi đại đạo cảnh trung giai, chờ sau khi thương thế mọi người khôi phục mới tiếp tục xuất phát. Cũng không biết khi nào Thái A mới có thể thức tỉnh, Lục Lâm Thiên chỉ cầu mong hắn có thể chống đỡ tới cuối cùng. Hơn một tháng thời gian, dọc theo đường đi gặp được người của những trung thiên thế giới khác ngày càng nhiều, tổng cộng bị 3 lần chặn giết, kết quả đều bị mọi người đánh trả, không ai đào thoát. Nhóm người Lục Lâm Thiên phát hiện người hai trung thiên thế giới khác, thực lực cao nhất chỉ tới 2 đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, đội hình như vậy xem như không tệ, nhưng với mọi người mà nói tự nhiên không thể tạo thành uy hiếp, bởi vậy 9 người hiện thân yêu cầu 2 nhóm người kia đầu hàng giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch. Đối phương quan sát khí tức trên thân mọi người đều tỏ vẻ khinh thường, kết quả cuối cùng liền biết rõ, muốn đầu hàng cũng không còn kịp nữa. Bởi vậy nhóm người Lục Lâm Thiên mỗi người có thêm 5 khối phong thần thạch cùng không ít giới chỉ còn có linh khí, sau khi chia đều còn thừa lại mọi người luôn yêu cầu Lục Lâm Thiên cất giữ, bằng không họ cũng ngại ngùng. Trong đoạn thời gian này mọi người đều tuyệt đối nhận thức đội trưởng như Lục Lâm Thiên, ai cũng phục tùng hắn. Mấy ngày trước, khi họ gặp được nhóm chặn giết cuối cùng,
từ trong miệng đại đại cảnh cao giai đỉnh phong nghe được một tin tức khiến cho bọn họ đều kinh ngạc. Nghe nói gần nơi này xuất hiện thiên sinh linh vật, toàn bộ người trung thiên thế giới đều đang tập trung tìm kiếm. Nhóm người chặn giết kia nghe tin vội vàng chạy tới, dọc đường gặp được nhóm người Lục Lâm Thiên, nghĩ họ chỉ có 8 người, nhất định là bị phục kích đánh chết 2 người, thực lực không cao, tất nhiên định liệp sát họ, ai ngờ lại đá phải tấm thép cứng rắn. Nghe được tin tức thiên sinh linh vật, không cần biết là thật hay giả, Lục Lâm Thiên tính toán đi xem, nếu thật sự có, giá trị vô cùng xa xỉ. Vì thế bọn họ một đường chạy tới, chỉ 2 ngày đã tới nơi, tâm thần quan sát phát hiện không ít khí tức. Càng tới gần mọi người càng thêm đề phòng, có lẽ tin tức thiên sinh linh vật truyền được xa, khí tức của mọi người ngày càng nhiều hơn. Chẳng qua người càng nhiều, nhưng không ai dám động thủ, muốn cướp phong thần thạch phải gặp tiểu đội đi riêng lẻ, hơn nữa thực lực cao cường tuyệt đối, nếu không vận khí xui xẻo phải trả giá thật thảm trọng. Bởi vậy dọc đường tuy gặp tiểu đội, có khi còn 10 người, có khi chỉ có 7-8, thậm chí chỉ có một nửa, nhưng ai ai cũng đề phòng, không ai lựa chọn ra tay với nhóm người Lục Lâm Thiên. Rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt, phong cảnh thật bao la hùng vĩ. Cuối rừng rậm nguyên thủy là một mảnh núi non cao VUT trong mây, chẳng qua không một ngọn cỏ, dãy núi u ám, hoàn toàn trái ngược với vẻ xanh tươi tốt khắp xung quanh. Hoàng hôn, vài thân ảnh xuyên qua rừng rậm. Chính là nhóm người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn dãy núi cao VUT trong mây phía trước, trong mơ hồ có thể cảm giác được vùng đất này hẳn không phải đất lành. Đội trưởng, gần đây có không ít người. Ánh mắt quỷ hoa đảo qua, lập tức phát hiện xung quanh đã tụ tập không ít nhân mã, đều tự chiếm diện tích ở lại, trước mắt là lối vào thâm cốc, tổng cộng không kém hơn 100 người. Hơn 100 người chia thành 3 hướng, đều tự chiếm lĩnh 3 phương hướng vào thâm cốc. Đều là các đại trung thiên thế giới, thực lực rất mạnh. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, sắc mặt Hoàng Sa, Quỷ Hoa, Bạch Lang đều kinh ngạc, ở trong vạn thế liệp tràng cũng chưa từng gặp qua nhiều người như thế, huống chi còn có thể hòa bình ở chung. Lục Lâm Thiên quan sát một lúc, nói. Chúng ta tới phía trước đi. 8 người đi thẳng tới trước, kỳ quái chính là không ai ngăn cản, ngược lại vẻ mặt thật kỳ quái. Điều này khiến 8 người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều người tụ tập nơi này, cho dù vì tìm thiên sinh linh vật cũng có thể vào trong mà tìm đúng không? Uy, các ngươi thuộc trung thiên thế giới nào? Ngay lúc mọi người đi tới lối vào thâm cốc, bên trong một đội ngũ bên phải truyền ra tiếng quát không thiện ý. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên 8 người. Chúng ta thuộc trung thiên thế giới nào, việc này thật trọng yếu sao? Kim Viên nhìn qua hỏi. Một thanh niên thân hình rắn chắc bước ra, trong mắt hiện tia cười lạnh, nói. Hỏi ngươi thì thành thật nói ra cho ta, để tránh cho ngươi hối hận. Tính tình Kim Viên vốn nóng nảy, nghe khẩu khí diễu võ dương oai, làm sao nhịn được, sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói. Hôm nay lão tử không nói, ngươi cắn ta hay sao? Thanh niên sấn tới, khí tức nóng cháy tràn ngập, là đại đạo cảnh trung giai gần đỉnh, thân hình như mũi tên rời cung lao thẳng về hướng Kim Viên. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, muốn chết. Thanh niên đã xuất hiện trước người Kim Viên, một đạo quyền ấn bao bọc hỏa diễm bao phủ Kim Viên, xuống tay dùng sát chiêu, hoàn toàn không khách khí. Oanh! Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, thân hình thanh niên dại ra giữa không trung, cũng không biết vì sao không gian xung quanh như đọng lại, nguyên lực đình trệ không nhúc nhích. Oanh! Cùng một thời gian Kim Viên tung ra một quyền, trên quyền ấn bao phủ hoàng mang, không gian nổ nát, một quyền trùng điệp rơi lên đầu thanh niên. Một quyền nổ nát đầu hắn, không gian xung quanh đều sụp đổ, thân hình thanh niên lập tức hóa thành huyết vụ. Thật mạnh! Nhìn một màn phát sinh trước mắt, đông đảo ánh mắt xung quanh đều dao động nhiều nhất là hơn 20 thân ảnh đứng bên trái. Một quyền đánh chết đại đạo cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực thật cường hãn. Là ai đang âm thầm ra tay, không dám đứng ra sao? Một thanh niên mặc hoa phục sắc mặt xanh mét bước ra, cũng không hề đem Kim Viên xem vào trong mắt. Lướt qua nhóm người Lục Lâm Thiên. Vừa rồi có người âm thầm ra tay sao? Ánh mắt mọi người kinh ngạc khẽ hô. Trong hai đội ngũ bên phải có vài ánh mắt cùng khí tức lướt qua trên nhóm người Lục Lâm Thiên, tựa hồ đang quan sát gì đó. Nhưng nhóm người Lục Lâm Thiên không chút dao động, thậm chí khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không ai đi ra sao, ta thật muốn xem ngươi có ra hay không, giết sư đệ của ta,
phải trả giá thật đắt. Thanh niên mặc hoa phục đảo mắt nhìn qua, sắc mặt xanh mét, đột nhiên lao thẳng về hướng Kim Viên. Suy, khí tức đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích, làm không ít người xung quanh đều có cảm giác bị áp bách. Quanh thân thanh niên mặc hoa phục hiện lên thủy hệ áo nghĩa cuồn cuộn thổi quét, không gian biến thành ướt át, giống như mưa phùn rơi xuống, vô số bọt nước hội tụ, mỗi bọt nước đều có lực lượng xuyên thủng cả không gian, xung quanh bọt nước còn hiện lên quang quyển tối đen rậm rạp. Oanh! Hư không bị ảnh hưởng, nháy mắt mây đen tràn tới, biến thành hôn ám âm trầm. Đi! Thanh niên quát một tiếng, đột nhiên vô số bọt nước rậm rạp run lên, cả không gian cũng chao đảo. Qua một thoáng, vô số bọt nước hội tụ thành thủy trụ lớn cỡ cánh tay hài nhi, mà không gian xung quanh vô thanh vô tức biến thành hư không tối đen. Hết thảy không có tiếng vang gì quá lớn, như vậy càng làm lòng người run rẩy, nháy mắt thủy trụ đã đi tới trước người Kim Viên. Suy, mọi người đều nhìn thấy khi thủy trụ khủng bố đi tới trước người Kim Viên, nhất thời vô thanh vô tức biến mất, thậm chí mai một, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Phá thiên phủ Việt. Cùng một thời gian, trong tay Kim Viên chợt lóe lưu quang, một thanh linh khí nháy mắt hiện ra, uy áp tràn ngập, không gian run lên, lập tức bổ thẳng về hướng thanh niên mặc hoa phục. Suy, ánh mắt thanh niên hoảng hốt, đồng tử hiện lên sợ hãi. Nhưng không biết vì sao thân thể không cách nào nhúc nhích, lực phòng ngự cũng không thể vận dụng, biến thành bia ngắm. Két! Thanh niên mặc hoa phục lập tức bị chém thành hai nửa, thân hình bị năng lượng khủng bố áp bạo hóa thành huyết vụ. Oanh long! Năng lượng mênh mông cuồn cuộn phá không rơi xuống, không gian như sụp đổ, sinh sinh bổ ra một khe rãnh như vực sâu, mặt đất chấn rung lay động. Hô hô! Xung quanh truyền ra tiếng hít sâu hơi lạnh, đông đảo ánh mắt run rẩy. Áo nghĩa linh khí, đó là áo nghĩa linh khí. Ánh mắt mọi người nóng cháy nhìn thanh phá thiên phủ Việt, áo nghĩa linh khí, cho dù là người đứng đầu giới trẻ tuổi trong các trung thiên thế giới cũng không mấy ai có được áo nghĩa linh khí. Thậm chí cả tuyên cổ cảnh cũng chưa chắc có được. Còn có người nào dám kêu gào nữa hay không, phá thiên phủ Việt của lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Kim Viên vung phủ, vô cùng uy phong khí phách. Ánh mắt mọi người run rẩy, áo nghĩa linh khí ở trước mắt. Nhưng lại nhìn rõ một đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cũng bị một búa chém thành huyết vụ, ngay cả hồn anh cùng linh hồn phân thân cũng không chạy thoát, không còn ai dám có thêm ý tưởng. Vì bảo vật có thể liều mạng, có rất nhiều người có thể cắn răng làm được, nhưng vì bảo vật mà mất mạng lại không ai dám làm, nói thế nào cũng không bằng mạng sống của mình. Sắc mặt nhóm người bên trái đại biến, không tự chủ được liên tục lui ra sau vài bước, chỉ sợ khiến Kim Viên lại động thủ chém về phía họ. Vân sư muội, người có nhìn ra hay không, rốt cục là ai âm thầm ra tay? Trong đội ngũ bên phải, một thanh niên thân hình cao ngất, thân mặc cẩm bào có chút tuấn lãng bất phàm nhìn nữ tử bên cạnh hỏi. Lời nói của thanh niên mặc cẩm bào khiến Lục Lâm Thiên chú ý, ánh mắt liếc qua, thoáng dừng lại trên người thân ảnh xinh đẹp bên cạnh thanh niên. Nữ tử kia cực kỳ mỹ mạo, mái tóc đen nhánh buông dài, trên khuôn mặt mang theo tia thành thục dễ thương, gọi hồn nhiếp phách. Nhưng cỗ khí chất của nàng lại sáng lạn ướt át, nhìn qua nhu nhược lại tao nhã, có cảm giác như gần như xa, thần thái hơi dày, tuyệt đối là mỹ nhân, tuy nàng lẳng lặng đứng ở đó nhưng khiến không ít ánh mắt nhìn trộm. Làm cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là đôi mắt nàng màu xanh biếc, điều này mới khiến cho hắn chú ý. Nữ tử khẽ nói, ta đã quan sát, người âm thầm ra tay thực lực rất mạnh, thậm chí không có tia dao động, nhưng hẳn là một trong 7 người còn lại. Nữ tử đảo qua nhóm người Lục Lâm Thiên, cuối cùng dừng lại trên người hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đã lướt qua đội hình còn lại cách đó không xa. Đội hình này cũng hơn 30 người, đầu lĩnh là hai thanh niên giống nhau như đúc, thoạt nhìn 27-28 tuổi. Hai thanh niên luôn mang theo ý cười, nhìn qua như ánh trăng trong đêm, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt hoàn mỹ, đủ được xưng là mỹ nam tử. Hai thanh niên một người mặc trường bào màu đen, tóc dài xõa vai. Có vẻ hơn người, người còn lại mặc áo ngắn, tóc ngắn màu đen, thân hình lại cực kỳ dương cương khỏe mạnh. Chư vị, không biết các ngươi là người của Chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh hay là ngoài hai đại liên minh? Thanh niên tóc dài dẫn đầu ôm quyền hỏi, khách khí lễ phép hơn hai người vừa bị đánh chết. Nhìn thấy đối phương hữu lễ, Kim Viên cũng thu hồi thanh phủ trong tay, khách khí nói. Trong chúng ta có người Vạn Thiên Liên Minh cũng có Chiến Thiên Liên Minh. Long bàn hổ cứ, các người muốn mượn sức người hay sao,
đáng tiếc bọn hắn cũng không phải toàn bộ đều là người chiến thiên liên minh. Nữ tử mặc váy dài thủy sắc mỉm cười, bước tới mấy bước, nói. Chư vị, ta tên là Vân Lục Dĩnh, là người Vạn Thiên Liên Minh, người đứng sau ta cũng là sư huynh đệ Vạn Thiên Liên Minh, vừa rồi nói chuyện với các ngươi chính là Trung Ly Long Bàn cùng Trung Ly Hổ Cứ, họ là người chiến thiên liên minh, mà người đi cùng cũng vậy. Thanh âm thanh thúy dễ thương, nhưng cho người ta cảm giác như gần như xa, dứt lời nữ tử liếc mắt nhìn nhóm người Lục Lâm Thiên, tựa hồ muốn quan sát thần sắc biến hóa của họ. Vân Lục Dĩnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, nữ tử này có chút giống Vân Hồng Lăng, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Vân Lục Dĩnh tiếp tục nói. Chư vị tới nơi đây, hẳn vì thiên sinh linh vật mà đến a. Không sai. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Nếu chư vị đều vì thiên sinh linh vật mà đến, vậy thì được rồi, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ thế nào. Vân Lục Dĩnh nhìn Lục Lâm Thiên, lại lướt qua Tiết Mặc Kỳ. Vì sao phải liên thủ? Lục Lâm Thiên không có ý kiến, chỉ hỏi. Bởi vì một mình ai cũng không chiếm được thiên sinh linh vật, cũng không phải đối thủ, đã có không ít người xông vào, nhưng đều đã chết. Thanh niên mặc cẩm bào nhíu mày, có chút hờn giận nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên. Chẳng lẽ chư vị đã tiếp xúc thiên sinh linh vật sao? Vậy thì không có, nhưng chúng ta tận mắt nhìn thấy không ít người tu vi đại đạo cảnh cũng không chạy thoát. Thực lực thiên sinh linh vật khẳng định rất mạnh, trải qua quan sát, tối nay nếu động thủ hẳn là thời cơ tốt nhất. Vân Lục Dĩnh nói, chư vị có thể kể một ít tình huống hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hào quang. Đương nhiên, mọi người cùng nhau liên thủ, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn một chút, cuối cùng ai lấy được thiên sinh linh vật phải xem cơ duyên cùng bổn sự của mình, dù sao ai cũng biết không dễ lấy được. Thanh niên tóc dài nói, Lục Lâm Thiên gật đầu. Bọn họ cũng không quen thuộc về thiên sinh linh vật, theo khẩu khí những người này mà xem, thực lực thiên sinh linh vật rất mạnh, bằng không họ cũng không nguyện ý liên thủ với người khác. Cho nên hiện tại liên thủ với bọn họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước mắt xem ra cũng không có chuyện xấu gì, còn có thể lấy được một ít tin tức. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu, Vân Lục Dĩnh cùng Trung Ly Long Bàn bắt đầu thuật lại một ít tin tức, bởi vì họ đã tới đây từ 10 ngày trước. Nguyên bản người tới ngày càng nhiều. Nhưng có chút người không nhìn được tự lao vào bên trong, kết quả có đi không về, chỉ có một ít người hiểm hiểm trốn thoát. Những người trốn ra ngoài thuật lại, trong thâm cốc quỷ khóc thần hào, tràn ngập tà khí cùng kịch độc, một khi tiến vào đầu óc choáng váng, làm sao chết cũng không biết, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cũng không dám tới gần. Trải qua hơn 10 ngày quan sát, mọi người chậm chậm phát hiện tà khí cùng kịch độc trong thâm cốc ngày càng mỏng, yếu hơn lúc trước không ít. Mãi tới tối nay, dựa theo phán đoán tuyệt đối là cơ hội đi vào tốt nhất. Chẳng qua không ai dám một mình đi vào, càng ngày càng nhiều người hội tụ, sau đó tính toán liên thủ cùng vào, như vậy sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều. Lục Lâm Thiên thoáng trầm ngâm, lại hỏi. Vậy trong đó rốt cục là loại thiên sinh linh vật gì vậy? Đôi mắt Vân Lục Dĩnh khẽ động, nói. Theo chúng ta phỏng đoán, thiên sinh linh vật trong thâm cốc hẳn là do vô số năm qua thật nhiều người vẫn lạc nơi đây lưu xuống oán niệm. Tàn hồn, chấp niệm, hận ý, đủ loại năng lượng ngưng tụ mà thành, bởi vì có tàn hồn oán niệm ngưng tụ thành hình, bởi vậy tính cách âm hiểm giả dối, trong lòng hung ác tà khí, mặc dù không ai biết cấp độ thực lực cụ thể nhưng chỉ sợ là khó đối phó. Oán niệm, hận ý, chấp niệm ngưng tụ mà thành. Lục Lâm Thiên khẽ động, nói vậy thiên sinh linh vật có chút tương tự đại hồn anh, thật phải cảm thán tạo hóa bất phàm. Được rồi, những gì cần biết các ngươi cũng đã biết. Hy vọng tối nay khi đối phó thiên sinh linh vật, các ngươi cũng có thể đem hết toàn lực. Thanh niên mặc cẩm bào nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Chẳng lẽ các ngươi không có ý định dùng toàn lực, gặp phải thiên sinh linh vật kinh khủng kia còn có thể che giấu để chịu chết hay sao? Ngươi! Thanh niên mặc cẩm bào nghẹn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không biết nên nói gì, oán hận nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn khó thấy. Còn một lát trời mới tối. Chúng ta ngồi nghỉ ngơi chút đi. Lục Lâm Thiên mang theo người của mình tìm một nơi đặt chân, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt Vân Lục Dĩnh thoáng dừng trên người Lục Lâm Thiên, lập tức nhìn thanh niên mặc cẩm bào, ánh mắt khẽ động, cười nói. Xanh sư huynh, người khác nói chuyện ngươi cũng đừng để ý. Nhìn ánh mắt dễ thương như gần như xa của nàng, thanh niên mặc cẩm bào run lên, nói. Vân sư muội, ta không để ý bọn hắn đâu.
bọn hắn còn chưa có tư cách để ta đặt trong lòng. Vân Lục Dĩnh cười, cũng không nhiều lời, thần thái làm người tâm động không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần vào đêm. Hô hô, mọi người lần lượt thức tỉnh, từng luồng khí tức bàng bạc phóng lên cao, lập tức đều đứng dậy, phần lớn ánh mắt nhìn chăm chú lối vào thâm cốc. Nhóm người thứ ba cũng thức tỉnh, ánh mắt nhìn qua thâm cốc. Nhóm người này tựa hồ cũng bị uy hiếp, không dám tới gần, theo nhân số mà xem hẳn là những người bị trọng thương đến từ những thế giới khác. Cho nên họ đều không dám khinh thường, vô cùng cẩn thận, tiểu đội ít người như họ vừa nhìn đã biết bị trọng thương, rất dễ bị người liệp sát, thậm chí không cần tìm lý do. Thanh niên mặc cẩm bào nhìn họ, nói. Các ngươi đi cùng đi, đối phó thiên sinh linh vật càng nhiều người càng tốt, tới lúc đó nói không chừng các ngươi cũng được không ít ưu đãi. Còn có thể có cơ hội tìm được thiên sinh linh vật cũng không nhất định. Vừa nghe lời này khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, người này rõ ràng muốn tìm thêm vật hy sinh, nhưng lời nói lại hấp dẫn người động tâm, thật sự không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được. Lời của hắn được không ít người đồng ý, thậm chí có người còn gật đầu đa tạ, lộ xem ra mặt cảm kích đi nhanh qua. Điều này làm thanh niên mặc cẩm bào lộ ý cười, liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ âm tàn. Thời gian đã tới, mọi người chuẩn bị, nhìn xem cuối cùng là ai có được thiên sinh linh vật. Trung Ly Long Bàn nói. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh nhảy vào trong thâm cốc, tiếng xé gió gào thét, chân khí bàng bạc khởi động, khí thế thật sự bất phàm. Một lát sau mọi người đi vào một khe sâu thâm đen. Khe sâu không thấy đáy, ánh trăng chiếu xuống lại không nhìn thấy được hoàn cảnh rõ ràng. Tà khí nồng đậm tản ra, khiến người cảm giác khó chịu. Trong thiên địa không có chút sinh khí, làm cho người ta có cảm giác không khí trầm lặng. Tà khí quỷ dị xen lẫn kịch độc, còn có khí tức có thể ảnh hưởng linh hồn. Thanh âm Lục Lâm Thiên rơi vào trong tai nhóm người Kim Viên. Tà khí đã giảm hơn mấy ngày trước vô số lần, chúng ta suy đoán đúng, tối nay là cơ hội tốt động thủ. Thanh niên mặc cẩm bào lộ ý cười. Các ngươi cẩn thận một chút, tà khí không đơn giản, đừng khinh thường. Trung Ly Long Bàn quay đầu nói, người đi theo lập tức khởi động khải giáp lao tới. Người chiến thiên liên minh thật vô sỉ, chúng ta mau đi theo. Nhìn thấy Trung Ly Long Bàn dẫn đầu đi trước, thanh niên mặc cẩm bào thoáng do dự. Vân sư muội, chúng ta cũng qua đi, đừng để người nhanh chân tới trước. Xanh sư huynh, đi thôi. Vân Lục Dĩnh gật đầu, thanh âm rơi xuống, thân hình đã lướt qua trời cao, thanh niên mặc cẩm bào thoáng ngẩn người, lập tức theo sau. Siêu siêu. Từng thân ảnh tiếp nối nhau rời đi. Thực lực không tệ, che giấu đủ sâu. Lục Lâm Thiên nói xong cũng đi theo. Ô ô. Bên trong khe sâu truyền ra thanh âm quỷ khóc thần hào, chân khí âm hàn, còn có chân khí kịch độc, làm người ta không dám khinh thường. Dưới đất xương trắng dày đặc, có nhân loại, có thú loại, màu sắc khác nhau, hẳn là không phải lưu cùng một thời gian, có năm tháng xa xưa lâu dài. Tà khí âm hàn ngày càng nồng đậm, chỗ nào cũng có, ảnh hưởng linh hồn, trong mơ hồ thanh âm quỷ khóc thần hào càng lớn, làm người ta không nhịn được dựng đứng tóc gáy. Ô, qua giây lát, trong thâm cốc nổi lên dao động, không gian xung quanh lan tràn, chỉ nháy mắt ngắn ngủi đột nhiên có thật nhiều thân ảnh phá không bay ra. Thân ảnh xuất hiện, không gian run rẩy không ngớt, từng thân ảnh mang theo khí thế sát phạt, có tay trần, có linh khí, nương theo sau khí tức khủng bố lan tràn. Triển khai công kích sắc bén thẳng về hướng mọi người. Ô ô, thanh âm quỷ khóc thần hào, chói tai làm màng nhĩ mọi người đau đớn, lực công kích cùng lưu quang chói mắt bay ra, phá hủy thật lớn hư không vỡ áp xuống. Cẩn thận, những người này chẳng khác gì khôi lỗi, không có linh hồn, đã bị người khống chế, chỉ biết giết chóc. Không biết là ai lớn tiếng hô lên, cả khe sâu đất rung núi chuyển, lay động không dứt. Oanh long long. Đối mặt những thân ảnh quỷ dị kia, các cường giả cùng động, từng luồng nguyên lực mênh mông tràn ngập, không ít không gian bị phá hủy thành hư vô. Ô, ba thân ảnh quỷ dị đồng thời xuất hiện trước mặt tám người Lục Lâm Thiên, khí tức hung ác sát phạt áp xuống. Phá, Tử Viêm giẫm mạnh một cước, thân ảnh lao thẳng tới, tử sắc hỏa diễm quanh quẩn, một đạo quyền ấn lướt ra hung hăng va chạm vào thân ảnh đang lao tới. Tử sắc hỏa diễm tựa hồ còn có tác dụng khu trừ tà khí. Khí tức nóng cháy dễ dàng oanh kích tà khí thành mảnh nhỏ, một đạo quang quyển tối đen hiển lộ, lập tức biến mất không thấy.
Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh đang lao tới, lúc này mới thấy được rõ ràng thân ảnh kia bao phủ tà khí màu đen sôi trào, tràn ngập hương vị gai mũi khó ngửi, hai mắt đỏ đậm, chân khí đã tới đại đạo cảnh sơ giai thậm chí là trung giai. Răng rắc, cánh tay hắn run lên, một đạo chảo ấn vặn vẹo nhất thời đem thân ảnh kia bóp nát. Suy, cùng lúc đó Tiết Mặc Kỳ vung tay áo, một đạo chảo ấn bay ra, xuyên thẳng qua ấn đường một thân ảnh khác. Oanh oanh, long bàn cùng hổ cứ đều đánh ra một chưởng, đem hai thân ảnh chụp vỡ. Thanh niên mặc cẩm bào đột nhiên nắm chặt bàn tay, hai thân ảnh khác cũng bị bóp nát, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. A, à, phía trước truyền ra tiếng kêu thảm thiết, vài thanh niên thực lực không đủ đã có ba người vẫn lạc, một linh hồn phân thân thoát ra, còn có nhiều người bị thương. Hơn 10 thân ảnh công kích, nhưng hơn 100 người ra tay, không bao lâu đã bị phá hủy, làm khe sâu tràn ngập cỗ khí tức tà dị hung ác. Mấy thứ này thật đúng là đáng sợ. Tôn Tiểu Nhã nói. Ánh mắt Tiết Mặc Kỳ ngưng trọng, nói. Những người này đã là cái xác không hồn, hẳn đã bị khống chế từ lâu trước kia, cũng trên vạn năm rồi, linh hồn bị rút đi, thân thể bị khống chế, nhất định do thiên sinh linh vật gây nên, nhìn dáng vẻ thật sự khó đối phó. Tất cả cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, mọi người đã tiếp tục đi về phía trước. Ô ô, trong thâm cốc, thanh âm quỷ khóc thần hào ngày càng chói tai, thỉnh thoảng lại có thân ảnh quỷ dị xuất hiện, đều có thực lực ngoài đại đạo cảnh, hơn nữa khí tức tà ác thật khó đối phó. Nửa canh giờ sau mọi người mới đi ra khe sâu, lập tức một mảnh vực sâu mở mang xuất hiện trước mặt, tà khí cùng âm hàn khí càng thêm nồng đậm. Hống, một tiếng rít gào trầm thấp truyền tới. Một đỉnh núi đen sẫm phía trước run lên, lay động run rẩy, đột nhiên mấp máy lại biến thành một đầu cự thú khổng lồ đang phủ phục. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên đứng thẳng, chân khí khủng bố lan tràn, làm trong lòng mọi người rung động, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập quỷ dị. Đây là lục xí man hoang ngưu. Có người nhận ra cự thú, sau lưng nó có 6 cánh, nhìn qua như lưỡi dao, cả người bao phủ một lớp da dày, đôi sừng bén nhọn, đôi mắt đỏ tươi mang theo vẻ khờ dại nhìn chằm chằm mọi người. Lục xí man hoang ngưu. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, thú tộc này cực kỳ hiếm thấy, không kém gì tử diễm huyền xà, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Lục xí man hoang ngưu hẳn cũng là khôi lỗi, không còn linh hồn, bị tà khí khống chế. Vân Lục Dĩnh nói. Vân sư muội, có ta ở đây sẽ bảo vệ cho muội, cho dù ta chết cũng không để muội thương tổn. Thanh niên mặc cẩm bào chợt nói. Vân Lục Dĩnh không nói gì, chỉ cười cười. Nhưng cũng đủ làm thanh niên mặc cẩm bào rung động. Hống. Lục xí man hoang ngưu rít gào một tiếng, thân thể run lên, khí tức kinh khủng lan tràn, bốn vó dẫm xuống, khí thế kinh người làm vực sâu xung quanh hiện ra vô số khe hở. Khí tức niết bàn cảnh sơ giai, phiền toái không nhỏ. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhất thời nói. Mọi người cẩn thận một chút. Khí tức niết bàn cảnh. Cảm giác được khí tức của thú tộc, ánh mắt mọi người ngưng trọng. Đột nhiên thân thể khổng lồ chạy trồm, đất rung núi chuyển, khe nước tràn ngập, hướng mọi người lao tới. Mọi người liên thủ, bằng không thật khó đối phó. Trung Ly Long Bàn hét lớn một tiếng, một đạo trưởng ấn đánh ra. Cùng ra tay. Mọi người cắn răng, từng thân ảnh cùng động, nguyên lực phóng thích, võ linh khí hồn khí lướt ra, mang theo quang mang hung hăng thổi quét thẳng về hướng lục xí man hoang ngưu. Oanh long long. Lục xí man hoang ngưu chỉ là khôi lỗi. Trên người chỉ còn tà khí sát phạt, đối mặt đông đảo công kích không hề né tránh, vẫn đấu đá lung tung nhào tới. Đông đảo công kích hội tụ thành lực lượng hủy diệt, lập tức va chạm cùng đầu mãnh thú, thanh âm nổ tung trầm thấp, kinh khí ngập trời thổi quét khắp không trung. Phanh! Thân thể mãnh thú như viên vẫn thạch rơi xuống xa xa, mặt đất run rẩy không ngớt, vô số khe nứt lan tràn. Oanh oanh! Đồng thời có vài thanh niên nam nữ cũng bị nó đá trúng. Không gian vỡ áp nổ tung. Mặt đất xuất hiện hố sâu thật lớn, vài thanh niên nam nữ lập tức tử vong. Gia hỏa này lợi hại, mọi người đừng ẩn tàng thực lực nữa, sớm giải quyết mới tốt, bằng không chờ khi thiên sinh linh vật đi ra càng thêm phiền toái. Trung Ly Long Bàn hét lớn một tiếng. Được, toàn lực ra tay, tiêu diệt nó rồi nói sau. Thanh niên mặc cẩm bào lướt ra, khí thế cuồn cuộn bạo tuôn, mọi người đều có cảm giác như bị áp bách. Toàn thân run rẩy. Niết bàn cảnh sơ giai, người này có thực lực niết bàn cảnh sơ giai. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ đều rung động, nhưng Lục Lâm Thiên lại không ngoạc nhiên chút nào,
thì thào nói. Rốt cục cần dùng toàn lực sao? Suy! Vừa dứt lời, khí tức đại đạo cảnh trung giai cũng ầm ầm thổi quét, một bước đi ra, cả không trung run lên. Đại đạo cảnh trung giai. Ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào khinh thường nhủ thầm. Suy suy. Hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ đều phóng thích chân khí đại đạo cảnh cao giai, thủ ấn huyền ảo kết xuất, chân khí hai người lập tức tương liên. Oanh! Chân khí dị thường khủng bố thẩm thấu, quanh thân hai huynh đệ bao phủ một tầng năng lượng quang đoàn chói mắt, nở rộ như mặt trời ban trưa, đem cả vực sâu chiếu sáng như ban ngày. Hống! Lục Xí Man Hoang Ngưu vỗ cánh dựng lên, thân hình càng thêm dữ tợn, ánh mắt đỏ tươi tiêu sát, sinh sinh đỡ upsilon.ng nát không gian, lại đánh tới. Nghiệt xúc, đã chết còn hung hăng càn quấy, cút ngay cho ta. Thanh niên mặc cẩm bào quát lớn, tựa hồ muốn biểu hiện trước mặt Vân Lục Dĩnh, bàn chân dẫm mạnh hư không, nguyên lực cùng linh hồn khí tức thổi quét, ngưng tụ thành một thanh năng lượng trường thương, xuyên thẳng tới Lục Xí Man Hoang Ngưu. Lục Xí Man Hoang Ngưu không tránh né, tùy ý cho năng lượng trường thương xuyên thủng thân thể khổng lồ đỡ upsilon.ng nát không gian, đã đi tới trước mặt thanh niên mặc cẩm bào. Sao lại như thế? Sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào đại biến, linh hồn công kích của hắn không chút tác dụng, hoảng sợ đánh ra một đạo quyền ấn, không gian không ngừng nổ tung, tiếng nổ như sấm sét vang vọng, một quyền đánh thẳng lên cặp sừng của Lục Xí Man Hoang Ngưu. Oanh! Lục Xí Man Hoang Ngưu không né tránh, thân thể khổng lồ nháy mắt khựng lại, từ trong lỗ mũi phun ra âm hàn khí tức đánh thẳng về hướng thanh niên mặc cẩm bào. Cỗ khí tức âm hàn như long quyển phong bạo bao vây thanh niên mặc cẩm bào, khủng bố nhất chính là tà khí âm hàn khiến ánh mắt hắn nhất thời bị che phủ. Một giây sau, móng trước của Lục Xí Man Hoang Ngưu đã hung hăng đá ra, rơi lên người thanh niên kia. Trong tích tắc này, thanh niên mặc cẩm bào chợt khôi phục, ánh mắt hoảng hốt, thân ảnh toàn lực thối lui nhưng dư âm kình khí kinh khủng vẫn thổi quét chúng hắn. Đặng đặng, kình phong cuồng bạo thổi quét, thân hình thanh niên mặc cẩm bào bị đánh bay ra ngoài. Huyết hồn ấn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên phóng tới, chân khí bạo tuôn, không trung run lên, khí thế mênh mông cuồn cuộn, một đạo huyết sắc quang mang nhất thời lan tràn. Ngao. Một thanh âm thú minh truyền ra, một đầu hư ảnh hiện lên giữa không trung, mang theo uy áp khuếch tán, đột nhiên hóa thành huyết sắc quang mang, rơi lên đầu Lục Xí Man Hoang Ngưu. Oanh. Huyết hồn ấn nhập thể, Lục Xí Man Hoang Ngưu thừa nhận uy áp, đôi mắt đỏ dại ra. Xa xa trong ánh mắt Vân Lục Dĩnh cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngao. Hống. Cách đó không xa truyền ra thanh âm long ngâm hổ khiếu, sóng âm vang vọng vực sâu, bên trong hào quang bao phủ hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ, chân khí hung hãn cổ xưa lan tràn ra ngoài. Thú minh rít gào, một đầu cự long màu xám trắng cùng một đầu cự hổ thổ hoàng sắc nhảy ra, sinh động như vật đang sống. Oanh. Hai đầu thú ảnh khổng lồ tản ra năng lượng ngập trời. Xé rách không gian xung quanh, uy áp kinh người làm nhịp tim mọi người đều đập nhanh. Hai huynh đệ này liên thủ, đủ đối kháng chính diện với niết bàn cảnh sơ giai. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhìn qua, hư ảnh long hổ luân phiên, chấn động lòng người, làm người ta nhìn vào hít sâu một hơi. Hai đầu hư ảnh cự thú lao thẳng về hướng Lục Xí Man Hoang Ngưu đang dại ra, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, không gian nổ tung từng khúc, khe không gian rậm rạp xuất hiện. Nhìn qua giống như mở ra một thông đạo không gian. Oanh oanh. Hai đầu hư ảnh cự thú giống như vẫn thạch hung hăng va chạm lên thân thể Lục Xí Man Hoang Ngưu. Lực công kích khủng bố khiến cả vực sâu run lên, phong vân biến sắc, quang mang chói mắt dần dần tiêu đạm giữa không trung. Phanh phanh. Thân thể Lục Xí Man Hoang Ngưu hung hăng nện xuống đất, đất rung núi chuyển, mặt đất nứt vỡ, vết thương chồng chất, gãy đoạn ba cánh. Hư ảnh cự thú dần biến mất. Thân ảnh hai huynh đệ hiện ra giữa không trung, sắc mặt thoáng tái nhợt, lảo đảo thối lui mấy bước, tựa hồ tiêu hao tuyệt đối khủng bố. Thật mạnh. Không ít người biến sắc, hai huynh đệ kia liên thủ thật sự đáng sợ. Hống. Một tiếng rít gào dựng lên, Lục Xí Man Hoang Ngưu lại đứng dậy, toàn thân tràn ngập những vết nứt vỡ, nhưng không tràn ra máu tươi mà chỉ có tà khí âm hàn tràn đầy, mang theo khí tức kịch độc, ánh mắt đỏ rực hung hãn. Lại không thể đánh chết. Mọi người kinh hô. Oanh! Lục Xí Man Hoang Ngưu lần thứ hai lao thẳng tới. Nó là vật chết, chẳng khác gì khôi lỗi, vật chất công kích cùng linh hồn công kích căn bản không hữu dụng, chỉ có thể hoàn toàn phá hủy hoặc là tiêu diệt tà khí khống chế nó.
Vân Lục Dĩnh khẽ biến hô lớn. Vậy hoàn toàn phá hủy đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt ra, xuất hiện trước mặt Lục Sí Man Hoang Ngưu, khí tức thời không loạn đột nhiên lan tràn. Lục Sí Man Hoang Ngưu hung hăng đánh tới, ba cánh còn lại giống như lưỡi dao cắt vỡ không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Suy! Không gian cắt vỡ, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất ngay tại chỗ. Nếu là vật sống thì có thể làm gì ngươi, nhưng cuối cùng chỉ là vật chết mà thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện sau lưng mãnh thú, một đạo thủ ấn huyền ảo rơi xuống. Oanh! Phong vân biến sắc, năng lượng thiên địa buông xuống, cả không gian như bị rối loạn, khe không gian lan tràn giữa không trung. Thập phương vũ trụ ấn. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, chỉ nháy mắt một đạo trưởng ấn phá không bay ra, không gian vặn vẹo, nổi lên sóng to gió lớn, phá hủy hết thảy ven đường. Răng rác, vực sâu xuất hiện khe rãnh rậm rạp như mạng nhện, trưởng ấn hủy diệt rơi thẳng lên đầu Lục Sí Man Hoang Ngưu. Phanh, trưởng ấn vỗ xuống, tiếng trầm đỡ upsilon, c vang lên, trời sụp đất nứt, thân thể Lục Sí Man Hoang Ngưu nứt nẻ, đột nhiên nổ tung hủy diệt. Oanh long long. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo khuếch tán, thật lâu mới yên tĩnh trở lại. Đại đạo cảnh trung giai, sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt mọi người rung động nhìn Lục Lâm Thiên. Không gian dần dần bình ổn, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên không trung, trong tay nắm lấy ba cánh cùng hai sừng của Lục Sí Man Hoang Ngưu, khóe môi nhếch lên, hiện lên mỉm cười. Cặp sừng cùng cánh của Lục Sí Man Hoang Ngưu là tài liệu trọng yếu luyện chế áo nghĩa linh khí. Nếu không vì vật này hắn cũng sẽ không rảnh ra tay. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cầm ba cánh, ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào chợt lóe, nói. Tiểu tử, mọi người cùng nhau ra tay, ngươi không phải muốn nuốt riêng chứ, phân ta hai sừng là được rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, hai sừng mới có giá trị cao nhất, tốt hơn ba cánh không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, cũng không quản hắn, nhìn những người khác, nói. Còn có ai cảm thấy nên chia đều hay không? Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua một vòng, nhìn lại thanh niên mặc cẩm bào. Ngươi thấy đấy, chỉ có một mình ngươi muốn chia đều, cho nên ngươi cũng không có tư cách này. Dứt lời, Lục Lâm Thiên thu ba cánh cùng hai sừng vào giới chỉ, hoàn toàn không để ý tới thanh niên mặc cẩm bào. Sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào tối sầm, nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta muốn hai sừng, nếu không, ta sẽ cho ngươi hối hận. Muốn lấy hai sừng, dùng hai tay ngươi đổi, nếu không thì cút ngay cho ta. Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý nói. Cấp cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, rượu mời không uống thích rượu phạt. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào càng thêm âm trầm, trong mắt tràn ngập sát ý. Oanh! Chân khí cuồn cuộn lan tràn, không gian run lên, dao động kịch liệt. Lại một kẻ ngại mạng dài. Nhóm người Kim Viên nhủ thầm, không hề đặt trong lòng. Khóe môi Lục Lâm Thiên trầm xuống, hiện lên tia cười lạnh. Xanh sư huynh, bây giờ chúng ta vẫn nên liên thủ thì tốt hơn, đừng tạo lên nội loạn, trước đi tìm thiên sinh linh vật đi, tránh bị nó chiếm tiện nghi. Vân Lục Dĩnh nói. Hừ. Thanh niên mặc cẩm bào hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người đi tới trước mặt Vân Lục Dĩnh, nói. Vân sư muội. Ta nể tình muội, tạm thời tha cho tiểu tử đó. Lục Lâm Thiên cười lạnh, nhảy tới bên cạnh nhóm người Kim Viên, cũng không để ý thanh niên mặc cẩm bào. Chư vị, thiên sinh linh vật hẳn ở dưới vực sâu này, chúng ta đi tìm trước đi. Trung Ly Long Bàn nói. Khởi hành đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chỉ sợ thiên sinh linh vật không dễ trêu chọc. Vân Lục Dĩnh nói, thanh âm trong suốt, như gần như xa. Siêu siêu. Từng thân ảnh nhảy xuống vực sâu, tới thời điểm này ai cũng cẩn thận hơn không ít. Mọi người cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, toàn thân bao phủ kim mang, hóa thành kim quang đi xuống dưới vực, nhóm người Thiết Mặc Kỳ cũng theo sát phía sau. Lục Lâm Thiên vừa nhảy xuống vực, lập tức cảm giác được khí tức âm tà hung ác mang theo kịch độc phóng lên cao, đồng thời hắn cũng cảm nhận được cỗ khí tức lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút hương thơm. Vực sâu kéo dài vài trăm thước. Hơn trăm người trôi nổi bên dưới vực, nhìn vào vách núi, khi mọi người vừa rơi xuống, trên vách núi đột nhiên hiện lên một đạo quang quyển bao phủ vách núi. Hô hô! Quang quyển xuất hiện, khí tức âm tà hung hãn càng thêm nồng đậm, mang theo chân khí lạnh lẽo lan tràn, lại khác với cảm giác của hàn băng khí.
Chân khí lạnh lẽo kia có thể làm linh hồn người rơi vào vực thẳm, lạnh lẽo nhập hồn, làm trong lòng sản sinh tuyệt vọng uể oải. Vân Lục Dĩnh kiểm tra một chút, sắc mặt biến thành vui mừng, quay đầu cười nói. Chư vị, chúng ta hẳn đã tìm được thiên sinh linh vật, nơi này là một không gian năng lượng, là thủ đoạn phòng ngự do thiên sinh linh vật bố trí phong ấn, chúng ta liên thủ phá hủy, như vậy có thể đi tìm thiên sinh linh vật được rồi. Chư vị, liên thủ phá vỡ phòng ngự này đi. Thanh niên Mạc Cẩm Bào nói. Trung Ly Long Bàn gật đầu, mà Lục Lâm Thiên cũng không phản đối. Hơn trăm người cùng động, chỉ nháy mắt từng đạo nguyên lực ngưng tụ thành quang trụ mang theo năng lượng cuồng bạo hung hăng đánh thẳng vào phòng ngự phong ấn. Phanh phanh phanh. Năng lượng va chạm sinh ra tiếng nổ bạo vang lên bên tai không dứt, ba văn run rẩy kịch liệt, kinh khí cuồng bạo như long quyển phong bạo cuốn tới, chấn động không gian xung quanh ầm ầm run rẩy, vách núi đá giống như gặp phải sơn băng địa liệt. Nhưng phòng ngự cũng không bị phá hủy, chỉ chao đảo lắc lư. Tiếp tục, Trung Ly Hổ cứ hét lớn một tiếng, thân hình sấn về phía trước, nguyên lực thổ hệ hội tụ, nguyên lực quang trụ nhất thời lướt ra. Hoàng Sa, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Kim Viên cùng động, nguyên lực bàng bạc phóng thích. Oanh long long, mọi người cùng động, năng lượng công kích liên tục đánh lên phòng ngự, khiến cả một mảnh không gian vực sâu đều chao đảo kịch liệt. Không đủ, tiếp tục. Oanh long long. Tiếp tục, ta cũng không tin không phá được phòng ngự này. Oanh long long. Dưới lực va chạm khủng bố không ngừng, phòng ngự dần dần phai nhạt, nhưng vẫn chưa bị phá nát. Chỉ sợ có chút phiền phức. Liên tục 8 lần công kích, mặc dù không tới mức liều mạng, nhưng tuyệt đối không ẩn tàng. Hơn trăm người liên thủ lại thêm thanh niên Mạc Cẩm Bào là niết bàn cảnh sơ giai. Long bàn hổ cứ liên thủ cũng tương đương niết bàn cảnh sơ giai. Liên tục 8 lần ra tay nhưng vẫn chưa phá hủy được phòng ngự, Lục Lâm Thiên không khỏi ngưng trọng. Thiên sinh linh vật có thể bố trí thủ đoạn phòng ngự như vậy, Lục Lâm Thiên cũng nghĩ tới chỉ sợ là cực kỳ khó trêu chọc vào. Phá cho ta! Mọi người công kích lần thứ 9, thanh niên Mạc Cẩm Bào cầm một thanh hồn khí tiên thiên linh khí đỉnh, một đạo kiếm quang mang theo xu thế rời non lấp bể hung hăng đánh lên phòng ngự. Oanh oanh! Lúc này sắc mặt mọi người không khỏi tái nhợt. Liên tục công kích như vậy tiêu hao thế nào liền biết được. Phòng ngự quang quyển gợn sóng kịch liệt, rốt cục nứt nẻ, nhưng chỉ lung lay sắp đổ mà chưa tới nỗi hoàn toàn phá nát. Phá! Một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp lướt ra, chính là Vân Lục Dĩnh, lúc này xung quanh người nàng hào quang chói mắt, trong mắt bắn ra lục quang sáng ngời, thủ ấn liên tục đánh ra, hóa thành một đạo trưởng ấn khổng lồ, vỗ thẳng lên quang quyển phòng ngự. Quang quyển phòng ngự sôi trào cuộn lên, lập tức nứt nẻ, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang nặng nề quanh quẩn cả vực sâu. Oanh oanh! Tiếng nổ trầm thấp như sấm rền vang lên bên tai mọi người, lực lượng cường hãn va chạm, màng tai mọi người đều chấn động, cả không gian vực sâu đều run rẩy như sắp đổ. Quang quyển phòng ngự nổ tung, năng lượng thổi quét, giống như long quyển phong bạo khổng lồ dâng lên tràn ra, kinh khí cuồng bạo cuốn khắp 4 phương 8 hướng. Mau lui lại, mau! Kinh khí khủng bố thổi quét, mọi người cấp tốc thối lui, chẳng qua có một ít người động tác chậm chạp lại bị ảnh hưởng thật lớn. Phốc, máu tươi phun trào, không ít người nện xuống vực sâu, đều bị trọng thương, còn có nhiều người bị xé thành mảnh nhỏ. Nhóm người Kim Viên đứng khoảng cách khá xa, hơn nữa còn có Lục Lâm Thiên bảo hộ nên không bị lan tới. Di, chân khí không đúng, có chút quái dị, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Trong thiên trụ giới. Tam kỳ lão nhân tựa hồ luôn rình xung quanh, giống như đã có phát hiện nhất thời nói. Lối vào xuất hiện. Quang quyển phòng ngự phá nát, một đạo quang quyển năng lượng màu trắng trôi nổi tương liên cùng vách núi, đường kính chừng vài thước, thiên địa năng lượng nồng đậm từ bên trong tràn ngập ra ngoài. Chư vị, đây là lối vào, thiên sinh linh vật ở bên trong, chúng ta vào trước đi. Thân ảnh Vân Lục Dĩnh chợt lóe, xuyên qua không gian, lập tức đi tới trước lối vào quang quyển. Cổ tay run lên, lập tức xé mở một khe hở, thân hình tiến vào bên trong biến mất. Vân sư muội cẩn thận. Thanh niên Mạc Cẩm Bào thấy thế vội vàng xé mở khe hở, thân ảnh cũng tiến nhập bên trong. Phòng ngự phong ấn đã mở ra, mau vào đi thôi. Mọi người lần lượt xông vào, chỉ có hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ lại chưa dẫn đầu đi vào bên trong, nhưng những người khác cũng đã lao vào, bảo vật trước mặt nên cũng không ai quản mệnh lệnh của hai huynh đệ họ. Long Bàn Hổ cứ quay đầu nhìn nhóm người Lục Lâm Thiên, khẽ gật đầu, Long Bàn nói. Chư vị,
thiên sinh linh vật hẳn không dễ lấy được, tất cả cẩn thận một chút, nếu có cơ hội chúng ta không ngại lấy chân thành liên thủ. Có cơ hội rồi nói sau. Lục Lâm Thiên cũng không có ác cảm với hai huynh đệ này, thậm chí có chút hảo cảm với họ. Suy suy, mọi người chỉ có chút trì hoãn, sau đó liền xé mở không gian tiến vào bên trong biến mất. Ngay lúc Lục Lâm Thiên đi vào, làn da đột nhiên run lên, lông tơ dựng đứng, cùng lúc này hắn cảm giác được không gian xung quanh biến hóa. Không gian xung quanh vặn vẹo, thiên địa năng lượng tràn đầy, khi hết thảy đều khôi phục trở lại, Lục Lâm Thiên phát hiện mình đã đi tới một phiến không trung khác. Thiên địa năng lượng thật nồng đậm, hương khí thật thơm ngát. Lục Lâm Thiên cảm giác thiên địa năng lượng còn nồng đậm hơn bên trong vạn thế liệp tràng, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu cắn nuốt. Bên trong thiên địa năng lượng nồng đậm còn kèm theo chân khí thơm ngát, trái ngược hẳn cỗ khí tức âm tà cùng hung ác bên ngoài. Siêu siêu, nhóm người Thiết Mặc Kỳ lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, trên mặt đều hiện vẻ kinh ngạc. Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua, hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ cùng nhóm người thanh niên mặc cẩm bào đang ở phía trước, chẳng qua không nhìn thấy Vân Lục Dĩnh. Tất cả cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nhíu mày, mặc dù không cảm nhận được cỗ khí tức âm tà hung hiểm, nhưng lại có một cảm giác thật khó nói nên lời. Lục Lâm Thiên cảm giác nơi này không phải đất lành, chỉ sợ sẽ không được bình tĩnh, cẩn thận một ít mới tốt. Siêu siêu. Đã có người tiến về phía trước, Lục Lâm Thiên ra hiệu cho mọi người, lập tức theo sau. Thân ảnh mọi người lướt nhanh qua hư không, thiên địa năng lượng cùng khí tức thơm ngát ngày càng nồng đậm, tràn ngập khắp cả không gian khiến người vui vẻ thoải mái. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng đúng lúc này những thân ảnh bay phía trước đột nhiên đứng lại, xoay quanh giữa không trung, nhìn chăm chú về phía trước. Lục Lâm Thiên cũng dừng lại, chỉ thấy trong hư không phía trước có một đoàn bạch lục quang mang xuất hiện, lục mang tràn ngập bạch lục quang hoa nhàn nhạt, hương thơm ngát tràn ngập, khuếch tán khắp cả hư không. Bạch lục quang mang trôi nổi giữa không trung, cũng không biết đã tồn tại bao lâu, tản ra khí tức cổ xưa, không có chân khí dao động, nhưng lại làm trong lòng mọi người run rẩy. Thanh niên mặc cẩm bào khẽ động, nói. Ta thật muốn nhìn xem đó là vật gì. Dứt lời hắn lao thẳng tới, một đạo nguyên lực va chạm vào trên quang đoàn kia. Suy, lực công kích của niết bàn cảnh sơ giai chỉ tạo nên chút dao động trên quang đoàn nọ. Di, ở bên trong hình như có khí tức dao động. Tiết Mặc Kỳ nói. Hô, lời của nàng vừa dứt, bạch lục quang đoàn bắt đầu nổi lên dao động, càng lúc càng nồng nặc. Có khí tức bắt đầu thức tỉnh, dần dần lan tràn. Khí tức lan tràn, không gian tràn ngập hương thơm ngát, chân khí làm người vui vẻ thoải mái, nhịn không được còn hít sâu vài hơi, càng ngửi càng lưu luyến, phảng phất như thuốc phiện mang theo lực hấp dẫn chí mạng. Lần này phiền toái lớn, sao lại xông vào nơi đây? Thanh âm Tam Kỳ lão nhân chợt truyền ra. Kỳ lão, người phát hiện cái gì? Niết bàn, phổ thượng niết bàn, lần này phiền phức lớn. Tam Kỳ lão nhân nói xong, thân ảnh rời khỏi thiên trụ giới, run run xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn bạch lục quang đoàn phía trước, rung động nói. Khó trách hai lão tiểu tử kia nhắc nhở ta nơi này có chút tồn tại đặc thù, với trạng thái linh hồn của ta hiện tại cũng gặp phiền toái. Lục Lâm Thiên nghe vậy nhất thời ngưng trọng hỏi. Kỳ lão, vô thượng niết bàn là gì? Vô thượng niết bàn, người thường căn bản không thể làm được, tuyệt đối không ai dám thử. Cho dù là phương hoa tuyệt đại, thiên tư hơn người cũng không dám thử, dám làm loại chuyện này, đều là người bất phàm, đồng thời người như vậy nếu không phải cao ngạo thiên hạ thì là điên cuồng cực điểm. Tam Kỳ lão nhân đứng thẳng hư không, ngoại trừ Lục Lâm Thiên cũng không ai phát hiện khí tức của hắn, ánh mắt rung động nói. Lúc trước ta vô thượng niết bàn cũng phải cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng thành công, người này không ngờ đang vô thượng niết bàn. Suy suy, Tam Kỳ lão nhân dứt lời. Bạch lục quang đoàn run lên, đồng thời hào quang từ từ thu liễm. Dần dần một thân ảnh lả lướt xuất hiện, bạch lục quang mang đều bị thu liễm vào trong cơ thể thân ảnh kia. Suy suy suy, thân ảnh xinh đẹp vừa xuất hiện, không gian đột nhiên yên tĩnh tới mức đáng sợ, chỉ còn lại bạch lục quang mang bị hấp thu phát ra thanh âm. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh thân ảnh kia nổi lên tầng tầng dao động, giống như không ngừng biến ảo, làm người ta không cách nào nhìn rõ. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi hư không, không có nửa điểm khí tức tỏa ra, nhưng ở trong mắt Lục Lâm Thiên lại vô cùng quỷ dị, làm linh hồn hắn có cảm giác lạnh lẽo, như mơ hồ cảm nhận được hoang vu tuyệt vọng.
thân ảnh chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một đôi mắt trong sáng vô cùng, chói lọi như sao, linh vận tràn đầy. Oanh! Đột nhiên cả phiến hư không đều run lên. Đó là một nữ tử 25-26 tuổi, mái tóc trắng bạc như tuyết, lại như bạch ngọc, trong suốt trong sáng, từng sợi tóc buông dài lấp lánh. Trên người nàng mặc bộ váy dài bạch lục sắc, đơn giản như vậy lại hồn nhiên thiên thành, thanh nhã thanh tú. Nữ tử thật xinh đẹp, trên đời này còn có nữ tử tuyệt mỹ như vậy sao? Tiết Mặc Kỳ cùng Ôn Tiểu Nhã sợ hãi than, tự cảm thấy không bằng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng nữ tử, vẻ mặt lại dần dần ngưng trọng. Hắn cảm giác được cỗ khí tức hoang vu tuyệt vọng ngày càng đậm, bị chân khí ảnh hưởng, bản thân hắn như có cỗ xúc động muốn tự sát. Tuyệt mỹ nữ tử trôi nổi trên không trung, ánh mắt đảo qua, nói. Dám xông vào nơi đây, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ta nguyện ý chết. Không ít thân ảnh chợt nhảy ra, ánh mắt ngây dại, hướng nữ tử quỳ xuống, trưởng ấn ngưng tụ ầm ầm vỗ lên thiên linh cái của mình. Phanh phanh phanh. Chỉ nháy mắt hơn 10 thanh niên tự sát, thân hình bị đánh thành mảnh nhỏ. Ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Lại có không ít thân ảnh nhảy ra. Hai người Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lang cũng đã ngây dại, tiến về phía trước. Mà Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm cùng Tiết Mặc Kỳ đều nhận lấy ảnh hưởng, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cẩn thận, bọn hắn đều bị mê hoặc tâm trí linh hồn. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân ngưng lại. Hống! Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt biến, lập tức nguyên lực cuồn cuộn dâng lên, một tiếng hổ gầm vang vọng cả hư không, thanh âm rít gào xen lẫn khí tức man hoang thương cổ, những nơi sóng âm đi qua. Hư không chấn động. Sao lại thế này? Tôn Tiểu Nhã cùng Bạch Lang nhất thời phục hồi lại tinh thần, hai người nhìn thấy bản thân mình đã tiến về phía trước, sắc mặt đại biến, chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không còn nhớ rõ. Nguy hiểm thật, chúng ta bị ảnh hưởng linh hồn. Mọi người đều phục hồi lại tinh thần, trên trán toát mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua một trận đại chiến, toàn thân hư thoát. Mau lui lại, mau. Mọi người bị một tiếng hổ gầm làm thức tỉnh. Sắc mặt tái nhợt vội vàng thối lui. Nữ tử đột nhiên đưa mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong suốt, tràn đầy linh vận nhưng lại làm linh hồn của Lục Lâm Thiên hoàn toàn lạnh lẽo. Nữ nhân thật mạnh. Ánh mắt nữ tử nhìn dừng lại trên người Lục Lâm Thiên một thoáng, lại nhìn qua thanh niên mặc cẩm bào, khẽ cười nói. Vừa rồi là ngươi ra tay với ta đi, còn chưa chết đi sao? Lời nói của nữ tử thanh thúy mà tao nhã. Âm luật động lòng người rơi vào trong tai. Không, không. Sắc mặt cẩm bào nam tử đại biến, tựa hồ đang giãy giụa, nguyên bản trong lòng sản sinh tà ý lúc này lại biến thành kinh hãi đại biến, lộ vẻ sợ hãi thật sâu, từ trong thân thể tràn ngập khí tức hoang vu tuyệt vọng. Khanh khách, thật sự là quá lãng phí, đây là của ta. Đúng lúc này, một thanh âm như gần như xa rơi xuống, một thân ảnh xinh đẹp phá không bay tới trước người thanh niên mặc cẩm bào. Thân ảnh xinh đẹp vừa xuất hiện, không gian chợt run rẩy, khí tức lan tràn, thanh niên mặc cẩm bào nhất thời khôi phục không ít. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào mừng rỡ, vội vàng nói. Vân sư muội, muội tới vừa lúc. Người vừa tới chính là Vân Lục Dĩnh, nhưng lúc này cỗ khí chất nhu nhược mà tao nhã đã dần dần biến mất không còn nhìn thấy. Vân Lục Dĩnh quay đầu nhìn thanh niên mặc cẩm bào, khẽ cười, ánh mắt Upsilon nói. Xanh sư huynh, có phải ngươi luôn muốn có được ta, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi muốn cởi bỏ quần áo của ta, sau đó hung hăng trà đạp, tận tình giữ lấy thân thể ta đúng không? Vân sư muội, ta. Ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào sửng sốt, nhất thời liên tục lóe ra, không hiểu vì sao Vân Lục Dĩnh hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn. Không cần thẹn thùng, khanh khách. Vân Lục Dĩnh cười khúc khích, chậm rãi đi tới trước người thanh niên mặc cẩm bào, tay ngọc vuốt ve lên mặt hắn. Thanh âm đột nhiên biến thành giọng nam giới. Vân sư muội của ngươi đích xác không tệ, da thịt bóng loáng, thanh âm mất hồn, ta cũng rất thích, thích vô cùng, nếu không phải vì phải dẫn dụ các ngươi tới đây, ta thật sự luyến tiếc giết nàng. Thanh âm rơi xuống, lưu quang chợt lóe, đột nhiên bàn tay gấp khúc hóa thành một đạo chảo ấn hung hăng chộp lên thiên linh cái thanh niên mặc cẩm bào. Oanh long! Không gian run lên, chân khí mênh mông cuồn cuộn thổi quét, chân khí âm tà hung hãn. Hư không run rẩy không ngớt. Ngươi không phải Vân sư muội, ngươi rốt cục là ai? Thanh niên mặc cẩm bào bị chộp vào thiên linh cái, không có chút lực giãy giụa, ánh mắt hoảng hốt sợ hãi.
Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là tu vi niết bàn cảnh sơ giai của ngươi, linh hồn ngươi có chỗ tốt với ta không ít, có thể cho ngươi sống tới bây giờ, đều là vì các ngươi còn có tác dụng. Thanh âm Vân Lục Dĩnh đã biến thành giọng điệu nam giới âm tà, trong mắt lóe lên lục quang. A! À, thanh niên mặc cẩm bào truyền ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn, thân hình run rẩy, tu vi niết bàn cảnh nhưng lúc này chỉ mặc người chém giết. Răng rắc, chỉ nháy mắt, từ ấn đường của hắn có hai đạo linh hồn lưu quang sinh sôi bị rút ra, liên tục giãy giụa trong tay Vân Lục Dĩnh. Đó chính là hồn anh cùng linh hồn phân thân của thanh niên mặc cẩm bào, mà thân thể hắn đã ngây dại, bắt đầu lan tràn tà khí. Xanh sư huynh, đi thôi. Giọng nam âm tà nói, phất tay chỉ thẳng vào tuyệt mỹ nữ tử. Suy, ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào ngây dại nhìn qua tuyệt mỹ nữ tử, tà khí ngập trời lan tràn, thân ảnh đột nhiên lao thẳng tới, một đạo chảo ấn lướt qua hư không hướng nữ tử chộp tới. Nữ tử nhướng mày, trong mắt nổi lên dao động, tinh quang lóe ra, thân hình cẩm bào nam tử còn chưa tới gần, không gian đã động lại, chân khí hoang vu lạnh lẽo lan tràn, không gian nứt nẻ thành vô số khe hở. Oanh! Hư không phá nát, thân thể thanh niên mặc cẩm bào lập tức nổ tung thành mảnh nhỏ, hết thảy chỉ dưới một lần nhướng mắt của nữ tử. Mọi người ngây người nhìn chăm chú một màn này, tu vi niết bàn cảnh sơ giai nhưng ở trước mặt hai người chẳng khác gì con kiến, giơ tay nhấc chân dễ dàng đánh chết, một màn này làm người không cách nào thừa nhận. Kiệt kiệt! Vân Lục Dĩnh âm lệ cười, thân hình tràn ra chân khí âm tà hung ác, từ trong ấn đường hiện ra một đạo lưu quang, giữa không trung hóa thành một đạo hắc sắc thân ảnh. Đó là một hắc y nam tử chừng 30 tuổi, thần sắc lạnh lùng âm tà, khí thế hung hãn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chân mày dài nhỏ có vẻ gian trá âm hiểm, trong mắt lại tràn ra lục mang sâu kín. Âm Phong, ngươi xem ngươi tính toán tường tận, tìm nhiều người như vậy, chẳng lẽ cho rằng có thể làm gì được ta sao? Nữ tử nhìn hắc y nam tử, trong mắt không chút dao động, giọng nói linh hoạt kỳ ảo. Kiệt kiệt! Hắc y nam tử âm lệ cười lạnh, nói. Những con kiến này tuy không thể đối phó ngươi, nhưng chỉ cần phá vỡ phong ấn của ngươi là đủ rồi, nếu như ta không tính sai, lần này ngươi đang ở thời điểm trọng yếu nhất trong vô thượng niết bàn đi, nếu bị con kiến quấy rầy, hiện tại chỉ sợ cũng khó qua. Nếu ngươi biết ta trong giai đoạn khẩn yếu nhất, vì sao không tự mình tới? Nữ tử thản nhiên nói, bởi vì ta không biết ngươi còn bố trí thủ đoạn đặc thù gì đối phó ta hay không. Cũng không thể xác định ngươi có phải đang ở thời điểm trọng yếu nhất hay không, cho nên ta giải tin tức, hấp dẫn con kiến tiến đến, sau đó có bọn hắn đánh trận đầu, ta sẽ an toàn hơn, sự thật chứng minh ta suy đoán đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể đối phó ta hay sao? Nữ tử nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn chống đỡ được bao lâu, bị những con kiến ảnh hưởng, hậu quả chính ngươi rõ ràng nhất. Hắn lại cười dâm đãng. Ta nói rồi. Sớm muộn gì có ngày ta sẽ trở lại, tới lúc đó ta sẽ đem ngươi đặt dưới thân thể của ta, trở thành độc chiếm của ta. Những lời này, sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Lời nói lãnh liệt rơi xuống, chân khí lạnh lẽo tràn ngập trong hư không, thiên địa đều run lên. Nếu là trước kia ta còn e ngại ngươi vài phần, nhưng mà hiện tại chỉ sợ ngươi không có tư cách này, chờ ta giải quyết xong mấy con kiến này sao, tiếp tục đối phó ngươi không muộn. Âm Phong cười lạnh một tiếng. Cầm lấy linh hồn phân thân cùng hồn anh của thanh niên mặc cẩm bào nuốt chửng, trên mặt lộ nụ cười thỏa mãn, lập tức quay đầu nhìn lướt qua mọi người, dừng lại trên người Lục Lâm Thiên. Đám con kiến các ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì, đều đi chết đi. Âm Phong vừa nói, âm tà hắc phụ lan tràn, mơ hồ có quỷ khóc thần hào, khiến mọi người dùng mình dựng tóc gáy. Ô ô, hắc phụ trào ra, trong khoảnh khắc bao trùm hư không, không gian rung chuyển, âm tà hung hãn. Mang theo khí tức kịch độc tràn ngập, uy áp mênh mông cuồn cuộn buông xuống, sắc mặt mọi người trắng bệch, linh hồn run rẩy không ngớt. Hiu hiu. Bên trong hắc phụ, từng đạo hắc sắc lưu quang như độc xà, nhanh như thiểm điện xuyên qua không gian lao thẳng về hướng mọi người. Cẩn thận. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, nguyên lực hỏa hệ lan tràn, đem không gian hình thành biển lửa, tử kim lưu quang chợt lóe, tử lôi huyền đỉnh hóa thành một lốc xoáy đem người xung quanh đều thu vào trong huyền đỉnh. Hiu hiu, hắc sắc lưu quang xuyên qua không gian, chui vào trong biển lửa, không hề sợ hãi hỏa diễm, vài đạo lưu quang lao thẳng qua biển lửa. Tà khí lợi hại, không thể tùy tiện đối kháng. Thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, nói.
ra tay trong không gian này, không tính là ta có nhúng tay đi. Dứt lời, Tam Kỳ lão nhân phất tay, đem không gian xé mở khe hở, hắc sắc lưu quang lao vào trong khe hở biến mất. Phanh phanh phanh. Cùng một thời gian, từng tiếng nổ vang trầm thấp vang lên xung quanh, từng thân ảnh thanh niên nam nữ nháy mắt bị xuyên thủng ấn đường, thân hình lập tức tạc vỡ, thật nhiều hồn anh cùng linh hồn phân thân bị rút ra, run rẩy trong tà khí ngập trời. Đều qua đây đi. Âm Phong liếm môi, đột nhiên há mồm khẽ hấp, hắc vụ bàng bạc trào ra, long quyển phong bạo cuốn lấy hồn anh cùng linh hồn phân thân muốn nuốt vào trong miệng. Ngươi không nên tồn tại trên đời này. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trong hắc vụ, toàn thân bao phủ bạch lục quang quyển, đông đảo hồn anh cùng linh hồn phân thân bị tạc vỡ thành tàn hồn. Kiệt Kiệt, Huyền Tuyết Ngưng, ngươi hủy không được bọn họ, ta cũng có thể cắn nuốt tàn hồn. Bọn hắn nhất định trở thành chất dinh dưỡng tăng cường thực lực cho ta. Âm Phong cười lạnh, hắc vụ tàn sát bừa bãi, vô số năng lượng hồn anh cùng linh hồn phân thân phá nát vẫn bị cắn nuốt bên trong. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tuyết Ngưng khẽ cau mày. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, hơn phân nửa người bị đánh chết, đều bị Âm Phong cắn nuốt. Hiu hiu, hắc sắc lưu quang cắt qua không gian, chỉ có quanh thân hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ bao phủ hào quang tương liên. Long hổ hư ảnh hiện ra, đem mấy đạo hắc quang ngăn cản bên ngoài. Suy, nhưng quang quyển long hổ cũng không ngăn cản được bao lâu, nháy mắt bị hắc quang xuyên thủng. Phốc, Long Bàn Hổ cứ phun ra máu tươi, thân hình bị đẩy lui, hưu hưu vài tiếng, hắc quang lại lao thẳng về hướng hai người nhanh như chớp. Đúng ngay lúc này, một đạo tử kim lưu quang nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, thân ảnh hai người đột nhiên biến mất không thấy. Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, vừa kịp cứu viện hai huynh đệ, dù sao trong lòng hắn có hảo cảm với hai người, ít nhất hai người này từng mở miệng nhắc nhở hắn. Hừ, xa xa, Âm Phong đã phát hiện một màn này, hừ lạnh một tiếng, khí tức âm tà tràn ra, cấp tốc khuếch tán, qua thoáng chốc bao phủ cả hư không, vài đạo khí tức âm tà hung ác hóa thành hắc sắc cự xà hiện lên giữa không trung. Oanh, ông, kim sắc tiểu đao trong não hải Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra kim quang tràn ngập. Đem hết thảy công kích ngăn cản bên ngoài, nơi này là địa bàn của nó, không cho phép ai được nhúng chàm. Hai thiên sinh linh vật, phiền toái lớn. Tam Kỳ lão nhân hiện ra bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngưng trọng nói. Một đang vô thượng niết bàn, một tuyên cổ cảnh sơ giai, lần này phiền toái thật lớn, vật khủng bố như thế sao lại mạnh như vậy? Vô thượng niết bàn, tuyên cổ cảnh sơ giai. Lục Lâm Thiên không biết vô thượng niết bàn là gì. Nhưng tuyên cổ cảnh sơ giai thì hắn hiểu thật rõ ràng. TT. Vài đạo hắc sắc cự xà rít gào, nhìn qua như vật sống lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, uy thế cùng khí tức âm tà nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Chút tài mọn, phá. Tam Kỳ lão nhân quát, khí thế kinh thiên lan tràn, thổi quét không gian xung quanh dao động kịch liệt. Oanh oanh. Thủ ấn biến hóa, không gian trước mặt Tam Kỳ lão nhân hiện ra một động sâu không gian thật lớn, hư không nứt vụn từng khúc. Chớp mắt đem vài cự xà nuốt chừng. Không gian áo nghĩa thật lợi hại, không nghĩ tới còn có linh hồn thể mạnh như vậy, dựa theo quy tắc, người vào vạn thế đối quyết cũng không thể mang theo ngoại lực vào đi. Chân khí quanh thân Âm Phong nhất thời bình ổn, nhìn Tam Kỳ lão nhân nói. Huyền Tuyết Ngưng cũng nhìn Tam Kỳ lão nhân, ánh mắt có chút dao động. Tam Kỳ lão nhân nhìn hai người, nói. Các ngươi muốn đấu thế nào thì tự mình đấu là được, chúng ta đi mặc chúng ta. Nước giếng không phạm nước sông. Nếu đã tới sao lại gấp gáp mà đi, không bằng tương trợ ta bắt nữ nhân này thế nào, tới lúc đó vô số linh dược cùng bảo vật trong không gian này, còn có áo nghĩa linh khí đều tùy tiện cho ngươi lấy. Âm Phong nói, trong mắt nổi lên lục mang quỷ dị. Âm Phong, âm hiểm gian trá, ngươi đặc biệt cắn nuốt linh hồn, ngươi cảm thấy được người khác sẽ tin ngươi sao? Huyền Tuyết Ngưng mang theo vẻ lãnh liệt, nói. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ cách. Linh hồn thể này ngươi không thừa nhận nổi. Âm Phong xoay chuyển ánh mắt, dâm đãng nói. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi đừng vu tội ta có âm hiểm gian trá như ngươi sao, ngươi thừa dịp ta tu luyện tới khẩn yếu quan đầu âm thầm đánh ta trọng thương, phải ra khỏi mật địa vừa vặn 1000 năm, ngươi ghét nhất là nhân loại, ta xem ngươi mới là kẻ muốn giết bọn họ đi. Âm Phong, đồ vật nơi này cần ta cướp lấy sao, ở trước mặt ta, có cái gì là của ngươi? Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng nói. Hừ. Âm Phong dao động, quay đầu nhìn Tam Kỳ lão nhân nói. Ngươi liên thủ với ta, đánh chết nữ nhân này,
ngươi sẽ có chỗ tốt thật lớn, bằng không chỉ cần ngươi ở trong vạn thế liệp tràng cũng không tránh thoát tay nữ nhân này, các ngươi quấy rầy nàng tu luyện, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Tam Kỳ lão nhân nhìn hai người, mái tóc khẽ động, sắc mặt ngưng lại. Kỳ lão, hai người này đều là thiên sinh linh vật sao? Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi. Đúng vậy, cả hai người. Tam Kỳ lão nhân truyền âm. Một lát ngươi cẩn thận một chút, nếu là trước kia ta đối phó bọn hắn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng với trạng thái bây giờ của ta, nhiều nhất đối phó một tên, cũng khó mà bảo vệ ngươi. Ngươi nghĩ kỹ hay chưa? Âm Phong hỏi. Tam Kỳ lão nhân liếc mắt nhìn Âm Phong, lại nhìn Huyền Tuyết Ngưng, nói. Trạng thái hiện tại của ngươi chỉ sợ cũng không đánh thắng được Âm Phong, chúng ta liên thủ, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Huyền Tuyết Ngưng nhìn chằm chằm Tam Kỳ lão nhân, nói. Được, chúng ta liên thủ. Nhân loại đáng chết, biết ngay các ngươi không đáng tin cậy. Nghe lựa chọn của Tam Kỳ lão nhân, sắc mặt Âm Phong trầm xuống, trong mắt hiện ra âm tà hàn ý. Ngươi đã không biết điều, vậy cũng tốt, chờ sau khi ta cắn nuốt ngươi, tin tưởng thực lực của ta có thể tiến một bước. Tin tưởng ngươi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc hay là kẻ mù? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân trầm xuống, trầm giọng nói. Về phần cắn nuốt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu lão tử ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ một cái tát vỗ chết ngươi. Nói thế nào hiện tại ngươi chỉ là một linh hồn thể, cũng không có bổn sự hung hăng càn quấy trước mặt ta. Oanh! Hư không đột nhiên chấn động, hắc vụ nồng đậm bạo tuôn, khí tức âm tà hung ác như gió lốc thổi quét, nháy mắt không gian run rẩy không ngớt. Ông! Khí tức âm tà hung ác lại dũng mãnh tràn vào não hải Lục Lâm Thiên, kim mang lan tràn lập tức ngăn cản khí tức âm tà ở bên ngoài. Khí tức thật khủng khiếp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, nếu không có kim sắc tiểu đao, hắn tuyệt đối khó thể đối kháng, cho dù có tiểu đao bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng thật lớn, chỉ sợ so sánh với huyết thiên đế cũng không kém hơn bao nhiêu. Trước cắn nuốt linh hồn thể ngươi rồi nói sau. Âm Phong quát lạnh một tiếng, hắc phụ khởi động, chảo ấn chào ra. Không gian vặn vẹo, năng lượng khủng bố lập tức bao phủ về hướng Tam Kỳ lão nhân. Chảo ấn bóp nát không gian, chân khí âm tà hung ác ngập trời xen lẫn tiếng vỡ tan răng rắc nháy mắt xuất hiện trước mặt Tam Kỳ lão nhân. Khí tức âm tà của ngươi không có bao nhiêu tác dụng với ta, ngươi tính là vật gì, cho dù lão tử chỉ là linh hồn thể cũng không phải thứ như ngươi có tư cách động vào. Uy áp kinh khủng bao trùm, phong vân khuấy động. Tam Kỳ lão nhân sấn tới một bước. Không gian xung quanh chấn vỡ, chân khí cuồn cuộn mang theo nóng cháy mang theo tốc độ quỷ mị hóa thành trưởng ấn đánh lên chảo ấn. Oanh long! Không gian run lên, năng lượng khủng bố tràn ra, chảo ấn trưởng ấn va chạm, kình phong thổi quét tứ tán. Đặng đặng! Âm Phong cùng Tam Kỳ lão nhân đồng thời thối lui vài bước, chẳng qua Âm Phong còn lui nhiều hơn vài bước mới đứng vững thân hình, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Gì, sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt Âm Phong đại biến. Hừ, tuyên cổ cảnh sơ giai, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh tính cái rắm. Trường bào run lên, chân khí mênh mông cuồn cuộn tràn ra, uy áp bỗng nhiên phóng thích. Uy áp thật mạnh, Âm Phong không thể so sánh. Lục Lâm Thiên đã sớm lui ra sau vài bước, lần đầu tiên nhìn thấy Tam Kỳ lão nhân chính thức ra tay, mặc dù chỉ là linh hồn thể còn không phải trong thời kỳ toàn thịnh, nhưng giai vị uy áp vẫn luôn tồn tại. Nguyên lai người đã tới bước này. Ánh mắt Âm Phong nóng rực, tham lam nói. Thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới người đã tới tình trạng này, còn không phải trong thời kỳ toàn thịnh, nếu cắn nuốt người đối với ta mà nói chỗ tốt thật lớn, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Người đủ tư cách sao? Thân ảnh Tam Kỳ lão nhân đứng thẳng, uy áp nồng đậm lan tràn, phong vân cuồn cuộn, uy thế kinh người. Huyền Tuyết Ngưng, người cũng không có hảo cảm đối với nhân loại. Chúng ta liên thủ đối phó linh hồn thể này, đem hắn giao cho ta, món nợ giữa chúng ta xóa bỏ, mật địa này ta cũng không cần, toàn bộ cho ngươi, thế nào? Âm Phong hỏi. Ngươi căn bản không nên tồn tại trên đời này, tuy rằng ta không thích nhân loại, nhưng lại càng chán ghét ngươi hơn, ta nói rồi, ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Lời vừa dứt, bạch lục quang mang khuếch tán, nương theo chân khí hoang vu lạnh lẽo thổi quét, bàn tay mềm dao động. Một đạo năng lượng giải lụa mang theo uy thế khủng bố nháy mắt xuyên qua không gian, bắn nhanh tới trước người Âm Phong. Thân ảnh Âm Phong chợt biến mất, năng lượng giải lụa xuyên thủng không gian, đánh tan tảng lớn hắc vụ nồng đậm. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?
Khi âm phong xuất hiện đã đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, hắc phụ cuồng bạo khởi động, khí tức âm tà hung ác lan tràn, một đầu hắc sắc cự xà khổng lồ lao ra, uy áp áp bách không gian, lao thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Năng lượng giải lụa lần thứ hai lướt tới, lại như lốc xoáy quấn quanh hắc sắc cự xà, đột nhiên thu lại, gắt gao trói buộc. Suy, cự xà cũng không rằng có bao lâu, tiêu tán. Suy, cự xà tiêu tán, năng lượng quỷ dị bắn ra, nháy mắt tới trước mặt Huyền Tuyết Ngưng. Ân, đột nhiên từ trong cỗ năng lượng quỷ dị kia truyền ra thanh âm rên rỉ dâm L Sigma viết thường ạn. Thanh âm đánh vào linh hồn người khác, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng bị ảnh hưởng. Trước mắt giống như xuất hiện vô số nữ tử diễm lệ ta ẩn ta upsilon ông, trong mắt dâng lên dục hỏa lao thẳng về phía hắn. Ảo ảnh lập tức bị kim sắc tiểu đao chém vỡ, vẻ mặt Lục Lâm Thiên càng thêm ngưng trọng, thực lực âm phong quá mức cường hãn, mình đứng thật xa cũng bị lan tới, thật sự khó thể đối kháng. Huyền Tuyết Ngưng cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh chợt lui, bạch lục quang mang bao phủ đem tàn ảnh đỡ upsilon.ng nát trong hư không. Oanh! Tàn ảnh bị đỡ upsilon.ng nát, lập tức hóa thành tà khí quỷ dị ngập trời. Âm phong, ngươi lại cắn nuốt nghịch thiên tà long. Trong mắt Huyền Tuyết Ngưng động dung. Kiệt kiệt, ngươi đoán đúng rồi. Âm phong cười lạnh nói. Ta thừa dịp tà long đột phá tới lúc khẩn yếu, đã đem hắn cắn nuốt. Tà long trời sinh yêu thích dâm uế, dâm khí chính là khắc tinh của ngươi, nếu không phải vậy ta sao dám tới tìm ngươi. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng cắn nuốt nghịch thiên tà long, hắn cũng không dễ cắn nuốt như vậy. Huyền Tuyết Ngưng lập tức lắc đầu. Kiệt kiệt. Âm phong cười lạnh, trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, tà long đích thật không dễ cắn nuốt, cho dù ta thừa dịp hắn đột phá cũng chỉ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chỉ cắn nuốt được linh hồn phân thân của hắn, bản thể của hắn chạy trốn, nhưng hắn phải trả giá thảm trọng, thực lực đại tổn, tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ đời này cũng khó mà khôi phục. Chờ sau khi ta tìm được hắn sớm hay muộn sẽ bị ta cắn nuốt. Hắn dừng lại một chút, trong mắt lộ vẻ cười dâm uế, nói. Cắn nuốt linh hồn phân thân của hắn cũng đủ đối phó ngươi, hiện tại ngươi cũng như tà long, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, ngươi sớm hay muộn là của ta, tới lúc đó ta sẽ sủng ái ngươi, ta thật muốn biết mùi vị của ngươi rốt cục thế nào, có thể càng thêm mất hồn hay không. Muốn chết, nghe được lời dâm uế xấu xa. Khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng băng xương, bạch lục mang trào ra, chân khí hoang vu thê lương khởi động, bàn tay xoay tròn, tám thân ảnh xinh đẹp giống nhau như đúc xuất hiện, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Chín thân ảnh nhất thời lao ra, mang theo chín đạo chân khí hoang vu lạnh lẽo đánh thẳng về hướng âm phong. Tà long ảnh. Âm phong quát một tiếng, ánh mắt cười lạnh, trong hắc phụ xuất hiện chín hư ảnh long hình. Ngao. Chín hư ảnh rít gào. Mang theo thanh âm dâm L Sigma viết thường án nhất thời dây dưa cùng chín thân ảnh của Huyền Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ bị thanh âm dâm L Sigma viết thường án kia làm ảnh hưởng. Oanh long long. Hai bên liên tục va chạm, trong tích tắc không ngừng giao thủ, phá vỡ thật lớn hư không. Lục Lâm Thiên đứng xa xa, cảm giác mình không đủ thực lực nhúng tay, nếu bị lan tới thật sự khó thể đối kháng. Những thân ảnh liên tục va đập vào nhau. Chín hư ảnh long hình tiêu đạm biến mất, tám thân ảnh Huyền Tuyết Ngưng quay về bản thể, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình không nhịn được bật lui mấy bước. Tới lượt ta, Tam Kỳ lão nhân nháy mắt xuất hiện trước người âm phong, phất tay dựng lên, hư không tụ tập một mảnh mây đen cuồn cuộn quỷ dị, một đạo quyền ấn cực lớn trống rỗng thành hình. Kỳ linh quyền, Tam Kỳ lão nhân hét lớn một tiếng, quyền ấn bạo oanh xuống, không gian đều bị phá hủy. Linh hồn thể ở trước mặt ta không có tư cách hung hăng càn quấy. Âm phong hét lớn một tiếng, chân khí âm tà hung ác khởi động, hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ hung hăng va chạm vào quyền ấn. Oanh! Hai cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, kình phong khủng bố bao trùm, từng phiến hư không liên tục sụp đổ. Cũng không biết phiến không gian này là nơi nào, năng lượng khủng bố đỡ upsilon.ng nhau như vậy vẫn chưa bị phá hủy. Đặng đặng! Tam Kỳ lão nhân cùng âm phong đều bị đẩy lui, nhưng âm phong lui nhiều hơn một chút, nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, sắc mặt vô cùng khó xem. Hắn không ngờ thực lực linh hồn thể này mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, mà linh hồn thể kia lại không bị hắn ảnh hưởng bao nhiêu. Thân hình Tam Kỳ lão nhân liên tục lui ra phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng, bản thân là linh hồn thể cho nên hắn rất rõ ràng, càng kéo dài càng bất lợi với mình, nhất định phải nhanh chóng giải quyết.
Kỳ lão, ngươi thế nào? Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng. Bây giờ còn chưa có gì bất ổn, lần này có lẽ phải liều mạng mới được. Tam kỳ lão nhân truyền âm nói, nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị, ngươi giúp ta bám trụ hắn một lúc là được rồi. Không thành vấn đề. Huyền Tuyết Ngưng khẽ gật đầu, ánh mắt băng sương nhìn Âm Phong. Hừ, ta đối phó linh hồn thể ngươi trước. Hai mắt Âm Phong lóe ra lục mang, chân dẫm hư không, lao về hướng tam kỳ lão nhân, tựa hồ một lòng muốn đối phó hắn, bởi vì biết đối phương là linh hồn thể, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Ngươi vượt qua cửa ải của ta trước đi. Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng quát, chân khí hoang vu lạnh lẽo thi triển tới cực hạn, thân ảnh uyển chuyển ngăn cản trước mặt Âm Phong, bàn tay ngọc biến áo, mang theo thế công xảo quyệt đánh về hướng Âm Phong. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi không nên dây dưa ta, nếu vậy cho ngươi sớm tẩu hỏa nhập ma tốt lắm, ta cảm giác được khí tức của ngươi đã sớm dao động không bình thường, nhìn xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Sắc mặt Âm Phong âm lệ, lao thẳng tới trước, khí tức âm hàn hung ác bạo tuôn, ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian cuồn cuộn trên bầu trời, xen lẫn thanh âm rên rỉ dâm L Sigma viết thường ạn bao trùm Huyền Tuyết Ngưng. Hai người nháy mắt giao thủ với nhau, chân khí khởi động, hư không run rẩy không ngớt. Tam kỳ lão nhân nhanh chóng đánh ra thủ ấn, giữa không trung lặng yên biến sắc. Lục Lâm Thiên đứng thật xa, cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể khẩn trương nhìn cuộc chiến. Huyền Tuyết Ngưng, người sớm muộn là nữ nhân của ta, sẽ ở dưới khố của ta rên rỉ hầu hạ. Âm Phong không ngừng cười to dâm đáng, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ chân khí hoang vu lạnh lẽo kia. 1000 năm trước hắn đã thua bại trong tay nàng, bại thật thảm, nếu không phải lần này có chỗ dựa hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Huyền Tuyết Ngưng. Ngươi còn không có tư cách này. Ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng lãnh liệt như đao, bạch lục quang mang phóng thích chân khí hoang vu lạnh lẽo cuồn cuộn, thậm chí Lục Lâm Thiên phải dựa vào kim sắc tiểu đao bảo hộ mới có thể đứng vững. Không bao lâu nữa ngươi sẽ biết ta có tư cách này hay không. Ánh mắt Âm Phong âm tàn, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Oanh! Quyền ấn nứt toác, khe không gian hiển lộ đánh thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Đồ vô sỉ, nếu không thừa dịp ta đang khẩn yếu quan đầu, người sao lại là đối thủ của ta? Huyền Tuyết Ngưng quát một tiếng, một đạo năng lượng giải lụa bắn ra, hung hăng oanh kích vào quyền ấn khủng bố. Oanh! Năng lượng văng tung tóe, không gian rách nát tả tơi, khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên tái nhợt, khóe môi tràn ra ngụm máu trắng như bạch ngọc. Hắc hắc! Chắc ngươi đã sắp không thể áp chế đi, lúc khẩn yếu quan đầu bị mấy con kiến ảnh hưởng, ngươi không ngờ mình có loại kết quả này đi. Âm Phong cười lạnh một tiếng, hai tay vừa động, mấy đạo hắc sắc giải lụa âm tà ngưng tụ xảo quyết thổi quét về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Suy, Huyền Tuyết Ngưng chân dẫm hư không, khí tức hoang vu lạnh lẽo khởi động, bàn tay chém ra, vài đạo thủ ấn bắn tới, ngăn cản mấy giải lụa âm tà, cả phiến hư không đều bị chấn vỡ. Đặng đặng. Huyền Tuyết Ngưng lại hộc máu, thân hình liên tục thối lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt nổi lên huyết sắc quang mang, chân khí dao động vô cùng bất ổn. Ngươi đã hoàn toàn không áp chế được nữa rồi chứ? Âm Phong cười to, vừa định tiếp tục ra tay. Giao hắn cho ta đi. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh tam kỳ lão nhân xuyên qua không gian đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, trong mắt mang theo cười lạnh, một đạo năng lượng thủ ấn ngưng kết bay ra. Nhìn thấy thủ ấn ngưng kết, ánh mắt Âm Phong chợt run lên. Thủ ấn hóa thành ma bàn, hào quang chói mắt, chung quanh hiện lên quang quyển tối đen, không có chút năng lượng tiết ra ngoài, nhưng vô hình chung làm trong lòng Âm Phong chợt run lên. Đại không kình thiên ấn. Tam kỳ lão nhân khẽ quát, ma bàn bay đi, cắt qua không gian, đón gió mà chướng, nháy mắt bao phủ cả hư không. Đáng chết. Âm Phong hét lớn một tiếng, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ không trung. Hào quang đen như mực bao trùm quanh thân hắn. Chỉ chớp mắt ma bàn đã đi tới trước hắc sắc quang quyển, va chạm tới như vẫn thạch rơi xuống, cả phiến hư không run lên. Phanh! Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C truyền ra, ma bàn nổ tung, cả không gian run rẩy kịch liệt, hư không nứt vụn từng khúc, không gian xung quanh hóa thành hư vô, hủy diệt hết thảy. Năng lượng hủy diệt phóng thích làm Lục Lâm Thiên hết hồn, thậm chí ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng cũng rung động. Uy áp giai vị ngập trời khiến cho nàng cũng bị áp chế. Hư không tối đen khẽ quét lướt qua, hóa thành hư vô, ngay sau đó lập tức khôi phục. Giữa không trung, quanh thân tam kỳ lão nhân hiện ra quang quyển bao phủ, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước.
Ngay lúc này một đạo hắc sắc quang đoàn đột nhiên nhảy ra. Vừa nhìn thấy hắc sắc quang đoàn, Tam Kỳ lão nhân cùng Huyền Tuyết Ngưng đều khẽ biến. Linh hồn thể chết tiệt, người thật sự chọc giận ta. Một tiếng hét lớn truyền ra, hắc sắc quang đoàn nở rộ, mơ hồ xuất hiện một hình dáng thật lớn khổng lồ như ngọn núi, ước chừng phải hơn ngàn thước, tối đen như mực, uốn lượn xoay quanh, chân khí kinh người phóng thích, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Ngao! Đột nhiên từ trong quang đoàn tràn ra khí thế âm tà hung ác ngập trời thổi quét, một tiếng long ngâm rít gào, một đầu cành càng nhảy lên giữa không trung. Đó là một đầu mãnh thú như xà phi xà, như long phi long, bộ dáng dữ tợn uy mãnh, toàn thân đen như mực, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm. Huyền Tuyết Ngưng ngẩng đầu quan sát vật cành càng kia, ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ đang nói chuyện với Tam Kỳ lão nhân. Hình người kia chẳng qua là một nhân loại bị âm phong đoạt xá, thôn thiên tà giao này mới là bản thể chân chính của âm phong, thôn thiên tà giao cùng nghịch thiên tà long là tà vật sản sinh trong không gian này, nghịch thiên tà long do dâm khí, nộ niệm, tham niệm hình thành, mà thôn thiên tà giao là do khí âm tà hung ác ngưng tụ, nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được thân thể thôn thiên tà giao, hai bên tà khí như nhau cho nên một mực cắn nuốt lẫn nhau. Nguyên lai thiên sinh linh vật nơi này thật sự không ít. Lục Lâm Thiên ở xa xa cũng nghe được, trong lòng kinh hãi. Linh hồn thể, ngươi nhất định phải chết. Âm phong lập tức hóa thành một đạo quang trụ tối đen lao về hướng Tam Kỳ lão nhân. Năng lượng âm tà hung hãn đáng sợ tràn ngập, những nơi đi qua hư không hiển lộ khe không gian tối đen, như không gian thông đạo thâm thúy hiển lộ ra trong hư không. Ngươi tiếp tục bám trụ hắn một hồi, cho ta thêm một chút thời gian. Sắc mặt Tam Kỳ lão nhân trở nên vô cùng ngưng trọng, lập tức nói. Được. Huyền Tuyết Ngưng cắn răng, gật nhẹ đầu, thân ảnh bỗng nhiên phóng thích bạch lục mang chói mắt, mái tóc bạc tung bay, chân khí hoang vu lạnh lẽo khuếch tán khắp hư không. Chỉ nháy mắt một đóa hoa tuyệt mỹ hiện lên trong không trung, toàn thân trắng muốt, mang theo vẻ xanh biếc, như một tác phẩm nghệ thuật động lòng người. Đây là bản thể của nàng sao? Lục Lâm Thiên nhìn đóa hoa tương tự hoa lan, phóng thích ra chân khí lạnh lẽo hoang vu, làm cho linh hồn người ta tuyệt vọng hỏng mất. Âm phong, cho dù ta đang đột phá khẩn yếu quan đầu bị ảnh hưởng, người vẫn không thể làm gì ta. Bên trong đóa hoa rung động lòng người truyền ra thanh âm lãnh liệt của Huyền Tuyết Ngưng. Hoa thể hóa thành khổng lồ hơn trăm thước, chân khí lạnh lẽo hoang vu cuồn cuộn ngăn cản trước người thôn thiên tà giao. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi làm cho ta mất đi tính nhẫn nại, rơi vào trong tay ta nhất định khiến cho ngươi muốn sống không được, mỗi ngày bị ta chà đạp. Âm phong rít gào, chân khí âm tà hung ác ầm ầm va chạm cùng chân khí hoang vu lạnh lẽo. Không ngờ là thiên hoang huyền ngọc lan viễn cổ, không nghĩ tới thiên sinh linh vật này thật sự tồn tại. Nhìn thấy bản thể Huyền Tuyết Ngưng, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân kinh ngạc, thủ ấn kết xuất, huỳnh quang không ngừng tràn ngập. Tam Kỳ lão nhân truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta thật sự chuẩn bị liều mạng, bằng không thể thắng được thôn thiên tà giao, nghiệt xúc kia muốn cắn nuốt ta để cao tu vi, nhưng đây cũng là một cơ hội cho ta, nghiệt xúc này so ra còn kém hơn xích linh liệt hỏa, mà ta là linh hồn thể cũng có thể dung hợp hắn, nếu ta có thể thành công thì tốt, nếu thất bại ngươi nghĩ biện pháp trốn. Hư không này đã bị nhiệt xúc kia động tay chân, chỉ sợ khó thể thoát thân, ngươi trốn trong thiên trụ giới có lẽ tránh được một kiếp. Đã có cách rồi sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy mới biết Tam Kỳ lão nhân đã có chủ ý, tựa hồ cũng đang mưu đồ, lúc này cũng có nắm chắc, từng đạo thủ ấn ngưng kết, một luồng chân khí vô hình thẩm thấu khắp hư không. Oanh long long, chân khí va chạm ầm ầm vang rền, Lục Lâm Thiên đứng thật xa nhìn lại, khí thế của Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ hùng hậu hơn. Nhưng không biết vì sao lại không thúc giục được thực lực sẵn có, ngược lại liên tục bị áp chế, chân khí ngày càng suy yếu. Ngao! Âm phong rít gào, vừa đối kháng Huyền Tuyết Ngưng vừa rình rập hành động của Tam Kỳ lão nhân, nhìn thủ ấn biến hóa, hư không rung động khiến hắn cũng ngưng trọng lên, nhất định không thể để cho đối phương có thêm cơ hội lần nữa. Huyền Tuyết Ngưng, vốn định cuối cùng đối phó ngươi, tới lúc đó có thể yên tâm sủng hạnh ngươi, hiện tại chỉ có thể giải quyết ngươi trước tiên. Âm phong hét lớn một tiếng, từ trong miệng lao ra một đạo hắc sắc lưu quang. Ân, a, à. Hắc quang hóa thành một đầu long ảnh, trong miệng vang ra tiếng rên rỉ phệ hồn tận xương, tựa hồ còn có chút tác dụng khắc chế Huyền Tuyết Ngưng. Linh hồn phân thân nghịch thiên tà long. Bên trong đóa hoa truyền ra tiếng hô kinh ngạc của Huyền Tuyết Ngưng. Kiệt kiệt, ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa linh hồn phân thân của tà long, đặc biệt lưu lại một tia đối phó ngươi.
nếu không có chuẩn bị, ta làm sao dám đối phó ngươi. Âm Phong cười lạnh không ngớt. Suy, hư ảnh long hình mang theo tiếng rên rỉ dâm L Sigma viết thường ạn nháy mắt đột phá phòng ngự của Huyền Tuyết Ngưng, lập tức tiến vào trong bản thể của nàng, cùng lúc đó bản thể nàng không ngừng run lên, chân khí rung động không ngớt. Ngao, Âm Phong rít gào, bản thể khổng lồ nhân cơ hội va chạm vào bản thể Huyền Tuyết Ngưng. Oanh, bản thể Huyền Tuyết Ngưng bị đẩy lui, chân khí nhất thời uể oải không ít. Không tốt, phiền toái lớn. Nhìn thấy Huyền Tuyết Ngưng bị đẩy lui, sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng tới cực hạn, nếu nàng không thể ngăn cản Âm Phong, Tam Kỳ lão nhân sẽ gặp phiền toái, thân ảnh Tam Kỳ lão nhân đang liên tục biến hóa, hẳn còn cần một ít thời gian. Linh hồn thể chết tiệt, quấy rầy chuyện tốt của ta, cũng tốt, sau khi cắn nuốt ngươi cũng là nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Âm Phong cuồn cuộn lao tới, bởi vì khí tức linh hồn thể kia làm cho hắn cảm giác nguy hiểm tuyệt đối. Lưu lại cho ta. Hư không nổi lên không gian xung quanh như thời không loạn, trong nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên mang theo khe không gian lan tràn, kéo dài qua hư không nháy mắt hiện ra trước người Âm Phong, không gian xung quanh vặn vẹo, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa tràn ngập, một đạo trưởng ấn phá không bay ra, hướng thẳng về phía Âm Phong. Thập phương vũ trụ ấn. Trưởng ấn hạ xuống, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, không gian nổi lên sóng to gió lớn, đột nhiên xuất hiện cỗ chân khí như hủy diệt. Nơi nơi đi qua đều vặn vẹo sụp đổ. Tiểu tử, có chút thực lực, tu vi đại đạo cảnh trung giai lại có thực lực niết bàn cảnh, ta đã sớm chú ý tới ngươi, những năm gần đây những người tham gia vạn thế đối quyết, thiên phú của ngươi đủ tiến vào trước năm, chỉ tiếc vẫn quá yếu, ta thích nhất là linh hồn người có thiên phú không tệ, mùi vị thật mỹ vị. Âm Phong cười lạnh, cự vĩ va chạm vào trưởng ấn. Oanh! Cự vĩ va chạm, hư không run lên. Thập phương vũ trụ ấn nhất thời bị chấn vỡ. Lục Lâm Thiên tự biết thập phương vũ trụ ấn căn bản không thể đánh thắng Âm Phong, cùng một thời gian thủ ấn ngưng kết, kim, thanh, lam, xích, hoàng năm loại hào quang chói mắt phóng lên cao, vài luồng thiên địa năng lượng cuồn cuộn làm hư không run rẩy, tận sâu trong không gian xuất hiện một lốc xoáy tối đen. Năm loại năng lượng thuộc tính chiếu rọi lên lốc xoáy, ở giữa lại có một hình cong tương liên hắc bạch, hình thành đồ án âm dương hình tròn. Không gian run lên không ngớt. Thời không lao ngục. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, bố trí 32 lần uy lực thời không lao ngục, đồ án âm dương bao phủ, kim quang rạng rỡ, tiêu sát sắc bén, nhất thời đem thân thể khổng lồ của Âm Phong thổi quét bên trong. Thoáng chốc hư không như muốn sụp đổ, sấm sét vang dội, chân khí khủng bố xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, nương theo sau thiên uy hảo hán, cuồn cuộn không ngớt. Đây là thủ đoạn gì? Thiên địa uy áp mênh mông cuồn cuộn, bản thể Âm Phong cũng run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Oanh long! Trong gió dục mây vần, Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, sau lưng nổi lên sấm sét vang dội, bên trong không gian thời không lao ngục kim hệ, một đạo kim sắc thủ ấn phá không giáng xuống. Suy! Hư không nứt vụn từng khúc, vẫn khó thể khôi phục. Có chút bổn sự. Âm Phong phun ra một đạo quang trụ tối đen, nghênh đón kim sắc thủ ấn. Oanh long! Hai cỗ năng lượng va chạm, phá hủy hư không, năng lượng ngập trời khuếch tán. Hô hô! Lực lượng cuồng bạo thổi quét, thân hình Lục Lâm Thiên liên tục lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Bản thể khổng lồ của Âm Phong chỉ khẽ run lên mà thôi. Siêu! Miệng phun máu tươi, từ trong ấn đường Lục Lâm Thiên bay ra một đạo tử kim lưu quang, sát khí thao thiên cùng khí huyết sát âm hàn lan tràn, như gió bão thổi quét khuếch tán. Đại hồn anh lao thẳng tới, vì tranh thủ thời gian cho Tam Kỳ lão nhân, Lục Lâm Thiên chỉ có thể toàn lực dùng hết thủ đoạn bám trụ Âm Phong. Ám ma phân thân bí pháp. Đại hồn anh vừa lướt ra, hào quang hiển lộ, nháy mắt từ khắp bốn phương tám hướng bắn ra phân thân vây quanh. Chỉ thoáng chốc 68 thân ảnh giống đại hồn anh như đúc xuất hiện, ngay lúc này trong hư không hội tụ linh hồn phong bạo thổi quét, linh hồn lực âm hàn huyết sát khuếch tán, sát khí ngập trời. Gì? 68 thân ảnh sát khí ngập trời lướt ra, Âm Phong lại kinh ngạc. Thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống. Trong khoảnh khắc hư không lung lay sắp đổ, chân khí hủy diệt như gió lốc thổi quét khắp cả bầu trời. Hư không một mảnh hỗn loạn, ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng không ngừng lóe lên, chân khí quỷ dị khởi động, như đang giãy giụa gì đó. Khi hư không dần dần khôi phục lại, thân thể Âm Phong vẫn kéo dài qua trong hư không,
bị linh hồn công kích mênh mông cuồn cuộn, không ngờ lại không có việc gì. Ngược lại 67 linh hồn phân thân chợt bay vòng, lập tức quay trở lại bản thể đại hồn anh. Ta cảm giác được, mùi vị rất mỹ vị, rất mỹ vị. Ánh mắt Âm Phong rơi lên người đại hồn anh, thân hình lao thẳng tới trước, mở ra miệng rộng dữ tợn, hấp lực thật lớn hướng đại hồn anh cuốn tới. Đại hồn anh run lên, giống như đã bị uy áp, chân khí của đối phương thật sự vô cùng cường hãn. Hống! Lục Lâm Thiên giống lên một tiếng, thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến, bên trong hổ trường, kim huyết sắc lưu quang tràn ra. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng, một thanh huyết đao xuất hiện trong tay, chân khí tiêu sát sắc bén thổi quét hư không, uy lực không giống áo nghĩa linh khí bình thường có được. Duệ kim hồn đao! Bản thể Lục Lâm Thiên xuất hiện sau lưng đại hồn anh, vung đao chém xuống, kim huyết sắc đao mang mang theo tiêu sát khí bàng bạc ầm ầm lướt qua giữa không trung. Suy, đao mang đi qua, không gian hóa thành cho tàn, chân khí tiêu sát sắc bén thẩm thấu hư không, hóa thành sóng gợn khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, thiên địa đều rung chuyển. Két, một đao bổ lên cự vĩ của Âm Phong, mở ra một khe hở thật lớn, nhưng chưa chặt đứt được, máu đen cuồn cuộn tràn ra. Ngao, Âm Phong rít gào thảm thiết, cự vĩ cuồn cuộn, phá hủy phần lớn hư không, đồng thời hung hăng quất lên người Lục Lâm Thiên. Phốc, Lục Lâm Thiên phun máu tươi, thân hình bay ngược ra sau, liên tục đỡ upsilon.ng nát từng phiến hư không. Dám đả thương ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Âm Phong hét lên giận dữ, thân hình khổng lồ lao về hướng Lục Lâm Thiên. Nhiệt xúc, hiện tại tới lượt ta. Tam kỳ lão nhân trống rỗng xuất hiện, thiên địa năng lượng lặng yên hội tụ, chỉ tích tắc đã nổi lên dao động quỷ dị. Chân khí thật đáng sợ. Âm Phong bỗng nhiên dừng lại, thân hình xoay quanh trên không, ánh mắt biến thành cực kỳ nghi hoặc, có dao động làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Thân hình tam kỳ lão nhân biến thành cực kỳ trong suốt, cực kỳ hư ảo, quang ấn huyền ảo đánh xuống, cả hư không run lên. Trên hư không hiện lên vô số lưu quang, nhìn qua thật giống như lưu tinh vũ. Chỉ thoáng chốc thiên hôn địa ám, trên hư không tinh quang lấp lánh, thiên uy kinh người. Nhìn biến hóa xung quanh, không biết cảm nhận được điều gì, ánh mắt Âm Phong lộ xem ra kinh hãi, lớn tiếng rít gào. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Tam kỳ lão nhân ngạo nghễ đạp không đứng lơ lửng, tuy chân khí uể oải nhưng lại dâng lên xu thế kình thiên không thể ma diệt, khóe môi cười lạnh nói. Lúc trước không thể làm gì xích linh liệt hỏa, nhưng với ngươi thì chưa chắc không được. Nhìn xem rốt cục là ngươi luyện hóa ta, hay ta cuối cùng có thể luyện hóa ngươi. Tam kỳ lão nhân đánh ra thủ ấn cuối cùng. Lấy linh hồn thể của ta làm trận nhãn, bố trí tiểu chu thiên tinh đấu luyện thế trận, muốn phá trận, trừ phi ta chết. Dứt lời, thân hình tam kỳ lão nhân bay hướng thiên không, hư không đều run rẩy, vô số lưu quang phát sáng, ầm ầm tuôn xuống, như lưu tinh vũ. Ngươi là tên điên, ta không thèm cắn nuốt ngươi. Âm Phong thật sự sợ hãi, cấp tốc thối lui, giờ khắc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Chỉ tiếc đã muộn, thân thể to lớn của hắn bị đọng lại giữa không trung, dưới lưu tinh vũ, chân trời xa xa nứt vụn từng khúc, hiển lộ quang quyển tối đen. Lục Lâm Thiên đang cuồng phun máu tươi, tam kỳ lão nhân lại truyền âm. Tiểu tử, ta dùng linh hồn làm trận nhãn bố trí đại trận, nếu không phải ta chết thì nhiệt xúc này vong, ta có 6 thành cơ hội thành công. Nhưng dù vậy thời gian cũng không ngắn ngủi, ta ở trong này hẳn thật an toàn, ngươi không cần lo lắng, kế tiếp ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi, hiện tại ta đưa ngươi rời khỏi đây, tự ngươi cẩn thận, nếu trong 2 đại liên minh muốn ngươi gia nhập môn hạ, tự ngươi có thể lựa chọn, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn ta. Thanh âm tam kỳ lão nhân rơi xuống, không gian trước mặt Lục Lâm Thiên vặn vẹo, khí lưu phun trào. Oanh! Khi Lục Lâm Thiên phục hồi lại tinh thần, thân hình đã rơi xuống đất. Hư không cuồn cuộn xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Đây là nơi nào? Lục Lâm Thiên nhìn quanh bốn phía, nơi này là một bãi cỏ, thiên địa năng lượng nồng đậm, nơi nơi phiêu đãng hương thơm ngát, kỳ hoa dị thảo, xa xa có không ít núi non. Lục Lâm Thiên hiện lại hình người, khóe môi đầm đìa máu tươi, giãy giụa đứng lên, nhìn nơi này thật giống như chốn đảo nguyên. Suy! Đại hồn anh cũng bị bài xuất đi ra, quay về trong bản thể. Đây là nơi nào? Lục Lâm Thiên đứng dậy nhìn xung quanh, không gian nơi đây như mộng như ảo, tựa như tiên cảnh, nơi nơi mây mù lượn lờ, thiên địa năng lượng ngưng tụ thành những áng mây, cơ hồ có thể cắn nuốt hấp thu.
thiên địa năng lượng thật nồng đậm, đây rốt cục là địa phương nào? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, không gian này tựa hồ khác hẳn không gian khu vực Vạn Thế Liệp Tràng. Suy, ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang nghi hoặc, chân khí hoang vu lạnh lẽo giáng xuống, rơi lên người hắn. Oanh! Lục Lâm Thiên vừa giãy giụa định đứng dậy lại bị đập rơi xuống đất. Một đóa hoa khổng lồ hơn trăm thước đặt trên người Lục Lâm Thiên, trong suốt trong sáng, toàn thân như bạch ngọc phiếm xanh biếc, hương thơm ngát vô cùng, tựa như hoa lan, phóng thích ra chân khí hoang vu lạnh lẽo. Nhưng chân khí hoang vu lạnh lẽo kia lại cực kỳ rối loạn, còn mang theo tia nhiệt ý. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng, đóa hoa đã biến thành một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp. Toàn thân nữ tử tản ra mùi hương thơm ngát, dáng người uốn lượn, bóng loáng như ngọc, lại không hề có mảnh vải che thân, là lướt nảy nở, làn da như tuyết, trơn mịn như ngọc. Đôi mắt nàng chậm rãi mở ra, trong ánh mắt linh vận tràn đầy, mơ hồ mang theo tia khác thường. Chân khí hoang vu lạnh lẽo biến thành lửa nóng, khí chất băng xương lại bắt đầu lộ vẻ yêu mị. Cô nương! Lục Lâm Thiên nhất thời sửng sốt, có chút không biết phải làm sao. Soạt! Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lửa nóng, bàn tay xé mạnh trường bào của hắn, lập tức xé rách thành mảnh nhỏ lộ ra thân hình cường tráng. Ta muốn! Môi son khẽ mở, thanh âm như thiên nhiên, thân thể lập tức dán sát vào người Lục Lâm Thiên. Chỉ nháy mắt trong cơ thể Lục Lâm Thiên cũng cuồn cuộn lửa nóng. Cho ta muốn! Thanh âm mờ ảo truyền ra, bạch lục mang nở rộ, gắt gao đem không gian xung quanh bao phủ bên trong, cả hư không vẻ xuân rạt rào, xuân sắc rạt rào. Sáng sớm, trong sơn mạch mở mang, có chút sương mù chưa tán đi, từ xa nhìn lại như mộng như huyễn. Bên trong dãy núi yên tĩnh, xung quanh lục ý mơn mởn. Bên trong một thâm cốc ngoài rừng rậm, ngọn núi liên miên, xung quanh sơn cốc hắc khí lan tràn, không một ngọn cỏ. Một thân ảnh xuất hiện ngoài thâm cốc, chậm rãi đi tới, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh, trên khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa hiện lên vẻ âm trầm. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, đừng để cho ta tìm được cơ hội. Thanh niên tuấn lãng tràn ngập hàn ý, mấy tháng trước nếu không phải hắn chạy nhanh thì hậu quả thê thảm, không nghĩ tới Phi Dương cùng Lưu Vân lại cũng không làm gì được Lục Lâm Thiên. Nhớ tới động tính của Lục Lâm Thiên vô cùng khủng bố, khuôn mặt Hoài Linh Ngọc lại càng oán hận không thôi. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên cường hãn như vậy. Kiệt kiệt, rốt cục có người tới đây, bổn long đang cần chất dinh dưỡng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm âm lệ bỗng nhiên vang vọng, lập tức giữa không trung gió dục mây vần, một mảnh hôn ám, một thanh âm dâm L Sigma viết thường ạn mơ hồ truyền ra. Lục Lâm Thiên cảm giác mình dần dần ngủ say, vốn đã bị thương thế nghiêm trọng, khi hắn vừa khôi phục được một ít ý thức lập tức cảm giác nguyên lực đang cuồn cuộn lưu động trong cơ thể của mình. Ít nhất ngoại thương đã không còn trở ngại, nhưng nội thương cũng có chút nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên cảm nhận được một kích của âm phong cơ hồ phá hủy thân thể của mình, nếu không phải hắn có lực phòng ngự hơn người, chỉ sợ lần này đã chơi xong. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó thật hương diễm. Ý thức Lục Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, lập tức mở hai mắt, ánh mắt nhất thời sửng sốt, một thân hình mềm mại bóng loáng như ngọc đang gắt gao triền lấy thân thể hắn, hai người trần trụi ôm lấy nhau. Lục Lâm Thiên mơ hồ nhớ rõ, trước khi mình mê mang, tựa hồ đã cùng nữ tử này xảy ra triền miên mãnh liệt, loại cảm giác này thật sự không gì sánh nổi. Hình như bị trọng thương. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lập tức cảm giác được chân khí của nữ tử suy yếu vô cùng, xem như đã hôn mê. Nhẹ nhàng rời Huyền Tuyết Ngưng ra khỏi người mình, Lục Lâm Thiên ngồi dậy, áo dài đã bị nàng xé nát rơi vãi trên bãi cỏ, hắn lập tức lấy ra bộ thanh y trong giới chỉ mặc vào người. Sau đó hắn mới đưa mắt nhìn thân thể nằm trên bãi cỏ, đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tới mức làm người không dám khinh nhờn. Trọng thương thật nặng, Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn rơi lên người Huyền Tuyết Ngưng, phát hiện thương thế của nàng thật nghiêm trọng, như có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nàng là thiên sinh linh vật, nhưng tu vi cấp độ tới trình độ này cũng không khác gì nhân loại, với thương thế của nàng, Lục Lâm Thiên thật bó tay hết cách. Nhìn thân thể động lòng người trước mắt. Lục Lâm Thiên rối rắm, không biết nên làm như thế nào. Nếu Huyền Tuyết Ngưng tỉnh lại, với thực lực của nàng muốn giết hắn thật dễ như chơi, hắn căn bản không phải đối thủ. Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ sở dĩ Huyền Tuyết Ngưng muốn ân ái với hắn hẳn là vì âm phong ảnh hưởng, cho nên mới sản sinh hậu quả này, nếu đợi khi nàng tỉnh táo lại sẽ làm thế nào, hắn thật sự không dám cam đoan.
Lục Lâm Thiên thậm chí còn suy nghĩ, với tình huống bây giờ của Huyền Tuyết Ngưng, nếu đem nàng luyện hóa chính là thời cơ tốt nhất. Đủ loại ý tưởng lướt qua trong đầu Lục Lâm Thiên, nhưng tới cuối cùng đều bị hắn phủ định, bất kể là bỏ mặc hay đem nàng luyện hóa hắn cũng không làm được, dù sao hai người từng phát sinh mối quan hệ mất hồn tới như thế. Khẽ cau mày, Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, lập tức lấy ra một bộ thanh y mặc lên người Huyền Tuyết Ngưng. Sau một lát, Lục Lâm Thiên tìm được một thạch thất tinh xảo, sau khi bố trí xong cấm chế, Lục Lâm Thiên ôm Huyền Tuyết Ngưng đi vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong Huyền Đỉnh, nhóm người Thiết Mặc Kỳ đều đang khẩn trương lo lắng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi vào đều thở sâu một hơi, có chút thả lỏng. Đội trưởng, mọi người nhất thời tụ lại, ánh mắt nhìn lên Huyền Tuyết Ngưng đang nằm trong lòng Lục Lâm Thiên. Là nàng, nữ nhân kinh khủng kia. Nhìn thấy chính là Huyền Tuyết Ngưng, mọi người lập tức dừng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng bị trọng thương, nói ra thật dài dòng, sau này hãy nói, Mặc Kỳ, người giúp ta xem tình huống của nàng, nhìn xem có biện pháp nào không. Lục Lâm Thiên nói, cuối cùng nhìn qua Tiết Mặc Kỳ. Tiết Mặc Kỳ đi tới, nhìn thấy Huyền Tuyết Ngưng mặc quần áo của Lục Lâm Thiên, ánh mắt mơ hồ dao động nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, nói. Ta cảm giác thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Ta không sao, ta có thể tự mình khôi phục được, ngươi xem nàng trước. Lục Lâm Thiên nói xong liền đặt Huyền Tuyết Ngưng xuống đất, mọi người nghe vậy cũng tụ tập tới. Tiết Mặc Kỳ kiểm tra xong, ánh mắt khẽ động, nói. Nàng là thiên sinh linh vật, hình như bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đang toàn lực áp chế, tựa hồ không làm được, tình huống không tốt lắm. Lục Lâm Thiên nghe vậy nhướng mày. Huyền Tuyết Ngưng hẳn đã bị tẩu hỏa nhập ma, về sau còn miễn cưỡng ra tay, tình huống càng thêm nghiêm trọng, nếu không âm phong căn bản không làm gì được nàng. Ngươi có biện pháp không? Lục Lâm Thiên hỏi. Hẳn không thành vấn đề, đại phục nguyên áo nghĩa của ta đều hữu dụng đối với hết thảy thương thế, trước kia trong tộc có trưởng lão bị tẩu hỏa nhập ma ta cũng có thể trị liệu được. Tiết Mặc Kỳ nói. Vậy làm phiền ngươi, làm hết sức là được rồi. Lục Lâm Thiên nói. Với thực lực của Tiết Mặc Kỳ muốn cứu chữa cho Huyền Tuyết Ngưng chưa chắc làm được, chỉ có thể cố hết sức. Ân. Tiết Mặc Kỳ gật đầu. Sau một lát, Tiết Mặc Kỳ thi triển đại phục nguyên áo nghĩa, đem Huyền Tuyết Ngưng bao vây trong lục sắc quang quyển. Đa tạ cứu giúp. Hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ lúc này mới đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ôm quyền hành lễ, trên khuôn mặt tuấn lãng vô cùng cảm kích. Chỉ nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hắn có hảo cảm với hai huynh đệ này, vì vậy mới cứu giúp, lúc cứu người hắn còn chưa biết âm phong đã đạt tới cấp độ tuyên cổ cảnh. Nếu sớm biết chưa chắc hắn đã dám nhúng tay. Dặn dò mọi người một tiếng, Lục Lâm Thiên đi tới tầng 7, hiện tại hắn cần có thời gian khôi phục lại. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên lấy ra một đám đan dược linh dược chữa thương nuốt vào, thúc giục âm dương linh võ quyết, toàn thân bao phủ trong kim mang. Trong tầng thứ 2, mọi người cũng bị thương, tận lực khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Bên trong một không gian, trong lục mang quang đoàn sinh cơ bừng bừng, Tiết Mặc Kỳ đặt tay lên lưng Huyền Tuyết Ngưng, thi triển đại phục nguyên áo nghĩa, liên tục truyền vào trong thân thể nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng thêm tia hồng nhuận, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ ngày càng trắng bệch, nhưng nàng vẫn tiếp tục thi triển đại phục nguyên áo nghĩa truyền vào thân thể Huyền Tuyết Ngưng. Hô! Trong tầng thứ 7 đã qua một tháng. Lục Lâm Thiên thu lại thủ ấn, kim mang thu liếm, thở ra một hơi chọc khí, chậm rãi mở mắt, khí tức man hoang thương cổ chợt lóe liền biến mất. Dùng tâm thần quan sát, mọi người đều đang chữa thương, tình huống hiện tại của Thái A còn chưa rõ ràng, Tiết Mặc Kỳ vẫn đang chữa thương cho Huyền Tuyết Ngưng. Ai? Lần này Tam Kỳ lão nhân thúc giục Tiểu Chu Thiên Tinh đấu luyện thế trận vây khốn âm phong, chỉ có 6 thành cơ hội, còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào, điều này làm Lục Lâm Thiên thật lo lắng. Vẫn do thực lực không đủ a. Lục Lâm Thiên thì thào nói tới cùng là do thực lực bản thân không đủ, nếu không cũng không có hậu quả chật vật như vậy. Trong 3000 đại thế giới, Lục Lâm Thiên thật sự cảm nhận được cường giả như mây, trong lòng càng thêm lo lắng cho mẫu đơn cùng Tiểu Long. Bởi vì có huyết khế với Tiểu Long, làm Lục Lâm Thiên cảm giác được Tiểu Long hẳn không xảy ra đại sự gì. Nhưng hắn lo lắng cho mẫu đơn, khi nàng rời khỏi linh võ thế giới, thực lực quá thấp. Mà bản thân lại là thiên sinh linh vật sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ mong là không sao. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau thoáng suy tư,
giới chỉ chợt lóe lưu quang, tượng đá hiện ra trước mặt hắn, phong cách cổ xưa dày nặng, vốn là một đại hán phất tay ra quyền, nhìn thật sống động, lại bình tĩnh như nước, không nhìn ra có gì khác thường. Thật không tin ta không thể phát hiện được bí mật gì. Lục Lâm Thiên cắn răng, cẩn thận kiểm tra tượng đá. Kết quả lần này cũng vậy, Lục Lâm Thiên cẩn thận kiểm tra một lát cũng không có kết quả, điều này làm cho hắn vô cùng bực dọc. Chẳng lẽ phải lấy máu nhận chủ? Lục Lâm Thiên tự hỏi, sau thoáng do dự, nhất thời cắn vỡ ngón tay nhỏ giọt máu lên tượng đá nhưng không có chút phản ứng nào. Lục Lâm Thiên liên tục nhỏ vài giọt máu tươi, kết quả vẫn là như thế, tượng đá vẫn thật bình tĩnh không chút phản ứng. Sau đó Lục Lâm Thiên lại thúc giục đủ loại thuộc tính cùng linh hồn lực thử xem một lần, vẫn không có chút phản ứng. Ngay lúc Lục Lâm Thiên định buông tha, ánh mắt khẽ động, thì thào. Chẳng lẽ bên trong tượng đá có năng lượng gì hay sao? Lục Lâm Thiên cũng không dám hy vọng, thúc giục âm dương linh võ quyết, lực lượng cắn nuốt từ lòng bàn tay trào ra. Suy, trường ấn đẩy ra, bao phủ lên tượng đá, lực lượng hấp xả thật lớn nhất thời rơi lên tượng đá. Oanh, tượng đá nhất thời run lên, hai mắt khởi động lưu quang, khí tức cổ xưa lập tức lan tràn. Cùng một thời gian, lưu quang bắn ra hai mắt, hội tụ cùng nhau, giống như hải đăng mang theo khí tức xa xưa bao phủ Lục Lâm Thiên. Tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, đáy lòng cảm giác mình thật nhỏ bé, như một ngọn núi thật lớn đặt lên lòng hắn, nhịp tim hắn ngừng đập, hơi thở ngừng lại. Tâm thần Lục Lâm Thiên trở nên mơ hồ, nhưng chỉ nháy mắt hết thảy đã khôi phục bình thường, trước mắt lưu quang chợt lóe, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trong một hư không xa lạ, hư không lan tràn khí tức xa xưa, khí tức này còn thương cổ hơn bất cứ khí tức nào hắn đã gặp. Không gian trước mắt chợt dao động, lập tức xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh cực kỳ hư ảo, thậm chí vô cùng mờ ảo, vô cùng gầy gò. Thân ảnh vừa xuất hiện, trong hư không chợt run lên, mà khí tức thân ảnh làm người ta cảm giác cực kỳ thân hòa. Bộ dáng thân ảnh chỉ khoảng 40 tuổi, phiêu giật tiêu sái, tràn đầy vẻ man hoang thương cổ. Có thể gặp được ta ở đây, chứng minh ngươi đã tới đại đạo cảnh, cũng là đệ tử thứ 9 của ta. Thân ảnh mở miệng nói, ánh mắt sáng ngời, lóe ra thần quang. Lục Lâm Thiên nghe vậy chợt run lên, giống như có người cầm búa tạ gõ thẳng một búa vào lòng hắn, ánh mắt lập tức run rẩy, chẳng lẽ thân ảnh kia chính là sư phụ hay sao, nguyên lai lão nhân gia trẻ tuổi như vậy, còn phiêu giật tiêu sái như thế. Sao vậy, chẳng lẽ nhìn thấy bản tôn chỉ biết thất thần hay sao, hay cảm thấy bản tôn không xứng trở thành sư phụ của ngươi? Thân ảnh nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng nói. Đệ tử Lục Lâm Thiên, bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên run lên. Liền cung kính quỳ xuống, liên tục bái 9 lần. Tuy rằng hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này, nhưng nghiêm khắc tính ra ngoại trừ nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, vị này ở cạnh hắn sớm nhất, mình tu luyện âm dương linh võ quyết là tới từ Hỗn Độn Âm Dương Quyết. Đứng lên đi, có thể nhìn thấy ta, ngươi cũng không dễ dàng, yêu cầu của ta, trẻ tuổi đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới, cho dù là trẻ tuổi đỉnh cấp trong toàn bộ cổ tộc cũng khó có tư cách. Ngươi là đệ tử thứ 9 của ta. Cũng là đệ tử nhỏ nhất, 8 sư huynh sư tỷ của ngươi đã sớm có thanh danh hiển hách trong 3.000 đại thế giới, là cường giả hùng cứ một phương, mỗi đệ tử tu luyện một bộ công pháp, mà ngươi tu luyện Hỗn Độn Âm Dương Quyết vốn là chân truyền của ta. Lục Lâm Thiên nghe vậy càng thêm cung kính, vừa định hỏi thăm ai là sư huynh sư tỷ, thân ảnh lại nói tiếp. Ngươi tu luyện Hỗn Độn Âm Dương Quyết mặc dù là chân truyền của ta, kỳ thật chỉ mới được một nửa. Hỗn Độn Âm Dương Quyết là công pháp chỉ dùng thủ mà không tấn công, đây không giống phong cách của ta, chỉ có thể xếp vào trước 5 trong công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới, mà Hỗn Độn Âm Dương Quyết còn nửa bộ sau, hai bên bổ trợ cho nhau, phối hợp nửa bộ sau đủ làm cho Hỗn Độn Âm Dương Quyết xếp vào trước 3 trong 3.000 đại thế giới, mà tên của nó là Bát Hoang Thiên Địa Quyết. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, Hỗn Độn Âm Dương Quyết vẫn còn nửa bộ. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nghe tên đã cảm thấy bá đạo siêu tuyệt. Bát Hoang Thiên Địa Quyết cần Hỗn Độn Âm Dương Quyết mới có thể sử dụng, uy lực bá đạo vô cùng, lấy Hỗn Độn Âm Dương Quyết cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng cho mình dùng, thi triển tới tận cùng đủ cắn nuốt vô số thế giới lực, hủy thiên diệt địa cũng không gì lạ. Thân ảnh gầy gò nói, Bát Hoang Thiên Địa Quyết rất khó thúc dục, tới cấp độ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong mới có thể thúc dục cũng đã là kỳ tích. Thể chất càng mạnh có thể cất chứa càng nhiều thiên địa năng lượng, uy lực càng lớn, nếu bản thân không thể thừa nhận thì không được thi triển, lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa,
lĩnh ngộ áo nghĩa càng mạnh, cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng sẽ càng nhiều, uy lực cũng càng lớn, hiện tại ta đem đệ nhất quyết của nửa bộ sau truyền cho ngươi. Dứt lời, thân ảnh lập tức biến hóa thủ ấn giống như tượng đá bên ngoài như đúc, lập tức quanh thân nổi lên hỗn độn âm dương quyết dao động, trong hư không tràn ra chân khí cổ xưa, dần dần bị kéo đi. Chỉ nháy mắt cả hư không đột nhiên run lên, không gian nở rộ hào quang chói mắt, run rẩy như sắp bị cắn nuốt, Lục Lâm Thiên có cảm giác như thân bất do kỷ, nguyên lực như sắp tràn ra ngoài. Trong nháy mắt cả hư không vặn vẹo tương liên cùng thân ảnh phiêu giật kia. Oanh long long, hư không rung chuyển không ngớt, uy lực vô cùng vô tận thẩm thấu tràn vào, vào thời khắc này thân ảnh dẫm trong hư không, vẻ phiêu giật tiêu sái đã biến mất, khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, thế trùm thiên địa, bá đạo vô cùng. Bát hoang thiên địa quyết, nhất quyết thôn thiên thế, một quyền trấn bát hoang. Thân ảnh hét lớn một tiếng, như tiếng sấm vang vọng, cả hư không rung chuyển vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuyên thủng tràn ra, quyền ấn hiển lộ một động sâu tối đen thật lớn, vô số khe không gian xuất hiện trên bầu trời. Quyền ấn lướt ra, lập tức thổi quét về hướng Lục Lâm Thiên, linh hồn hắn run lên, cảm giác muốn phủ phục, khí tức như diệt thế, làm không người nào có thể sản sinh phản kháng. Oanh long long, quyền ấn đập lên người Lục Lâm Thiên đang ngây dại, đúng lúc này quyền ấn tiêu tán, không gian nứt vụn, một đạo lưu quang xuyên nhập vào trong ấn đường Lục Lâm Thiên. Đồ nhi, nhớ kỹ danh hào bản tôn, bát hoang thánh tôn, đế bá thiên. Một thanh âm vang vọng trong não hải Lục Lâm Thiên, tin tức hiện ra trong đầu hắn, chính là cách tu luyện đệ nhất quyết. Lục Lâm Thiên lập tức nhắm mắt đắm chìm bên trong, quanh thân bao phủ trong hào quang chói mắt. Tiến nhập cảnh giới huyền diệu vong ngã. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầng thứ hai thiên trụ giới, không biết đã qua bao lâu, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng hồng nhuận không ít, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ trắng bệch như cho tàn, lục mang cuồn cuộn bị Huyền Tuyết Ngưng vô tình cắn nuốt. Không tốt! Sắc mặt Tiết Mặc Kỳ đại biến, không nghĩ tới lại phát sinh tình huống này, muốn bước ra cũng không làm được, cỗ tà khí của đối phương lao vào trong cơ thể của nàng, khiến nàng bị ảnh hưởng thật lớn. Lúc này Lục Lâm Thiên đang đắm chìm trong lĩnh ngộ, cũng không biết bao lâu khi tia lục mang cuối cùng bị cắn nuốt sạch sẽ, Tiết Mặc Kỳ phun ra máu tươi. Phốc! Tiết Mặc Kỳ phun máu tươi, thân hình suy yếu té xuống đất, nhắm nghiền đôi mắt, đã dần dần mất đi chi giác. Suy! Nhưng đúng ngay lúc này, Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên mở mắt, chân khí hoang dã lạnh lẽo bắt đầu khởi động, lập tức quay đầu nhìn Tiết Mặc Kỳ, nói. Không nghĩ tới ngươi còn loại bổn sự này. Ta thiếu ngươi một phần nhân tình, vậy giúp ngươi một lần đi, có được bao nhiêu ưu đãi phải xem cơ duyên của ngươi. Quanh thân Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên phóng thích bạch lục mang, hóa thành bản thể khổng lồ hơn trăm thước, hương thơm tràn ngập, từng cánh hoa khép lại, thân ảnh Tiết Mặc Kỳ hiện ra trong đóa hoa. Oanh! Chân khí hoang vu lạnh lẽo khởi động, không gian run lên, bạch lục mang vặn vẹo không gian, chân khí hoang vu lạnh lẽo lan tràn, làm cho người ta không dám tới gần. Trong thiên địa, núi non liên miên, trong dãy núi có vài thân ảnh vội vàng đi nhanh, lập tức xuất hiện trong núi sâu, vài thân ảnh hạ xuống, tuổi tác không lớn, nam tuấn lãng nữ thoát tục phi phàm. Là bốn thân ảnh, hai nam hai nữ, đi đầu là một thiếu niên trường bào, khóe môi hiện ý cười, chính là Lục Kinh Vân, mà bên cạnh còn có một thanh niên tuấn lãng, khóe môi mang theo tà khí, chính là lão bát Lục Gia Lục Tượng. Hai nữ tử thoát tục phi phàm, chính là Bối Nhi cùng lão cửu Lục Xảo. Bốn người một đường uể oải, có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng trong ánh mắt cũng không có vẻ kích động. Lão đại, bọn hắn đuổi theo tới. Ánh mắt Lục Xảo mở to, khuôn mặt trong suốt đáng yêu như búp bê, bộ trang phục trên người lộ ra vài phần nóng bỏng cùng ngỗ ngược. Tốc độ của bọn hắn chậm hơn tưởng tượng không ít, tới đây đi. Khóe môi Lục Kinh Vân lộ ý cười, lập tức nói. Đợi một lát động thủ nên cẩn thận một chút. Chỉ đám người kia có gì mà lo lắng, vừa lúc cắn nuốt, 3000 đại thế giới cường giả rất nhiều, chúng ta cần cố gắng tăng cường thực lực mới được. Lục Xảo nóng bỏng ngỗ ngược, lại kế thừa được tính dứt khoát của Lam Linh. Chúng ta không thể dễ dàng bại lộ mình tu luyện hỗn độn âm dương quyết, cho nên nhất định phải dẫn dụ bọn hắn tới mới được. Lục Tượng lộ vẻ mong chờ nói. Tới rồi. Lục Kinh Vân ngẩng đầu. Siêu siêu. Mười mấy thân ảnh xuất hiện. Từng luồng chân khí bàng bạc khởi động, đi đầu là vài ngộ chân cảnh, ánh mắt tham lam rơi lên người Bối Nhi cùng Lục Xảo. Các ngươi chạy không thoát đâu, xem các ngươi còn chạy được bao xa. Hơn 10 người bay tới,
ăn ý 10 phần vây quanh 4 người Lục Khinh Vân. Động thủ. Lục Khinh Vân khẽ quát một tiếng, đột nhiên dậm mạnh một cước, thân ảnh phóng lên cao, toàn thân tràn ngập kim mang, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Siêu siêu. Ba người Lục Tượng cười lạnh, ba thân ảnh đồng loạt bay ra. Bắt giữ hai nữ, hai nam giết không tha. Một lão giả đầu lĩnh 50 tuổi hét lớn, nguyên lực hỏa hệ tràn ra, ngưng tụ thành chảo ấn nóng cháy, hướng Lục Khinh Vân áp tới, chảo ấn xé rách không gian. Ngộ chân cảnh cao giai, ở trước mặt ta không có tư cách hung hăng càn quấy, thật nghĩ sợ các ngươi hay sao? Lục Khinh Vân quát một tiếng, trong mắt bắn ra kim quang, tích tắc một đạo quyền ấn bao phủ kim mang đánh ra, cả không gian đều run rẩy. Oanh! Một chảo một quyền va chạm, kim mang phóng thích, phá nát hư không, tiêu sát khí xâm nhập vào lòng bàn tay lão giả. Răng rắc, tay phải lão giả bị đỡ upsilon.ng nát, tiếng hét thảm còn chưa truyền ra thì thân ảnh đã bị hạ cấm chế. Phốc, phanh phanh phanh, vài thân ảnh bị đập xuống đất, máu tươi phun ra, đất rung núi chuyển. Cô, một màn này làm những người còn lại không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai thực lực bốn người này cường hãn như thế, ban đầu còn giả vờ thua bại mà chạy. Nguyên lai trúng kế, bốn người này cố ý dẫn dụ họ tới đây. Chạy mau, mau. Sắc mặt bọn họ kinh hãi đại biến, làm sao còn dám dừng lại, nhất thời cấp tốc bỏ chạy. Nếu tới đây, toàn bộ lưu lại cho ta, một tên cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lục xảo quát một tiếng, trong mắt lóe ra lục quang, nhất thời phong bạo lục mang thổi quét, đem cả phiến không gian bao phủ, mười mấy thân ảnh lập tức bị trói buộc bên trong. Suy suy. Lục Khinh Vân cùng Lục Tượng nháy mắt hiện thân, thân ảnh xuyên qua không gian xung quanh, khóe môi hiện lên lạnh ý. Hiu hiu. Trong tay hai người tràn ra lục sắc lưu quang, hóa thành hơn 10 mũi tên xuyên thủng không gian, dễ dàng giam cầm hơn 10 người, thân hình họ lập tức nện xuống đất. Sau một lát, bên trong một sơn động bí mật, hơn 10 thân ảnh bị cấm chế vẻ mặt sợ hãi, quan sát bốn thanh niên nam nữ trước mắt. Cũng không biết nhị tỷ, tam tỷ, tứ ca. Còn có đại bá cùng tam cô thế nào? Lục xảo lộ vẻ lo lắng nói. Chúng ta thất lạc trong khe hẹp thế giới, chúng ta không có việc gì, họ cũng sẽ không sao, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được họ, cũng phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Lục Khinh Vân nói. Không biết cha cùng Long Thúc, gì mẫu đơn ra sao, nếu tìm được họ thì được rồi. Lục Tượng nói. Nghe lời Lục Tượng, ánh mắt Lục Khinh Vân cùng Lục xảo đều khẽ động. Lục Khinh Vân nhìn hơn 10 người bị cấm cố, nói. Chúng ta trước tăng cường thực lực, có đủ thực lực mới có thể tìm được cha cùng lão nhị lão tam bọn họ. Dứt lời, trong tay Lục Khinh Vân bắn ra nguyên lực, hình thành lốc xoáy nguyên lực bao phủ thiên linh cái lão giả ngộ chân cảnh, mà lão giả kia không chút sức phản kháng. A! À, sau một lát lão giả kêu lên thảm thiết, cự lực cắn nuốt truyền xuống, hắn có thể cảm giác được nguyên lực cùng hồn anh của mình đang bị hấp thu. Cùng lúc đó Lục Tượng cùng Lục xảo đều hành động, lập tức trong sơn động truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Siêu. Giữa không trung, một thân ảnh hóa thành cầu vồng lướt qua không trung, tốc độ nhanh như chớp biến mất, một lát sau thân ảnh xuất hiện trong một mảnh núi non. Tiểu A đầu, người không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn đứng lại cho ta, bằng không lão thân không khách khí. Một thanh âm nữ nhân già nua truyền tới. Suy. Thân ảnh cầu vồng dừng lại giữa không trung, lộ ra một thân ảnh uyển chuyển, trên người mặc một bộ váy dài màu trắng mộc mạc, lại có vẻ tươi mát tao nhã, tùy ý nhưng không mất thanh lịch, cao quý còn hồn nhiên thiên thành lẫn mị hoặc, hiện giờ nàng đang thở hồng hộc, tựa hồ đã tiêu hao rất nhiều. Người rốt cục muốn thế nào, người đuổi theo ta ba ngày đêm, người không phiền nhưng ta thì mệt mỏi rồi. Nữ tử nhìn thật trẻ tuổi, chỉ khoảng 18-19, trong mắt hiện tia dị sắc, liếc mắt nhìn xung quanh. Tiểu A đầu, đừng nghĩ chạy thoát, người căn bản là trốn không thoát. Không gian dao động, một thân ảnh già nua xuất hiện, vài lần lắc mình đã đi tới trước mặt nữ tử. Thân ảnh già nua lại có ánh mắt trong suốt, khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi mỹ mạo, thậm chí khuôn mặt lại không có nếp nhăn, trên người mặc quần áo màu trắng, khí chất hồn nhiên thiên thành. Đôi mắt nữ tử thoáng dao động, lập tức lộ ra nụ cười giảo hoạt nói. Vị tiền bối này, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, vì sao ngươi theo đuổi ta không bỏ a? Đây là Lục gia lão thất Lục Doanh, sau khi thất lạc với huynh đệ tỉ muội trong khe hẹp không gian, nàng đi tới thế giới xa lạ này.
Về sau nàng đánh chết một người có ý đồ bất chính với mình, lão phụ nhân lại vô duyên cớ theo đuổi nàng, liên tục đuổi theo suốt 3 ngày đêm cũng không ngại mệt, rõ ràng thực lực mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không xuất toàn lực, chỉ đi theo sau nàng. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cục đến từ địa phương nào, là ai? Lão phụ nhân nhìn Lục Doanh, nói. Tu vi ngộ chân cảnh trung giai, thực lực cũng rất mạnh, chân khí trên người không đơn giản, tu luyện nhiều áo nghĩa. Lục Doanh biết mình trốn không thoát, vì vậy cũng không chạy, tựa hồ nhìn ra lão phụ nhân cũng không có ác ý, bằng không cũng không truy theo nàng 3 ngày đêm, bèn nói. Tiền bối, ta đã nói qua, ta gọi là Lục Doanh, đến từ thế giới thổ dân, nói ngươi cũng không biết. Ta đầu ngươi cũng biết thận trọng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao, trên người ngươi rõ ràng có một nửa huyết mạch cổ tộc, còn có một nửa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, thế giới thổ dân sao có được. Lão phụ nhân nói tiếp. Lão thân đã mấy ngàn vạn năm không xuất thế, nhưng chỉ bằng A đầu chưa ráo máu đầu như ngươi muốn lừa gạt lão thân hay sao? Lục Doanh nghe vậy kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết ta có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, còn có huyết mạch cổ tộc là gì? Huyết mạch cửu vĩ thiên hồ của ngươi rõ ràng cực cao, còn rất tinh thuần, ngươi có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ tự nhiên không chạy thoát sự thăm dò của ta. Lão phụ nhân khẽ cười, tay áo phất qua, chân khí nhất thời lan tràn. Khí tức tràn qua, sắc mặt Lục Doanh đại biến, biến thành đỏ đậm, huyết mạch sôi trào, ánh mắt nhìn phụ nhân vô cùng giật mình. Lão phụ nhân thu liếm, lộ vẻ hiền lành cười nói. Tiểu A đầu, hiện tại biết vì sao ta biết ngươi có một nửa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ rồi chứ? Lục Doanh bái kiến tiền bối. Lục Doanh cung kính hành lễ. Cũng tốt, gặp ngươi cũng là duyên phận, khó trách gần đây tâm thần ta không yên, luôn cảm giác có chuyện cần phát sinh. Lúc này phá quan đi ra ngoài một chút, nguyên lai là vì A đầu ngươi. Lão phụ nhân tràn đầy ý cười nói. Ta cũng không quản ngươi từ đâu tới, có lẽ ta cũng biết chút lai lịch của ngươi, hiện tại theo ta trở về đi. Tiền bối, ta không thể cùng ngươi trở về, ta thất lạc huynh đệ tỉ muội trong khe hẹp không gian, ta còn muốn tìm bọn họ. Lục Doanh nói. Lấy lực lượng một mình ngươi cùng thực lực sao tìm được người trong 3000 đại thế giới. Theo ta trở về tiếp tục nghĩ biện pháp đi. Lão phụ nhân mỉm cười nói. Như vậy đi, người bái ta làm sư phụ, trở thành đệ tử của ta, ta sẽ giúp người tìm bọn họ thế nào. Đệ tử Lục Doanh bái kiến sư phụ. Lục Doanh nghe vậy liền cung kính quỳ xuống dập đầu. Hài tử dễ dạy, với huyết mạch cùng thiên phú của A đầu ngươi, không bao lâu là có thể trở thành đỉnh cấp trong giới trẻ tuổi, chúng ta về đi thôi. Lão phụ nhân mỉm cười, tay áo phất qua. Không gian vặn vẹo, thân ảnh hai người liền biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Vạn cổ thế giới, vô minh thế giới đều đã rơi vào trong tay Phi Linh Môn, phó hành trưởng Phi Linh Thương Hành Âm Quỷ đã lấy được ghế hộ pháp trong Vạn Thiên Liên Minh, xem như chiếm cứ nhỏ nhoi. Về phần Phi Linh Thương Hành, hiện tại đã phát triển làm không ít thương hành sợ hãi, trong thời gian ngắn Phi Linh Thương Hành quật khởi phát triển, khống chế vô minh tiểu thế giới. Nghe nói trong vô sắc trung thiên thế giới cũng có không ít thương hành đều mang dấu vết của Phi Linh Thương Hành, mà tới thời điểm này mọi người mới biết được Phi Hổ Chiến Hạm cùng tòa giá khôi lỗi thiểm điện là xuất thân từ Phi Linh Thương Hành. Hiện tại trưởng môn Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên chính là nhân vật mà các thế lực lớn trong vô sắc thế giới đang mượn sức, còn đi vào trong vạn thế liệp tràng, một khi có thể bái tướng Phong Hoàng, tới lúc đó không còn ai trêu chọc được nổi. Cho nên trơ mắt nhìn Phi Linh Thương Hành phát triển lớn mạnh. Các đại thương hành cũng bó tay hết cách, không dám ngăn cản. Trong vô sắc thế giới, trên quảng trường, trong một năm nay phồn vinh còn hơn ngày thường, giữa quảng trường dựng đứng một khối ngọc bích khổng lồ. Khối ngọc bích khổng lồ cao hơn 100 thước, dài vài 100 thước, lưu quang dao động, có vô số quang mang không ngừng chớp nháy. Mới một năm thời gian đã có 1000 người bị đánh chết, chỉ sợ đầu hàng càng nhiều đi. Mới một năm thời gian. Ở lại bên trong vạn thế liệp tràng tổng cộng khoảng 3 năm thời gian, còn lại 2 năm khẳng định chết càng nhiều. 10 người của vô sắc thế giới chúng ta vẫn bình yên vô sự, cũng không biết có đầu hàng hay không. Hy vọng lần này người vô sắc thế giới có thể bước lên phong thần đài. Trên quảng trường, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào điểm sáng trên ngọc bích, tụ năm tụ ba nghị luận, mà những điểm sáng kia đại biểu cho những người tiến vào vạn thế liệp tràng, điểm sáng biến mất chứng minh người đã chết. Đông đảo ánh mắt nhìn lên 10 đạo lưu quang trên ngọc bích, 10 đạo lưu quang cũng đại biểu 10 người của vô sắc thế giới. Một năm,
Theo ngày trước mà nói một năm thời gian chỉ còn lại một hai người, lần này cả 10 người đều bình yên vô sự, như vậy lần này vô sắc thế giới có thể xuất hiện kết quả không thể tưởng được. Trên một lầu các quanh quảng trường, vài thân ảnh nhìn lưu quang lóe ra trên ngọc bích, ánh mắt lo lắng, Hoàng Thiên Tứ khoanh tay đứng thẳng, nói. Mỗi một lần vạn thế đối quyết, những người có thiên phú bất phàm rơi xuống không biết bao nhiêu, đó đều là người trẻ tuổi thiên phú tốt nhất ha. Hoàng Thiên Tứ, người lo lắng Hoàng Sa sao? Tiết Hưng Quốc nhìn Ngọc Bích, ánh mắt cũng lo lắng nói. Thiên phú thì bất phàm, nhưng so sánh với người hỗn độn thế giới thì tính cái gì? Hoàng Thiên Tứ thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nói. Ngươi không phải cũng lo lắng cho nữ nhi của ngươi sao, ta thậm chí cũng không muốn cho Hoàng Sa tiến vào vạn thế liệp tràng, ở trong đó cạnh tranh quá mức kịch liệt. Tử Viêm ngẩng đầu, than nhẹ một tiếng, đi tới vài bước nói. Đây là con đường bọn họ nhất định phải đi qua, chúng ta không phải cổ tộc, cho nên họ muốn trở thành cường giả chân chính nhất định phải dốc sức của mình, đi tôi luyện, vì gia tộc của mình, họ nhất định phải gánh vác trách nhiệm, đời đời đều là như thế, họ nhất định phải thừa nhận. Mọi người nghe vậy, ánh mắt dao động, nhưng không ai nói tiếng nào, chỉ có Kỳ Phong Thương Hành Viễn Khôi dao động, không biết trong lòng đang nghĩ gì, thì thào nói. Chẳng lẽ còn chưa động thủ sao? Tầng thứ 7 thiên trụ giới, không gian gió dục mây vần, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi, thiên địa năng lượng khủng bố hội tụ thành lốc xoáy năng lượng cuồn cuộn sôi trào. Trong đầu Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ đệ nhất quyết do sư phụ lưu lại, trong cơ thể vô ý thức thúc dục hỗn độn âm dương quyết tu luyện. Chẳng qua ở trong không gian giống như chốn đảo nguyên này, thiên địa năng lượng nồng đậm đã tới mức gần như thực chất. Giờ phút này khí tức trên người Lục Lâm Thiên thẳng tắp kéo lên, bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong tầng thứ 2 thiên trụ giới, thiên địa năng lượng dũng mãnh tràn vào, làm tốc độ tu luyện càng gia tăng, trong lĩnh ngộ cũng đạt được chỗ tốt thật lớn. Phanh! Đột nhiên chân khí Lục Lâm Thiên đã tăng lên tới đỉnh, đột nhiên ngừng lại. Lại một thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, một đạo cổ bình vô hình lập tức giải khai. Ngay lúc này từ đại đạo cảnh trung giai lập tức tiến lên cao giai, thiên địa năng lượng bàng bạc tràn vào, chân khí kéo lên như trẻ tre. Gì? Giờ khắc này thiên địa năng lượng đột nhiên dừng lại, dần dần bình ổn, sau đó yên tĩnh trở lại, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, chợt mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, xuyên thủng hư không, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc. Làm sao lại đột phá? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, trong bất chi bất giác hắn đã đột phá đại đạo cảnh cao giai, hoàn toàn làm cho hắn ngạc nhiên, khuôn mặt lộ ý cười, thoáng rung động nói. Nguyên lai đã qua 40 năm, không nghĩ tới lần này lĩnh ngộ thời gian dài như vậy. Đây là lực lượng đại đạo cảnh cao giai sao? Hắn lập tức cảm giác biến hóa trong cơ thể, khóe miệng giạt rào ý cười. Hắn phỏng chừng với thực lực bây giờ của mình dù đối chiến với Niết Bàn cảnh trung giai cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn đã sớm đánh chết được Niết Bàn cảnh sơ giai. Kim sắc tiểu đao. Lại đột phá, linh hồn lực tiến bộ không ít, Lục Lâm Thiên có ý thử xem có thể lay động tiểu đao hay không, nhưng kết quả vẫn như cũ làm cho hắn có chút bị đả kích, hắn vẫn không cách nào sử dụng được tiểu đao. Thiên địa năng lượng thật nồng đậm, địa phương này thật đẹp. Vài giờ sau, trong không gian giống như thế ngoại đào viên, trên một ngọn núi nguy nga, mọi người phát ra lời cảm thán tự đáy lòng, cảnh sắc chung quanh quá mức rung động. Cả không gian mở mang, núi non liên miên, dãy núi chập trùng xanh thẳm, vách núi dốc đứng, sông ngòi mênh mông, không gian mây mù lượn lờ, nơi nơi đều là kỳ hoa dị thảo, vô số linh dược tràn đầy. Trong không gian này còn có một tia linh tính khác với bên ngoài, làm người ta vui vẻ thoải mái, thật sự như tiên cảnh chân chính. Lục Lâm Thiên nhìn quanh bốn phía, trong lòng có chút cảm thán, trong vạn thế liệp tràng còn có không gian như vậy, mọi người muốn tìm lối đi ra ngoài nhưng cũng bị tiên cảnh này làm chấn động. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên ở lại tầng thứ 7 tu luyện 40 năm, mà mọi người lưu lại tầng thứ 2 tu luyện cũng đã 15 năm thời gian. Sau khi Lục Lâm Thiên đi tới tầng thứ 2 mới biết được Kim Viên lại đột phá. Từ đại đạo cảnh sơ giai lên tới trung giai, làm cho Hoàng Sa, Tử Viêm, Tôn Tiểu Nhã vô cùng khiếp sợ, họ cũng biết Kim Viên vừa đột phá trong Chấn Thế Tháp. Trong 15 năm này, Hoàng Sa cùng Tử Viêm đã đạt tới đại đạo cảnh cao giai, cũng đã sắp tới đỉnh phong. Trong 15 năm này, ngoại trừ Kim Viên, Quỷ Oa từ đại đạo cảnh trung giai đột phá cao giai, Bạch Lang cũng có dấu hiệu cần đột phá, thậm chí Tôn Tiểu Nhã cũng tiến bộ thật lớn.
Làm cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ, cả hai đã sớm đạt tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Mặc dù trong 15 năm cả hai không đột phá, nhưng từ khí tức của họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được dao động khác thường, có lẽ đã sắp đạt tới niết bàn cảnh, thậm chí là gần trong gang tấc. Trò chuyện với hai huynh đệ mới biết họ tới từ Thú Uy Trung Thiên thế giới, nghiêm khắc mà nói thế giới này mạnh hơn Vô Sắc thế giới không ít, hai huynh đệ cũng là người nổi bật, gia tộc của họ thuộc thế lực Chiến Thiên Liên Minh. Lục Lâm Thiên kiểm tra cho Thái A một phen, qua thời gian lâu như vậy nhưng trên người hắn vẫn không có bất kỳ dao động, giống như một người đần độn si ngốc. Nhưng Lục Lâm Thiên có thể nhìn ra, không gian linh hồn của hắn dao động mạnh hơn không ít, là chuyện tốt hay xấu tạm thời cũng không biết chính xác. Đồng dạng Lục Lâm Thiên cũng không nhìn thấy Tiết Mặc Kỳ ở trong tầng thứ hai. Sau khi tìm qua một lần, Lục Lâm Thiên suy đoán chuyện này có quan hệ với Huyền Tuyết Ngưng, không biết từ khi nào nàng đã khôi phục lại bản thể khổng lồ. Nhưng không gian nơi kia tràn ngập chân khí hoang vu lạnh lẽo làm người ta không thể tới gần, cho dù thiên trụ giới thuộc về Lục Lâm Thiên nhưng chính hắn cũng không tới được. Lâm Thiên huynh đệ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Kim Viên nhìn quanh hỏi. Trước tìm lối ra khỏi không gian này, chúng ta cũng không thể bị nhốt mãi nơi này. Lục Lâm Thiên lo lắng nói, hắn cũng đã tìm qua nhưng không tìm được cửa ra vào. Bất quá trong lòng hắn cũng được an ủi, trên người hắn có không ít phong thần thạch, trong không gian đối phó âm phong, nơi đó rơi xuống hơn 100 người, toàn bộ phong thần thạch cũng rơi rụng bên trong. Lục Lâm Thiên nhân cơ hội thu hết vào trong giới chỉ, mỗi người 20 khối, vẫn còn thiếu không ít. Siêu siêu. Mọi người nghe vậy vội vàng đi tìm lối ra ngoài. Núi non sừng sững, dãy núi trùng điệp, vực thẳm sâu hút, mọi người tìm kiếm suốt 2 ngày cũng không tìm được lối ra, nơi này giống như một không gian cách biệt, hoàn toàn bị khép kín. Siêu. Thân ảnh Hoàng Sa cấp tốc bay nhanh tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nói. Đội trưởng, Tử Viêm đã phát hiện một địa phương đặc thù, không dám tùy tiện đi vào, người tới nhìn xem đi. Đi. Mọi người lập tức lao nhanh. Sau một lát, trước một dãy núi liên miên phập phồng, một ngọn núi đột ngột mọc lên, trên núi cây cối rậm rạp, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, đem cả ngọn núi bao phủ cực kỳ lóa mắt. Tử Viêm nhìn thấy mọi người đã tới, chỉ vào khe sâu có năng lượng dao động dị thường bên dưới nói. Đội trưởng, ta đã phát hiện địa phương quỷ dị này, cảm giác có chút đặc biệt, tâm thần không thể xâm nhập vào, không biết sâu bao nhiêu, cho nên không dám tùy tiện đi vào. Linh hồn lực của Lục Lâm Thiên hóa thành tia năng lượng xâm nhập vào bên trong, nơi này thiên địa năng lượng dị thường nồng đậm, thậm chí còn nồng nặc hơn cả chốn đảo nguyên này không ít. Khe sâu không thấy đáy, linh hồn lực đi xuống cũng không biết bao sâu, năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động, làm tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, lập tức thu hồi linh hồn lực. Nơi đây không đơn giản, mọi người cẩn thận một chút theo ta đi vào. Thanh linh khải giáp. Vì phòng ngừa vạn nhất. Lục Lâm Thiên khởi động thanh linh khải giáp mới đi vào trong khe sâu. Mọi người nhìn thấy Lục Lâm Thiên cẩn thận chuẩn bị, đều bố trí thủ đoạn phòng ngự sau đó đi theo vào. Bên trong khe sâu vô cùng hỗn độn, không ít khe nứt không cách nào thông qua, nhưng với thực lực của mọi người cũng không thể ngăn cản họ. Dọc theo đường đi mọi người cũng không phát hiện được nguy hiểm, cũng không biết đi xuống sâu bao nhiêu, cuối cùng mới tới mục đích, khi đi tới bên dưới nền đất rộng rãi. Trên mặt bọn họ không khỏi lộ xem ra rung động. Trời ạ, thiên địa năng lượng thật nồng đậm. Bên trong hang động diện tích thật lớn rắt đầy trụ năng lượng giống như thạch nhũ ngưng tụ, năng lượng cuồn cuộn làm người ta cảm giác như khó thở. Đó là cái gì? Bên trong động có một cây năng lượng màu trắng diện tích vài trăm thước, cao hơn 10 thước, trên cây bóng loáng như ngọc, có vô số chạc cây, nhưng không có lá cây, chân khí bàng bạc lan tràn, làm cho người ta cảm giác linh hồn đều run rẩy. Đây là địa phương gì lại có cây quái dị như vậy? Kim Viên kinh ngạc nói. Bên trên còn ngưng kết đồ vật gì đó? Tôn Tiểu Nhã lên tiếng. Ngay trung ương cây ngưng kết năng lượng tinh đoàn thể thích như một hài nhi, trong suốt trong sáng, làm linh hồn không ngừng dao động gợn sóng. Khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc. Lục Lâm Thiên nói, loại cảm giác quen thuộc kia càng ngày càng đậm. Niết bàn luân hồi thụ, đây nhất định là niết bàn luân hồi thụ. Đó là Niết Bàn Luân Hồi Quả. Thanh âm Long Bàn kinh ngạc truyền ra, khiếp sợ không thôi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc nhìn hắn. Niết Bàn Luân Hồi Thụ là một loại thiên tài địa bảo kỳ lạ, là vật vô cùng thưa thớt trong 3.000 đại thế giới,
có thể ngưng kết ra một loại trọng bảo là Niết Bàn Luân Hồi Quả, đồn đãi dùng nó làm cho người ta bước vào Niết Bàn cảnh giới dễ dàng vô cùng, càng sớm dùng thì càng tốt. Nghe nói trong hỗn độn thế giới còn có đại gia tộc hoặc thế lực lớn thu thập trọng bảo này, từ nhỏ cho đệ tử thiên phú bất phàm sử dụng, sẽ có chỗ tốt thật lớn trong lĩnh ngộ áo nghĩa, tới lúc đó cần đột phá Niết Bàn cảnh thật sự dễ dàng, cơ hội thành công ngoài chín thành. Long Bàn rung động nói tiếp. Giá trị một Niết Bàn Luân Hồi Quả thậm chí áo nghĩa linh khí bình thường cũng không thể so sánh, tương đương áo nghĩa linh khí đỉnh cấp, có một lần ta vô ý nhìn thấy được giới thiệu về nó trong một quyển bí giản, cho nên chắc chắn là không sai. Còn có loại bảo vật này. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên nói. Nhìn xem Niết Bàn Luân Hồi Quả chỗ nào đặc biệt. Lục Lâm Thiên điểm mũi chân xuống đất, thân hình lướt ra, một đạo năng lượng hào quang dâng lên, lập tức rơi lên tinh đoàn năng lượng trên cây. Lực lượng hấp xả hái xuống, thân ảnh vừa lui liền quay lại bên cạnh mọi người. Đây là Niết Bàn Luân Hồi Quả sao? Năng lượng quang đoàn hiện ra trên lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, thể tích như một trẻ sơ sinh, chân khí cực kỳ cổ xưa lan tràn, làm linh hồn mọi người rung động. Răng rắc. Nhưng đúng lúc này thanh bạch vũ khí tản ra, Niết Bàn Luân Hồi Quả nứt nẻ, cuối cùng phân chia thành hai. Lục Lâm Thiên cầm hai mảnh Niết Bàn Luân Hồi Quả trong tay. Từ bên trong tản ra cỗ chân khí khiến linh hồn hắn cực kỳ thoải mái. Mọi người nhìn xem, từ trong hai mảnh năng lượng tinh đoàn xuất hiện một đống thanh bạch vật rậm rạp, trong suốt trong sáng như linh quả lại như đan dược, lại giống như ngọc thạch thanh bạch sắc. Vật này tản ra chân khí khiến người rung động, một cảm giác nói không nên lời lan tràn, cảm giác này khiến người cảm thấy thật hưởng thụ, ngửi vào có tác dụng thật lớn với linh hồn. Là vật này. Sắc mặt Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Hắn biết đây là vật gì, chẳng trách hắn cảm thấy chân khí vô cùng quen thuộc. Nguyên lai vật này ban đầu ở Linh Võ Đại Lục hắn từng dùng qua, bên trong Tử Vong Thâm Uyên vốn có vật như thế. Đây là Niết Bàn Luân Hồi Tử, mà nếu bên trong một quả có càng nhiều hạt, chứng minh giá trị càng cao, cao nhất là 100 hạt, có thể làm người luân hồi muôn đời, sau khi dùng có ưu đãi cho tâm cảnh thật lớn, đủ tiến bước bay nhanh trong việc lĩnh ngộ áo nghĩa. Long Bàn run giọng nói. Nhìn số hạt này thật sự là không ít. Càng sớm dùng càng tốt, nguyên lai lúc trước mình từng dùng vật này. Lục Lâm Thiên thì thào nói, cho tới nay hắn cũng không biết mình ăn bảo vật gì bên trong Tử Vong Thâm Uyên, từ sau khi ăn vật này lực lĩnh ngộ cùng tâm cảnh của hắn tiến bộ kinh người, mà sau khi hắn dùng vật kia lại giống như từng trải qua muôn đời luân hồi. Nếu là như thế, hắn từng dùng qua Niết Bàn Luân Hồi Tử tốt nhất. Cao nhất là 100 hạt sao. Lục Lâm Thiên đang định bóp vỡ, lập tức bị Long Bàn ngăn cản. Không thể dùng tay đỡ Upsilon.NG chạm vào hạt, nếu không sẽ lập tức tan vào thân thể, gặp phải vật chất kim trúc sẽ bị phá hủy, chỉ có thể dùng bình ngọc chứa đựng nó mà thôi. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên tựa hồ còn nhớ rõ lúc trước bởi vì mình chạm vào Niết Bàn Luân Hồi Tử mà nó dung hợp vào thân thể của mình. Nghe vậy Lục Lâm Thiên cũng không dám sờ loạn. Lấy ra một hộp ngọc đem Niết Bàn Luân Hồi Tử đánh vỡ, tổng cộng là 99 hạt, chỉ còn thiếu một hạt. Phát tài, không nghĩ tới nơi này còn có bảo vật như vậy. Niết Bàn Luân Hồi Quả, 99 hạt Niết Bàn Luân Hồi, nếu ở bên ngoài đủ khiến cả đại thế giới chú ý. Mọi người thấp giọng kêu lên, ánh mắt rung động nhìn vào Niết Bàn Luân Hồi Tử. Mọi người đều có thực lực đại đạo cảnh, nghe đồn dùng vật này có thể giúp người ta bước vào Niết Bàn cảnh như đi trên đất bằng. Loại hấp dẫn này đối với tu vi đại đạo cảnh thật quá lớn. Dù sao hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, mọi người dung hợp một hạt đi, trong không gian này thiên địa năng lượng nồng đậm, ta nghĩ nếu ở trong này tu luyện nhất định đạt được ưu đãi thật lớn. Lục Lâm Thiên thấy thế lấy ra mấy hộp ngọc phân Niết Bàn Luân Hồi Tử cho mọi người, dù sao cùng chung một tiểu đội, thực lực mọi người càng mạnh thì thực lực cả tiểu đội càng mạnh. Hai người cũng lấy đi. Lục Lâm Thiên đưa hai hạt cho Long Bàn Hổ Cứ. Nếu đã cứu họ, dù Niết Bàn Luân Hồi Tử có chân quý cũng không cần tiếc rẻ, dù sao mọi người đang ở chung một chỗ, quá nhỏ mọn cũng không tốt. Đa tạ, phần nhân tình này huynh đệ chúng ta nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta không chết, sau này sẽ báo đại ân hôm nay. Hai huynh đệ ngoài ý muốn thoáng lặng người, hai người thật không ngờ bảo vật như vậy Lục Lâm Thiên cũng phân chia cho họ, huống chi Lục Lâm Thiên còn cứu mạng của họ, trong lòng họ thật sự vô cùng cảm kích. Thiên trụ giới tương liên cùng không gian bên ngoài, mà thiên địa năng lượng nơi này nồng đậm, bên trong thiên trụ giới cũng không kém, điểm này Lục Lâm Thiên đã sớm biết, bởi vậy đều thu mọi người vào thiên trụ giới tranh thủ tu luyện.
Lục Lâm Thiên đi lên tầng 7, hắn cũng muốn thử dung hợp thêm Niết Bàn Luân Hồi Tử lần nữa, dù sao trong tay hắn còn có không ít. Cầm Niết Bàn Luân Hồi Tử trong tay, một cảm giác mát mẻ truyền ra, đột nhiên một đoàn thanh bạch hào quang phóng thích, chỉ thoáng chốc đã biến thành một đoàn linh dịch trong tay hắn. Linh dịch mát rượi dung nhập vào tay Lục Lâm Thiên biến mất, năng lượng tinh thuần lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ linh khí thanh bạch sắc chia thành hai phần, tràn vào không gian đại não, nhất thời toàn thân Lục Lâm Thiên đắm chìm trong sương mù tràn ngập. Tại một không gian tràn ngập thiên địa năng lượng nồng đậm, bên trên núi non trùng điệp, thật nhiều nữ tử trôi nổi trên không trung, cung kính nhìn ngọn núi cao V Upsilon T trong mây phía trước, phảng phất như ngọn núi đó chính là thánh địa. Hôm nay xảy ra chuyện gì, sao toàn bộ trưởng lão đều trở về? Không chỉ như thế, toàn bộ trưởng lão bế quan cùng cung chủ đều đi ra. Ta nghe nói là lão tổ luôn ẩn cư mang về một tiểu nha đầu, vì vậy toàn bộ trưởng lão mới tụ tập. Là tiểu nha đầu nào vậy, lại có thể kinh động toàn bộ trưởng lão cùng cung chủ, còn kinh động lão tổ tông trong truyền thuyết. Các nữ tử thấp giọng nghị luận, chân khí hùng hậu lan tràn, chứng minh những nữ tử này cũng không phải người bình thường, thậm chí đều là cường giả, nhưng ánh mắt của họ nhìn về phía ngọn núi vô cùng cung kính. Siêu siêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu trong ngọn núi có hơn 20 thân ảnh lướt qua trời cao, hiện thân trên không. Trong hơn 20 thân ảnh, chỉ có một ít mỹ phụ, đa số đều dáng vẻ thương lão, ánh mắt thâm thúy như biển, lẳng lặng đứng trong hư không, cả phiến thiên địa giống như hỗn loạn, gió dục mây vần. Biến hóa làm tận xa xăm thiên địa có không ít chân khí xuyên thấu hư không vô tận quan sát tới nơi này. Người đứng đầu là một mỹ phụ chừng 30 tuổi, thân mặc cung trang, mái tóc bới cao, chân mày như vẽ, dáng vẻ thoát tục tiên thiên. Bên cạnh mỹ phụ có một nữ tử 18-19 tuổi, dáng người là lướt nảy nở, dung nhan tuyệt mỹ như trích tiên, khí chất cao quý thanh nhã hơn nữa còn hồn nhiên thiên thành. Bái kiến cung chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Toàn bộ nữ tử trên không trung đều cung kính quỳ một gối hành lễ. Mỹ phụ phất tay cho mọi người đứng dậy, thanh âm du dương nói. Các đệ tử nghe lệnh, từ hôm nay trở đi Lục Doanh bái nhập môn hạ lão tổ Thiên Nữ Cung, trở thành đệ tử quan môn của lão tổ, được tôn làm Thiên Nữ Thiên Nữ Cung, địa vị như bổn cung, có thể trưởng quan toàn bộ đệ tử trong cung. Cái gì, lão tổ tông thu đồ dệ, đệ tử của lão tổ không ít, nhưng cho tới hôm nay chỉ còn lại một mình cung chủ. Trời ạ, địa vị thiên nữ, không kém hơn cung chủ. Bái kiến thiên nữ. Mọi người quỳ một gối, không ai dám bất kính. Chư vị miễn lễ. Lục Doanh lên tiếng, khí chất khuynh đảo chúng sinh. Tiểu sư muội, người về bồi sư tôn trước đi, theo sư tôn tu luyện, chuyện khác ta sẽ lập tức an bài. Thiên nữ cung toàn lực tìm kiếm Lục Lâm Thiên, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Thành. Mỹ phụ nói. Vậy phiền toái sư tỷ. Lục Doanh cúi người thi lễ, bóng hình xinh đẹp chợt lóe hóa thành lưu quang bay vào trong ngọn núi. Ngay sau khi nàng tiến vào trong núi, đông đảo thân ảnh thương lão ngẩng đầu, nhìn vào hư không xa xa. Một lão phụ nhân ăn mặc mộc mạc nhìn hư không vô tận nói. Lão tổ Thiên Nữ Cung hôm nay thu đồ đệ, đám lão quỷ các ngươi có gì khẩn trương, nếu đã quan sát thì phiền các ngươi thông chi đệ tử trong môn đi, thiên nữ của Thiên Nữ Cung còn nhỏ tuổi. Ngày sau nếu ai dám động tới nàng, đừng trách Thiên Nữ Cung không khách khí. Thanh âm già nua tuy nói không lớn, nhưng thật lâu sau mới dần tan biến. Hô! Lục Lâm Thiên mở mắt, thở mạnh một hơi. Lại dùng thêm một hạt Niết Bàn Luân Hồi Tử, làm linh hồn hắn lại tẩy lễ thêm một lần, trải qua 99 lần luân hồi. Tuy lần này cũng lấy được không ít ưu đãi, nhưng không thể sánh với lần đầu. Tâm thần quan sát toàn bộ biến đổi trong thiên trụ giới. Nhóm người Kim Viên còn đang dung hợp Niết Bàn Luân Hồi Tử, mà Thái A cùng Huyền Tuyết Ngưng còn chưa có động tĩnh gì. Có thể lưu lại trong không gian tràn đầy năng lượng thế này là một chuyện đáng giá cao hứng, nhưng Lục Lâm Thiên lại không vui mừng, nếu không thể đi ra khỏi vạn thế liệp tràng, hắn chắc chắn sẽ hỏng mất. Nhưng tìm không thấy lối ra hắn cũng không có biện pháp nào, lại không thể xé rách không gian rời đi, chỉ có thể bị vây khốn ở đây. Buồn bực hồi lâu Lục Lâm Thiên chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần Huyền Tuyết Ngưng khôi phục hẳn là có thể đi ra ngoài, chẳng qua sau khi nàng khôi phục sẽ làm gì thì bản thân hắn cũng không dám cam đoan. Ba lão giả, quần áo có chút hỗn độn, chẳng qua chân khí vô cùng hùng hồn như núi lớn, trên đầu vai ba người có khối huy chương tinh mỹ, vô cùng độc đáo,
có chút khác biệt với quần áo hỗn độn cùng dáng vẻ hung thần ác sát của ba người. Giờ phút này bên ngoài sơn cốc có hai tòa giá khôi lỗi trôi nổi, mấy trăm người vây quanh nhìn giống như đạo phỉ thế giới, đang vô cùng cung kính dập đầu, đầu rơi máu chảy cũng không dám dừng lại, toàn thân bị hù dọa run rẩy, sắc mặt đều trắng bệch. Lão nhị lão tam, các ngươi xem ba tiểu tử này tuấn lãng bất phàm, rất có phong vận của ta khi còn trẻ tuổi a. Lão nhân đứng giữa nhướng mày nói, trong mắt mang theo ý cười. Không sai, ba tiểu tử này sát phạt quyết đoán, làm việc gọn gàng, cũng có vài phần thần thái của ta lúc còn tuổi trẻ. Lão nhân bên trái gật đầu, đắc ý không thôi. Thà chết chứ không khuất phục, một thân ngông nghênh, thực lực lớn vượt qua tu vi bản thân, lại tu luyện nhiều áo nghĩa, chỉ sợ dù là các tiểu tử đỉnh cấp trong đại tộc hỗn độn thế giới cũng chỉ như vậy mà thôi. Lão nhân bên phải ý cười giạt rào. Đa tạ ba vị tiền bối cứu giúp. Ba thanh niên toàn thân đầm đìa máu tươi, thanh niên đứng giữa thu liễm chân khí tiêu sát sắc bén, lại thu liễm khải giáp hộ thân, dùng tay áo lau máu trên miệng, hướng ba lão giả đa tạ nhưng ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác. Tiểu tử, các ngươi là ba huynh đệ đi, tên là gì? Lão giả ở giữa hỏi. Thanh niên thoáng do dự, nói. Chúng ta là ba huynh đệ, ta tên Lục Thành, ngũ đệ Lục Trực, lục đệ Lục Phương. Lão giả bên trái nghe vậy liền tươi cười. Thật đúng là ba huynh đệ a, quả thật tốt quá. Lão giả bên phải nói. Ba tiểu tử, hôm nay ba chúng ta hữu duyên gặp được các ngươi, có ý tính toán thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi cảm thấy thế nào, có phải rất chấn động, quá đỗi vui mừng hay không? Ánh mắt Lục Thành khẽ động, quan sát ba lão giả, ôm quyền nói. Ba vị tiền bối, ba huynh đệ chúng ta cảm tạ ba vị tiền bối ra tay cứu giúp. Nhưng chúng ta đã có sư phụ, cho nên còn chưa có ý định bái sư. Ba tên tiểu tử thúi, có biết chúng ta là ai hay không? Nếu trong đại thế giới có ai biết ba chúng ta muốn thu đồ đệ thật không biết có bao nhiêu người chạy tới xếp hàng, thiên đại cơ duyên như vậy các ngươi lại không cần, tức chết ta. Lão giả bên phải dựng râu trừng mắt, thu đệ tử còn bị cự tuyệt, nếu bị truyền ra ngoài sau này ba người cũng không cần đi ra lăn lộn. Lão tam, ngươi tức giận cái gì? Ba tiểu gia hỏa này chính là tính tình như vậy, bọn hắn không bái sư, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hay sao, trước mang về rồi hãy nói. Lão giả ở giữa nói. Cũng tốt, trước mang về rồi hãy nói, còn dám không bái sư, nhất định thu các ngươi mới được. Lão giả bên phải cười ha ha nói. Hiu hiu. Ba người Lục Thành còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị cấm cố, thân ảnh biến mất không còn nhìn thấy. Nguy hiểm thật. Bọn hắn đi rồi, nhặt về một mạng. Nhìn thấy ba lão giả rời đi, mấy trăm đạo phỉ xung quanh mới dám ngẩng đầu, một đám người thở sâu một hơi, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Dám động đệ tử của ta, đi chết đi. Nhưng đúng lúc này một thanh âm hạ xuống, không gian động lại, gió dục mây vần, thiên địa hôn ám, một đạo trưởng ấn khổng lồ mang theo mây đen cuồn cuộn ập xuống, che phủ cả phiến không gian. Oanh oanh! Thanh âm nổ tung trầm thấp. Không gian xé nứt, vô số khe không gian tối đen hiển lộ, ngọn núi hóa thành cho tàn, hơn trăm thân ảnh chỉ nháy mắt biến thành mây khói, hai chiếc tòa giá khôi lỗi cũng hóa thành mảnh nhỏ. Thời gian lặng yên trôi qua, cả thượng thanh đại thế giới càng thêm nóng nảy, nháy mắt đã qua 2 năm rưỡi. Toàn bộ trung thiên thế giới đều có được một khối ngọc bích thật lớn, bên trên lưu lại tin tức của những người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết, người còn sống hào quang quanh quẩn, hào quang trên ngọc bích liên tục thay đổi. Rất dễ phân biệt. 2 năm rưỡi thời gian, ít nhất rơi xuống 3.000 người. Còn lại nửa năm cuối cùng, ai cũng biết được đây mới là thời điểm liệp sát điên cuồng mấu chốt. Trong các trung thiên thế giới, nhìn người của mình đã rơi xuống, một mảnh ủ rũ, mà đối với những thế giới vẫn còn đủ 10 người tham gia, nhiệt tình càng thêm tăng vọt, giống như vô sắc trung thiên thế giới. Vô sắc trung thiên thế giới, 2 năm rưỡi trôi qua nhưng 10 người vẫn còn sống. Tựa hồ không ai gặp ngoài ý muốn, điều này làm trong lòng vô số người cảm thấy sôi trào. Vào lúc này trên lầu các, mọi người đang nhìn vào khối ngọc bích trên quảng trường, chính là người của Phi Linh Môn cùng Phi Linh Thương Hành, Âm Minh Dạ Xoa, Thiên Khu, Địa Long, Đường Ngũ, Bạch Kinh Đường, Âm Quỷ, Phong Đô Tam Hồn bọn họ. Cạnh tranh thật đúng là kịch liệt. Đường Ngũ nói, đương nhiên cạnh tranh kịch liệt, đây là vạn thế liệp tràng. Âm Quỷ liếc mắt nói. Đường Ngũ cũng mặc kệ ánh mắt của hắn, nói. Không biết trưởng môn cùng Thái A bọn họ thế nào? Còn cần hỏi,
có trưởng môn, bọn hắn còn xảy ra sự tình gì sao? Phạm Thống thấp giọng nói, lại nhìn âm quỷ. Âm quỷ, sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên chuẩn bị xong, đã phái người hạ chú tại các đại thương hành, nhưng lần này tỷ lệ đổ chú thật không bình thường, vốn không có gì, nhưng Dạ Xoa đường chủ điều tra được một việc, cho nên cảm thấy có chút không bình thường. Âm quỷ có chút nghi hoặc nói. Trong vô sắc thế giới, lần này đổ chú 10 người trưởng môn xem ai cuối cùng có thể bước lên thần hoàng đoàn, ai có thể còn sống đi ra, toàn bộ tỷ lệ đặt cược hơn phân nửa là do Kỳ Phong thương hành thầm ảnh hưởng, nóng nảy nhất là trưởng môn, Thái A, còn có Tiết Gia Tiết Mặc Kỳ. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Ngọc Bích, nói. Nhưng tỷ lệ đặt cược của trưởng môn còn cao hơn Tiết Mặc Kỳ không ít, hai người đều đứng thứ nhất trong trấn thế tháp, kỳ thật ai cũng biết thực lực trưởng môn mạnh hơn. Nhưng tỷ lệ đặt cược chỉ cao mà không hạ thấp, ai tới cũng không cự tuyệt, vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn không sợ phá sản hay sao? Tất cả chuyện này còn do Kỳ Phong thương hành ảnh hưởng, mà Hoài Linh Ngọc là người Kỳ Phong thương hành, ta đã lưu ý, tỷ lệ đặt cược của hắn lại giống như Tôn Tiểu Nhã, ta luôn cảm giác có điều không thích hợp. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, Kỳ Phong thương hành cho rằng Hoài Linh Ngọc nhất định sẽ còn sống, mà trưởng môn nhất định xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới xuất hiện loại khả năng này. Phạm Thống suy tư một hồi, lập tức nói. Lúc trước Kỳ Phong thương hành đột nhiên lấy lòng trưởng môn, bỏ qua hết thảy ân oán, ngay cả mối thù giết con cũng có thể buông, chỉ sợ không phải bởi vì hy vọng trưởng môn không đối phó Hoài Linh Ngọc trong vạn thế liệp tràng mà thôi, có lẽ còn có an bài khác. Sắc mặt Bạch Kinh Đường biến đổi, hỏi. Ý của ngươi là Kỳ Phong thương hành sẽ âm thầm đối phó trưởng môn? Hơn phân nửa có khả năng này. Phạm Thống gật đầu, ánh mắt ngưng lại, khẽ động nói. Nhưng ta tin tưởng trưởng môn nhất định không có việc gì, Hoài Linh Ngọc sao có thể đối phó hắn, lần này Kỳ Phong thương hành không làm bậy thì còn tốt, một khi dám làm, chỉ sợ phải trả giá thảm trọng. Ta đi điều tra Kỳ Phong thương hành, hy vọng có thể tra được một ít tin tức hữu dụng. Âm Minh Dạ Xoa nói. Kỳ Phong thương hành nghĩ trưởng môn sẽ xảy ra chuyện, nhưng ta không nghĩ như vậy. Phạm Thống cười nói. Họ đã dám đổ cược, ai tới cũng không cự tuyệt, vậy ta tịch thu toàn bộ vốn gốc của bọn hắn. Hô lạp lạp. Tầng thứ 7 thiên trụ giới, thiên địa năng lượng cuồn cuộn hội tụ, hình thành năng lượng lốc xoáy thật lớn, chen chúc tưới xuống người Lục Lâm Thiên. Suy. Năng lượng lốc xoáy bỗng nhiên dừng lại, chân khí hùng hồn dao động không ngớt, như có vạn thú đang chạy trồm trong cơ thể. Hô. Thật lâu sau chân khí dần dần thu liếm. Thở mạnh một hơi, Lục Lâm Thiên mở mắt. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, thu hoạch không ít. Lục Lâm Thiên thì thào nói, lại lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tầng thứ 2 thiên trụ giới, Long Bàn Hổ Cứ, Tử Viêm cùng Hoàng Sa khoanh chân ngồi, sinh cơ hoàn toàn biến mất, toàn thân không có chút chân khí, thời gian như vậy không biết đã trải qua bao lâu. Sắp 30 năm đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tính toán thời gian hắn ở trên tầng thứ 7 105 năm, tầng thứ 2 cũng đã qua 30 năm. Long Bàn Hổ Cứ đã sớm cần Niết Bàn, Hoàng Sa cùng Tử Viêm cũng không kém bao xa, phỏng chừng bây giờ họ cũng đang Niết Bàn. Chân khí của bốn người biến mất, thân thể lạnh lẽo, nhưng Lục Lâm Thiên có thể nhìn ra được chân khí nội liễm dao động, đặc biệt là Long Bàn Hổ Cứ dao động càng lúc càng kịch liệt. Trên thân hai người tản ra hào quang, đồng thời lan tràn. Cuối cùng hóa thành quang quyển đường kình vài thước, bao phủ khắp thân thể, hình thành quang quyển năng lượng, vô cùng chói mắt, từng luồng năng lượng bàng bạc dao động dựng lên. Đây là đang niết bàn sao? Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống chờ đợi, quan sát người khác đột phá đối với tu luyện giả cũng là một lần lĩnh ngộ, nếu có thu hoạch cũng xem là một lần cơ duyên. Lâm Thiên huynh đệ, bốn người quỷ oa ở cách đó không xa, cảm giác được chân khí bên này dao động lập tức nhìn tới. Tôn Tiểu Nhã rung động nói. Họ đang niết bàn sao? Long Bàn Hổ Cứ đã sắp niết bàn, dùng niết bàn luân hồi tử nên thành công tiến vào niết bàn cũng không có gì trắc trở. Một khi đặt chân niết bàn cảnh, phong thần đài lại có thêm một chỗ cho bọn họ. Quỷ oa âm trầm lên tiếng, quen biết thời gian lâu dài mọi người cũng đã thói quen. Hiện tại bọn họ đang tiến vào hữu dư niết bàn vòng thứ nhất, hẳn sắp chính thức bước vào niết bàn cảnh. Bạch Lang dao động nói. Hữu dư niết bàn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, Tam Kỳ lão nhân nhắc tới vô thượng niết bàn, tựa hồ niết bàn còn chia thành nhiều loại, nhất thời hỏi.
Niết bàn chẳng lẽ còn có phân chia nhiều loại sao? Tôn Tiểu Nhã cùng Quỷ Oa cảm thấy kỳ quái, Bạch Lang lập tức nói. Nói thế này, Niết bàn cảnh có 3 loại cấp độ, đột phá đại đạo cảnh đỉnh phong đi vào Niết bàn cảnh sơ giai, cũng gọi là hữu dư Niết bàn, kế tiếp là vô dư Niết bàn cũng là Niết bàn trung giai, qua trung giai là tới Niết bàn cao giai. Trong mắt Bạch Lang lộ vẻ hướng tới. Niết bàn cao giai cũng là sinh tử Niết bàn, qua sinh tử là có thể tiến vào tuyên cổ cảnh, tuyên cổ trường tồn, loại cấp độ này mỗi một người đều là tồn tại rung động một phương, ở trong 3000 đại thế giới có được địa vị tối cao. Hữu dư Niết bàn, vô dư Niết bàn, sinh tử Niết bàn, lại có gì bất đồng? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Bạch Lang cười khổ nói. Ta cũng không rõ lắm, nếu biết ta cũng đủ chỉ là đại đạo cảnh. Oanh! Vào thời khắc này ở cách đó không xa truyền ra thanh âm dao động trầm thấp, hai đạo quang quyển thật lớn run lên, lập tức thu liễm vào thân thể hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ, hai người liền mở mắt, trong mắt bắn tinh quang, chân khí hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Niết bàn cảnh sơ giai, cả hai đều bước vào niết bàn cảnh. Kim Viên rung động nói, trong mắt vô cùng hâm mộ. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, ta có hiểu một ít. Long Bàn thu liễm chân khí, nói. Niết danh vi xuất, bàn danh vi thú, chư thú vượt qua sinh tử, thì cũng xem như vượt qua khỏi thú dã. Thời gian lâu dài, trong vũ trụ thời không sinh linh tu luyện, mục đích là vì vượt qua sinh mệnh hữu hạn, một ngày kia có thể chứng ngộ Niết Bàn, chẳng khác nào đột phá hàng rào thời không, đem sinh mệnh trải rộng hết thảy không gian, dựng thẳng cùng tam tế, hoành khắp mười phương, tràn ngập qua hết thảy thời gian, diệt hữu dư, qua vô dư, độ sinh tử. Từ thời tuyên cổ đã bất biến, lịch vạn kiếp mà thường tân, cuối cùng đặt chân tuyên cổ, là có thể siêu việt sinh tử vô thường, đây là Niết Bàn. Hổ Cứ đứng dậy nói. Niết Bàn cũng là tâm bao thái hư, lượng chu xa giới, Phật cùng ta tương ứng, người cùng ta như nhau. Hổ Cứ tiếp tục nói. Kiến tư hoặc, thân vị diệt, chính là hữu dư Niết Bàn, thân diệt diệt, thụ sinh tử, được gọi vô dư Niết Bàn, tam hoặc toàn đoạn, sinh tử vĩnh diệt. Có thể bước lên tuyên cổ xưa nay bất biến, lịch vạn kiếp nhi thường tân. Mọi người nghe vậy, đều cái hiểu cái không, ánh mắt khẽ động, có điều ngộ ra, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu lĩnh ngộ, như được lợi rất nhiều. Suy lạp lạp, đúng lúc này quanh thân Hoàng Sa cùng Tử Viêm đều hiện ra một đạo quang quyển bao trùm lấy thân thể họ. Lục Lâm Thiên nhìn qua, hiểu được lời nói của Long Bàn Hổ Cứ giống như cảnh tỉnh hai người họ. Cho nên giúp họ đạt được chỗ tốt thật lớn. Chúc mừng hai vị đặt chân niết bàn cảnh. Lục Lâm Thiên cười nói. Hai huynh đệ chúng ta đa tạ đại ân của các hạ, sau này không dám nói xuống chảo dầu lên núi đao, hai huynh đệ chúng ta đều nhớ kỹ, mạng của chúng ta là do các hạ đã cứu, có thể nhanh như vậy đặt chân niết bàn cũng nhờ các hạ ban tặng, đa tạ. Hai huynh đệ cảm kích nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức cúi đầu thi lễ thật sâu. Khách khí, không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên nâng lên hai người, ánh mắt khẽ động, cảm nhận được mình cũng không nhìn lầm người, lập tức hỏi. Hai vị vừa nói hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, sinh tử Niết Bàn, còn có Niết Bàn nào khác nữa hay không? Long Bàn cùng Hổ Cứ khẽ lắc đầu, Hổ Cứ nói. Mọi người đều biết Niết Bàn chỉ có 3 loại cấp độ mà thôi. Hẳn không còn cấp độ nào khác đâu. Long Bàn cũng lắc đầu, suy tư hồi lâu. Hắn cũng không nghe nói qua còn có cấp độ Niết Bàn nào khác. Lục Lâm Thiên không tiếp tục hỏi, có lẽ hai người họ cũng không biết vô thượng Niết Bàn là gì. Một tháng sau, tầng thứ 2 thiên trụ giới, Tử Viêm hóa thành bản thể khổng lồ, toàn thân tử hỏa dao động, làm cho người ta cảm giác áp bách thật lớn, vừa đặt chân lên Niết Bàn cảnh sơ giai. Mấy ngày sau Hoàng Sa cũng đặt chân lên Niết Bàn sơ giai, Tôn Tiểu Nhã vô cùng cao hứng, khiến Bạch Lang, Quỷ Oa cùng Kim Viên vô cùng hâm mộ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, như vậy thực lực tiểu đội của mình cũng có chút địa vị trong toàn bộ tiểu đội của Trung Thiên Thế Giới. Gì? Đúng ngay lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hình như phía trước có dao động. Long Bàn tựa hồ nhìn ra được điều gì, mọi người lập tức theo sau. Trong không gian tràn ngập khí tức hoang vu lạnh lẽo, hư không vặn vẹo, một đóa hoa khổng lồ lớn hơn trăm thước trôi nổi giữa không trung, cánh hoa khép chặt lại. Chân khí khủng bố lan tràn, làm lòng người sản sinh cảm giác hoang vu tuyệt vọng. Lục Lâm Thiên nhìn thấy chân khí cuồn cuộn dâng tràn, khí tức khủng bố thổi quét, linh hồn run rẩy không ngớt.
chân khí thật hoang vu lạnh lẽo. Ta không thể chống cự, khí tức này làm ta sinh lòng tuyệt vọng, sẽ mất đi lý trí. Sắc mặt mọi người đại biến, Tôn Tiểu Nhã là người đầu tiên không thể đối kháng. Một mùi hương thơm ngát lan tràn, mùi hương hoàn toàn trái ngược với khí tức hoang vu lạnh lẽo vừa rồi, khí tức làm người ta vui vẻ thoải mái, nhịn không được thở sâu vài hơi, hương thơm kia có chỗ tốt thật lớn cho tu luyện lĩnh ngộ. Hai loại khí tức từ từ biến mất, giờ phút này đóa hoa hiện ra hào quang chói mắt khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng tới. Mãi tới khi hào quang nhạt dần, mọi người mới nhìn thấy hai thân ảnh xinh đẹp bên trong. Niết bàn cảnh, chân khí tựa hồ có chút không giống lắm. Mọi người phát hiện khí tức trên người Tiết Mặc Kỳ có chút không giống lắm. Lại đột phá niết bàn cảnh. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, nguyên lai thời gian này Tiết Mặc Kỳ vẫn luôn đột phá niết bàn cảnh. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp bên cạnh Tiết Mặc Kỳ, lập tức dao động, lúc này Huyền Tuyết Ngưng đã thay một bộ áo bạch lục sắc, cũng không có trang sức nào khác, đơn giản lại hồn nhiên thiên thành, thanh nhã thanh tú.